Nếu hắn đoán không sai thì ma quân và ma hậu sẽ đến ma vực một chuyến, nói là thăm lại chốn xưa cũng được, gợi lại ký ức cũng được, dù gì thì chắc chắn trấn ma ti cũng không thể ở đó, chọc giận ma quân sẽ phải lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn dĩ hắn không có quyền điều động trấn ma ti của đại hạ đâu. Nhưng thân là thánh tử thiên tông, lời của hắn lại rất hữu dụng, trấn ma ti thật sự rút rồi. Đêm tối, cả đám người tụ lại giữa nơi thâm sơn cùng cốc. Nhìn thật kỹ mới biết đấy là các sát thủ của La Sinh Môn, cầm đầu là Diêm La Mặt Quỷ, không biết là do màu da hay vì trời quá tối mà mặt mày của mấy sát thủ chữ thiên này đều đen xì. Nửa đêm bọn họ tụ tập ở đây không phải là để du sơn ngoạn thủy đâu. Mà họ ra đây vào tối khuya là để tìm ai kia đòi tiền đấy. Chuyến đi đến Nam Vực họ đã thực hiện đến mấy phi vụ, nhưng đến giờ vẫn chưa cầm được tiền công, họ cũng muốn tìm môn chủ để đòi nhưng ngặt nỗi môn chủ đang bị nhốt. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, mấy người quyết định tìm Thánh tử Thiên Tông nói chuyện vẫn hay hơn. Ngươi nói xem tại sao môn chủ lại bị nhốt. Ta nghe nói môn chủ đã có thai nên bị lão môn chủ nhốt lại. Mang thai sao? Ai bảo sát thủ kiệm lời, trong mấy tên này, không có ai là kín miệng cả, họ vừa đi vừa bàn luận sôi nổi. Ai quen thì mới biết họ là một đám sát thủ già, ai không quen thì còn tưởng là một đám kể chuyện kiếm tiền. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên đỉnh núi. Lúc này, hắn đang cầm kính viễn vọng nhìn về xa. Nơi Triệu Bân quan sát là một khu rừng rộng mênh mông tắm mình dưới ánh trăng, mây mù lượn lờ, điều kỳ dị là sương mù kia có màu đỏ tươi, như được nhuộm bởi máu vậy. Là rừng rậm huyết u một trong ba cấm địa của đại hạ. Triệu Bân đến đây đương nhiên không phải là để dạo chơi, hắn tới là để thám thính tình hình, tình báo của ma gia có nói từng nhìn thấy ân minh xuất hiện ở đây. Nếu như đoán không sai thì bọn ân chú đang trốn bên trong. Hắn cũng không dám nhìn lén, không dám vào trong lùng soát. Danh tiếng của cấm địa không phải chỉ là hư danh. Như hang động quỷ minh và biển mây đọa tiên, có chỗ nào là không nguy hiểm vạn phần đâu. Rừng rậm huyết u có thể được xếp ngang hàng với hai cấm địa kia thì đương nhiên nó cũng không phải dạng vừa, chưa tới mức bất đắc dĩ thì hắn sẽ chẳng dại vào trong. Vù, vù. Gió thổi vù vù trong đêm giống như tiếng linh hồn ai oán. Bằng không thì sao lại bảo là cấm địa, dù cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh đang thổi từng cơn, quan sát cả đêm mà cũng không thấy lấy một bóng người, cấm địa nổi tiếng là nơi nguy hiểm, đâu ai rảnh rỗi mà lang thang đến đây làm gì. Có tìm thấy ma hậu không? Lúc hắn đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng bên tai. Là tiếng của Thương Khung, truyền âm cho hắn qua phân thân. Tìm thấy rồi, Triệu Bân tùy tiện đáp lời. Có tỉnh táo không, Thương Khung vội hỏi. Đương nhiên là không, ma quân nói ông ta có cách phá giải, Triệu Bân đáp xong thì quay đầu xuống núi. Hắn leo lên một đỉnh núi khác cao hơn rồi nhìn xuống dưới. Đáng tiếc, cảnh tượng nhìn thấy vẫn là mây mù màu đỏ máu che kín cả cấm địa. Bây giờ ngươi đang ở đâu, Thương Khung lại hỏi. Triệu Bân không đáp lời, hai mắt híp lại, nhìn rừng rậm huyết u chằm chằm. Trước đó vài giây, hắn phát hiện một bóng dáng chạy vụt ra như bóng ma, mặc dù tốc độ rất nhanh và ngụy trang rất kỹ nhưng cũng không thoát khỏi được mắt hắn, nhất định là một người. Hắn chẳng hề do dự, lén bám theo ngay. Người đó trùm áo choàng đen, lướt trong đêm tối như một bóng ma. Triệu Bân bám sát theo sau, ánh mắt càng lúc càng xa xăm. Có vẻ như tinh thần của người áo đen đó không được tỉnh táo, hình như là ngụy bí giả. Vậy nên hắn càng kiên định với suy đoán trước đó của mình, ân chú chắc chắn là người thi chú, hơn nữa lão già này nhất định đang trốn trong rừng rậm huyết u, ngoài ra còn có cả ân minh, tử y hầu và cả nữ soái tà ma. Biết đâu chừng còn có cả một đội quân ngụy bí giả hùng mạnh nữa. Hừ, Triệu Bân đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Hắn theo đến chỗ này thì lại không còn thấy bóng dáng người áo đen đâu nữa, như thể đối phương đã bốc hơi biến mất vậy. Keng. Lúc hắn đang tìm kiếm thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Sau đó tiếng kiếm chói tai vang lên, tia kiếm khí màu đỏ máu phóng tới. Hắn vội vàng nhún người bay lên cao. Dù như vậy nhưng hắn vẫn bị trúng sát ý của kiếm khí, vai trái bị chém rách một đường. Cút ra đây đi. Triệu Bân quát lạnh, tay xuất chiêu thiên thủ đại la, bao trùm cả khu rừng tối đen. Người áo đen lập tức bị ép phải lộ mặt, đúng như Triệu Bân dự đoán. Thật sự là một ngụy bí giả. Hơn nữa, đối phương còn là một ngụy bí giả cảnh giới thiên võ,
mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng có thể thấy được đôi mắt của đối phương đờ đẫn và trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Lão tổ huyết y. Mắt Triệu Bân đột nhiên sáng lên, hắn nhận ra đấy là ai. Trước đây, lúc ở Vân Ư Cốc, lão già này suýt đã giết được hắn và môn chủ La Sinh Môn Ẩm. Lão tổ huyết y môn không nói gì, tung ngay một trường. Triệu Bân đâu có sự, dùng chiêu hám thiên quyền đầy bá đạo đánh cho lão tể huyết y gây xương tay. Đến lúc này, đôi mắt đờ đẫn của lão tổ huyết y mới thoáng qua tia khác lạ, kẻ thi chú đang quan sát chỗ này thông qua mắt lão ta, khi nhìn thấy Triệu Bân thì bất giác nở nụ cười kỳ dị. Triệu Bân thấy vậy thì thoáng chốc bần thần. Là một loại huyễn thuật làm rối loạn tâm trí. Đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì lão tổ huyết y đã áp sát trước mặt, đánh qua một trường, trong lòng bàn tay còn có thêm một ký hiệu phù văn cổ, giữa các ngón tay là những đường vân bí ẩn đang chuyển động, có thể đây là một bí pháp phong ấn. Triệu Bân nhón chân, phi thân né người ra sau. Lão tổ huyết y nở nụ cười nham hiểm, một luồng ánh sáng trắng phóng ra từ trong mắt lão ta. Phụt! Triệu Bân không kịp trở tay, bị trúng đòn ngay lập tức, phần ngực có thêm một vết thương khá sâu. Vết thương đó rất kỳ lạ, chung quanh hào quang màu trắng dao động, đánh tan tinh khí của hắn. Điều kỳ dị hơn nữa là khả năng tái sinh của vạn pháp trường sinh quyết không thể chữa lành vết thương này. Lão tổ huyết y lại tiếp cận, vỗ mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển, một cơn lốc xuất hiện. Triệu Bân định bỏ chạy nhưng ngặt nỗi, lực cuốn của cơn lốc quá mạnh, khiến hắn bị hút ngược vào trong. Bí pháp không gian. Triệu Bân lập tức nhận ra huyền cơ bên trong, cơn lốc đấy liên kết với không gian. Hắn đã từng gặp qua bí pháp tầm cỡ này, người bình thường vốn không thể nào sử dụng được. Vây! Lão tổ huyết y mỉm cười nham hiểm, dùng một tay bấm ấn quyết. Lão ta vừa dứt lời, vòng xoáy đen ngòm kia cũng lập tức thu nhỏ lại. Phong ấn ta! Triệu Bân hét lên một tiếng đanh thép, dùng thuấn thân lao ra. Tiếp theo đó là vết máu bắn ra. Không chỉ đỏ lòm mà còn rất chói mắt, đầu của lão tổ huyết y bị hắn chém xuống ngay tại chỗ, lăn lông lốc khỏi cơ thể như một quả dưa hấu, nơi cần cổ không ngừng phun trào máu tươi. Trước khi thu kiếm, hắn còn nghiên cứu một hồi. Thế nhưng, hắn vừa mới bỏ đi, cơ thể của lão tổ huyết y đã run rẩy. Cũng ngay lúc đó, một luồng sáng trắng tóe ra từ cơ thể lão tổ huyết y, trông giống như thể ánh sáng, thực chất lạnh lẽo và khô khốc, mỗi luồng sáng đều có uy lực hủy diệt. Suýt nữa đã đánh cho Triệu Bân tan tác ngay tại chỗ. Triệu Bân ho ra máu, văng ngược ra ngoài. Hắn không khỏi thấy kinh ngạc, rõ ràng lão ta là ngụy bí giả, bị chặt đầu rồi mà vẫn còn cử động được. Luồng sáng trắng kia rốt cuộc có sức mạnh gì, đến cả trường sinh quyết cũng không thể chữa trị nổi vết thương mà nó tạo ra. Hắn đã đánh giá thấp kẻ hạ chú rồi. Hắn cũng đã đánh giá thấp ngụy bí giả này rồi. Nếu không phải vì sơ suất, hắn cũng bị đánh lén sau lưng đến mức không kịp trở tay. Keng! Không đợi hắn đáp đất, lão tổ huyết y không đầu đã chém ra một nhát kiếm. Mũi kiếm của lão ta vẫn có ánh sáng trắng vấn vít, kiếm uy sắc bén vô song. Triệu Bân nhanh chóng suy nghĩ, thiên lôi và khí huyền hoàng cùng ra khỏi cơ thể. Thiên lôi hóa thành kiếm mang, khí huyền hoàng đông cứng thành kiếm khí, một trái một phải chém ra ngoài, cưỡng chế đẩy lùi lão tổ huyết y. Có được cơ hội nghỉ xả hơi, Triệu Bân mới đáp đất yên ổn. Chân nguyên và tiên lực của hắn cuồn cuộn, ánh sáng màu vàng trong đôi mắt cũng hừng hực như lửa. Chúng một vố như thế, hắn giận dữ vô cùng. Nguyệt thần dành thời gian liếc một cái, rất muốn nói với Triệu Bân câu này. Đừng quậy nữa, đi đi, nếu còn không đi sẽ không đi được nữa đâu. Đùng, lão tổ huyết y ầm ầm hạ xuống, dậm chân khiến mặt đất nứt nẻ. Chân nguyên và tiên khí của Triệu Bân dồi dào, hắn dùng một luồng sáng vàng chém văng lão ta. Không đợi lão tổ huyết y đứng vững, lão ta đã bị một mũi chiến mâu đen ngòm ghim vào vách đá, trên chiến mâu dán đầy bùa nổ, toàn là bùa chú cao cấp, nổ tung thành một đống tia lửa chỉ trong nháy mắt. Máu me bắn khắp nơi. Lão tổ huyết y bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Tuy lão ta chết rồi, nhưng sắc mặt Triệu Bân không hề dễ chịu, bởi vì khu vực mà hắn đang đứng bỗng thay đổi rất kỳ dị. Từng mảng khói xương màu đỏ mông lung che phủ bầu trời sáng rõ. Nhìn sang bốn xung quanh, khung cảnh cũng thay đổi rất nhiều. Đập vào mắt chỉ thấy cây cổ thụ cao chọc trời, thân cây nào cũng to cao. Sao lại thế chứ, Triệu Bân nhíu mày. Chào mừng ngươi đến với rừng rậm huyết u, tỷ
Tiếng cười nham hiểm nhưng khô khốc vang lên, chẳng biết ai đang nói, cũng không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh, chỉ biết rằng câu nói này giống như ma chú, không ngừng dội lại trong không gian. Rừng rậm huyết u. Triệu Bân không khỏi giật mình, nhìn khắp nơi thêm lần nữa. Đang yên đang lành, tại sao hắn bỗng rơi vào cấm địa chứ? Đợi khi nhìn xong, hắn đột nhiên hiểu ra. Rừng rậm huyết u hóa ra là thế giới không gian, đồng thời còn là thế giới không gian có thể di chuyển. Không phải khu vực này thay đổi, mà là bản thân rừng rậm huyết u di động tới đây. Nói cho đúng hơn, có người đang điều khiển cấm địa, hắn bị cuốn vào khu rừng này mà chính hắn không hề hay biết. Đúng là chỉ có mình ngươi mới vậy. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Ngươi mà hắn nhắc đến là kẻ hạ chú, đúng là thủ đoạn không tầm thường, không chỉ thao túng ngụy bí giả mà còn có thể điều khiển rừng rậm huyết y. Lão tổ huyết y trước đó chắc chắn chỉ để giữ chân hắn, tranh thủ thời gian để rừng rậm huyết u di chuyển. Mục đích cuối cùng là kéo hắn vào trong. Ngượng ngùng thay, đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Xuất hiện đi. Triệu Bân điềm tĩnh nói, đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tử chiến một trận. Nếu suy đoán trước đó chính xác thì nơi này chính là hang ổ của kẻ hạ chú, rơi vào hang ổ của kẻ khác mà không cần tử chiến sao được. Còn phải chuẩn bị sẵn sàng chết trận bất cứ lúc nào, có trời mới biết nơi này ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Qua hồi lâu, không thấy ai hồi đáp. Ánh mắt Triệu Bân lóe sáng, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu đảo quanh. Có vẻ như tình cảnh hiện giờ của hắn cũng không nguy hiểm như hắn tưởng tượng, tới nay vẫn chưa thấy đối phương tới xử lý hắn, đây chính là một minh chứng cụ thể. Bây giờ hắn thậm chí nghi ngờ rằng trạng thái hiện tại của kẻ hạ chú rất tồi tệ đến mức kẻ đó không thể nào điều khiển quá nhiều ngụy bí giả. Cũng không ngốc nghếch nhỉ. Nguyệt Thần cảm thấy vui lòng lắm, đầu óc của đồ đệ vẫn dùng được. Đúng vậy, trạng thái lúc này của kẻ hạ chú vô cùng tệ. Cưỡng chế điều khiển lão tổ huyết y đã chết để đánh nhau cùng Triệu Bân sẽ phải trả cái giá rất lớn, điên cuồng truyền sức mạnh sẽ bị ma chú hắc ám phản phệ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Triệu Bân được an toàn. Theo cô ta thấy, rừng rậm huyết u gần như một cục diện bế tắc. Chỗ này không thể ở lại lâu. Triệu Bân lao vọt lên bầu trời như một luồng sáng vàng. Sau đó là một tiếng keng vang dội, rõ ràng hắn bay lên trời nhưng lại như đâm vào tấm sắt. Thế mà vẫn chưa hết, trong không trung tóe ra tia lửa điện, kiếm quang như múa, suýt chút nữa đã chém Triệu Bân ra tám mảnh. Rõ ràng, cấm địa này có cấm chế phong ấn bầu trời. Triệu Bân ho ra một búng máu, ánh mắt nhìn bầu trời lộ vẻ kiêng dè. May mà hắn trốn kịp, nếu muộn thêm một vài giây chắc sẽ bị sát trận của hư không băm thành thịt nát xương tan. Đây là một thế giới không gian hoàn chỉnh, một trận pháp khắc vào bầu trời, một thiên trận đúng chuẩn. Đi trên trời không được thì đành đi phía dưới. Hắn xách kiếm Long Uyên mà đi, nhìn trái ngó phải định tìm lối ra. Rừng rậm huyết u thật đúng như cái tên của nó, đi tới đâu cũng là cây khiến hắn bất giác nghĩ rằng mình lại tiến vào một khu rừng viễn cổ. Cây cối và hoa cỏ ở đây rậm rạp đến dị thường, đến cả dây leo rủ xuống cũng to hơn cổ tay người lớn, linh khí màu đỏ vừa tinh túy vừa nồng đậm. Khả năng cảm ứng của hắn dường như hoàn toàn vô dụng. Giống như đại địa linh chủ bị một luồng sức mạnh bị ẩn che mắt. Phụt, không lâu sau, máu mẹ phun ra. Triệu Bân đi đứng không chú ý, chạm phải một cấm chế. Suốt dọc đường, hắn trông thấy khá nhiều cấm chế như thế, có cái hắn nhìn ra, có cái nhìn không ra, thêm cả xương khói màu đỏ ngăn cách tầm nhìn. Từ đó có thể thấy mê tung trận ở nơi này đang âm thầm vận hành, dẫn hắn đi lạc bất cứ lúc nào, đến mức độ hắn đi một vòng lớn, lại quay về chỗ cũ. Ngoài ra, còn có điều khiến hắn thấy ghê tởm hơn. Đứng ở rừng rậm huyết u, thọ nguyên của hắn đang lặng lẽ mất đi. Đây chẳng phải tin tức gì tốt lành, thời gian lâu dần, e rằng không cần kẻ hạ chú tới xử lý hắn, bản thân hắn đã hết sạch thọ nguyên mà chết trước, đồng thời, hắn dám chắc rằng đối phương không bị hạn chế bởi thứ này. Nói thẳng ra, đây là sân nhà của đối phương. Hắn từng ngẩng đầu lên nhìn trời, định kiếm tìm tinh tượng và thiên tượng. Tiếc rằng hắn cũng chẳng nhìn thấy gì, khói sương màu đỏ mông lung đã che phủ khu rừng khiến nó tối như ban đêm. Không chỉ khu rừng này âm u tịch mịch, mà đến cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo thấu xương. Tuyệt vọng chưa? Tiếng cười nham hiểm lại vang lên, quấn giết không chịu buông như ma chú vậy. Cứ khi tiếng cười này vang lên, khói sương màu đỏ sẽ vô cùng sao động, nhảy múa khắp nơi. Ân chú,
đánh giá thấp ông rồi, Triệu Bân cười khẩy, hắn đã nghe ra đây là âm sắc của ai. Suy đoán của hắn trước đó đúng là không lệch chút nào, kẻ hạ chú đúng là đại tế ti của hoàng tộc. Triệu Bân, người cũng khiến lão phu rất bất ngờ, ân chú cười khẩy. Ta ngươi tám lạng nửa cân thôi, Triệu Bân điềm tĩnh nói. Câu này chẳng hề sai, hắn là một cao thủ diễn xuất thì ân chú cũng phải là chuyên gia. Suốt quá trình, hắn kinh hồn bạt vía, sống bằng thân phận của cơ ngân, ân chú cũng giữ bí mật không dám cho ai biết. Họ chẳng qua chỉ là cùng thể hiện bản thân trên sân khấu của đại hạ thôi. Trong trận giao đấu này, ta chắc chắn là kẻ thắng cuộc, ân chú nở nụ cười nham hiểm. Thế thì chưa chắc đâu, Triệu Bân thu hồi tầm mắt khỏi phía tây, nhắm thẳng vào một gốc cổ thụ. Trên cây có cấm chế, âm thanh của ân chú được phát ra từ đó. Nhưng ân chú không có ở đây, lão ta dùng cấm chế để cây cối truyền âm. Ngươi nên cảm ơn Đan Phượng Phù Dung đã sinh ra một yêu nghiệt như ngươi, bây giờ tới rừng rậm huyết u là nơi chôn thây của ngươi. Huyết mạch, căn nguyên, thiên nhãn, kỳ lân, tất cả của ngươi đều sẽ thuộc về lão phu, trên thân cây xuất hiện gương mặt hư ảo của ân chú, khóe miệng lão ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười bấn cợt, đôi mắt nham hiểm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Năm đó người lấy trộm ánh sáng vô lượng, là ông, Triệu Bân khẽ nheo mắt. Ân chú bật cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn, xóa trí nhớ của Phù Dung cũng là lão phu. Keng! Sát ý của Triệu Bân lạnh lẽo như băng, vùng kiếm chém vào thân cây. Gương mặt của ân chú trên thân cây cùng bị chém bay ngay lập tức. Sao lại nóng này thế? Gương mặt của an chú có vẻ hơi mèo xuất hiện lại trên một gốc cây khác. Mớ, người cùng nên cảm ơn ta, nếu không có chuyện năm đó cũng đâu thể có người của ngày hôm nay. Hồng Tước thì sao? Cũng là kiệt tác của ông, tâm trạng của Triệu Bân bình tĩnh hơn. Đúng vậy, bản mặt của ân chú đổi sang một thân cây khác, nhưng thái độ dữ dằn đến méo mó không hề thay đổi. Hồng Tước rất kinh diễm, còn kinh diễm hơn cả Hồng Uyên, thậm chí độ qua được cả thiên kiếp của tiên. Nhưng thế thì đã sao, vẫn không thoát nổi đòn tuyệt sát của ta. Cho dù năm đó Hồng Uyên đại hạ cũng có mặt, họ vẫn bị che mắt. Thứ mà họ trông thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà lão phu đắp nặn, à không đúng. Nên nói là chúng phải ảo thuật của lão phu, thứ họ nhìn thấy là giả, nhưng họ tin là thật. Điều duy nhất không hoàn hảo là cơ thể cấp tiên của Hồng Tước rơi vào vết nứt không gian, lão phu chủ tính nhiều năm, cũng tìm kiếm nhiều năm, sau cùng lại rơi vào tay Triệu Bân ngươi. Đêm nay ân chú rất xúc động, không giống ngày thường. Lão ta giống như một tiền bối, đang kể vài câu chuyện thú vị cho hậu bối của mình. Lão ta dương dương tự đắc. Lão ta cũng cảm thấy rất thành tựu. Bởi vì một loạt thủ đoạn trong tay lão ta có thể xứng với hai chữ kiệt tác. Triệu Bân im lặng. Dù đã đoán được phần nào từ trước, nhưng bây giờ nghe thấy vẫn chấn động vô cùng. Tu vi của ân chú trong cỗ quan tài bằng hắc ngọc cao đến mức nào mà người đã đạt đến cấp bậc như Hồng Uyên cũng trúng ảo thuật của lão ta, thế nhưng không hề hay biết. Bức thư đến từ tiên gia kia cũng là do ông, qua hồi lâu, Triệu Bân mới lên tiếng. Xem ra Hoàng Phi Vũ Linh đã nói với ngươi khá nhiều chuyện trong quá khứ, gương mặt của ân chú âm u như quỷ dữ. Rốt cuộc ông là ai, Triệu Bân nhìn không chớp mắt. Ta là tiên, đến từ thượng giới, ân chú mỉm cười nham hiểm. Nếu ông là một vị tiên, tại sao không quay về tiên giới, Triệu Bân lôi ra một bầu rượu. Tiên lộ đứt đoạn rồi, ta không quay về được, ân chú nghiến răng nghiến lợi, chỉ vài chữ này mà như tiếng gầm phát ra từ linh hồn. Gương mặt càng thêm méo mó, đôi mắt già nua kia đỏ lòm như sắp nhỏ máu. Triệu Bân lại nhíu mày. Tiên lộ đứt đoạn. Đây là lần đầu hắn nghe nói. Khi Nguyệt Thần vẫn còn ở đây chắc cũng biết, chẳng qua chưa từng tiết lộ với hắn. Nói với ngươi nhiều bí mật như thế, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Ân chú mỉm cười dữ tợn, tâm trạng đã bình ổn, lão ta cười khẩy nhìn Triệu Bân. Nếu không nắm chắc 10-10. Lão ta sẽ không kể nhiều chuyện quá khứ với Triệu Bân. Rừng rậm huyết u này là mộ phần mà lão ta chọn cho Triệu Bân. Chưa đến sau cùng, chưa biết đáp số. Ngươi sẽ không nghĩ rằng ngươi có thể sống sót trở ra đấy chứ. Chắc chắn như thế, tại sao ông không dám xuất đầu lộ diện? Triệu Bản nối một hộp rượu, hay là vì thao túng quá nhiều ngụy bé giả nên lực bất tường tâm? Hay cũng có thể là vì năm đó khi tuyệt sát Hồng Tước cùng trưng ngay một chiêu thức hủy diệt? Đến mức bao nhiêu năm nay vẫn ẩn mình trong cỗ quan tài bằng hắc ngọc. Kéo dài chút hơi tàn, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng, an chú không hề giận dữ nói nhiều cùng Thành Phi hơi, cút ra đây đấu tay đối,
Triệu Bân mỉm cười lạnh lên. Nếu chỗ này có người ngoài, nghe được câu này chắc sẽ thấy hắn ngông cuồng tự đại, dám khiêu chiến một vị tiên. Trên thực tế, hắn đang khích tướng ân chú để lão ta chui ra. Dù là tiên, hắn cũng dám đối đầu, huống hồ ân chú đang bị thương, kể cả khi hắn dốc hết căn cơ cũng chưa chắc đã hạ được ân chú, nhưng lão ta là kẻ hạ chú, giết lão ta là phá được cục diện khốn khó này. Đợi khi thọ nguyên cạn kiệt, xem ngươi còn cứng rắn được như vậy không, ân chú cười gằn. Không đợi Triệu Bân nói gì thêm, gương mặt của lão ta chậm rãi biến mất, chỉ còn lại gốc cây khô cằn. Không vội. Lão ta không hề vội. Rừng rậm huyết u là sân nhà của lão ta, Triệu Bân tiến vào rồi đừng hòng ra ngoài nữa. Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, đừng nói là một võ tu chuẩn thiên, cho dù là cao thủ thiên võ tới đây cũng bị cắn nuốt thôi, thọ mệnh dài đến mấy cũng không đủ để hao hụt, sớm muộn gì cũng có một ngày mất hết sức sống. Mặt quỷ của ân chú biến mất. Triệu Bân vẫn đứng im một chỗ, không động đậy. Cuối cùng, thắc mắc bao lâu nay của hắn cũng đã được giải đáp, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác ức chế, muốn sống sót ra khỏi đây thì phải giao thiệp với tiên mới được. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới quay đầu bỏ đi. Rừng huyết u trong đêm mây mù lượn lờ, không thể nhìn rõ được con đường phía trước, Triệu Bân cũng không phân biệt được phương hướng, lúc đi lúc dừng, cẩn thận từng bước. Cố gắng hết sức né tránh cấm chế và sát trận ẩn. Hắn biết rất rõ toàn tính của ân chú. Mình không trúng cạm bẫy trong huyết u nhưng tuổi thọ lại đang mất dần qua từng giây. Trò chơi này càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn, đến khi tuổi thọ thật sự cạn kiệt, không cần đến ân chú ra tay, chỉ cần cho vài ngụy bí giả cấp cao đến, như thế cũng đủ đánh hắn thành bã rồi. Vẫn là câu đó. Đây là sân nhà của đối phương, quy tắc do đối phương lập ra. Bên tai có thể nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách phía trước. Là một con sông nhỏ, nước sông một màu đỏ tươi. Triệu Bân dùng thiên nhãn quan sát một lúc, sau khi xác nhận trong sông không có cấm chế thì mới nhấc chân lội qua. Qua đến bờ bên kia rồi hắn mới đột ngột dừng lại, dường như con sông nhỏ đó là một ranh giới. Vượt qua con sông máu, tốc độ suy giảm tuổi thọ của hắn đã tăng nhanh lên gấp đôi. Hai mắt sáng lên, hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khi đến trước một cái hồ, hắn lại dừng lại, ánh mắt cũng trở nên xa xăm hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đã có thể chắc chắn một chuyện, càng đi vào sâu, tốc độ suy giảm tuổi thọ của hắn càng nhanh. Đồng nghĩa với việc đó, nếu càng đi ra phía ngoài thì tốc độ suy giảm tuổi thọ của hắn sẽ càng chậm. Sự thay đổi về tốc độ đó lại là dấu hiệu chỉ đường hữu hiệu. Nếu như hướng đi ảnh hưởng tốc độ xói mòn của tuổi thọ, tốc độ chậm lại thì có nghĩa hắn đang đi hướng ra ngoài. Còn nếu tuổi thọ giảm mạnh thì đồng nghĩa hắn đang đi sâu vào trong. Mặc dù cách này khá ngu ngốc nhưng lại rất hữu hiệu. Chẳng còn cách nào khác, trong rừng rậm huyết u có trận tiên mê cung, liên tục khiến hắn đi sai đường. Trong cấm địa này, võ hồn cảm ứng và thị lực thiên nhãn chỉ là vật trang trí. Nhưng tốc độ suy giảm tuổi thọ lại rất thật. Một câu thôi, đi theo cảm giác là được. Cái gọi là cảm giác nghĩa là cảm ứng về tốc độ suy giảm tuổi thọ. Hắn quay đầu, đi về một hướng, lặng lẽ cảm ứng tuổi thọ liên tục, lúc tốc độ suy giảm tuổi thọ tăng nhanh thì hắn liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng nào mà tuổi thọ giảm ít thì cứ thế mà lao tới. Danh con nhạy đấy. Tận sâu trong rừng rậm huyết u, đại tế ti ân chú từ từ mở mắt ra. Ở đây lão ta có thể nhìn thấy rất rõ hành tung của Triệu Bân, vì phần lớn cây cối trong cấm địa đều có khắc cấm chế, không chỉ có thể nghe trộm thông qua những chúng mà còn có thể nhìn lén nữa. Hai người theo dõi Triệu Bân đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, rõ ràng là đang dựa vào tốc độ suy giảm tuổi thọ để tìm phương hướng. Cần gì phải rắc rối như thế, để cháu đi giết hắn, ân minh cũng có mặt ở đó. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ rực như sắp nhỏ máu, sự căm hận và phẫn nộ của hắn ta đối với Triệu Bân đã ăn vào trong xương tủy. Cháu đánh không lại hắn đâu, ân chú lạnh lùng nói. Thông qua lão tổ huyết y. Lão ta đã biết sức chiến đấu của Triệu Bân mạnh đến mức nào. Kỳ tài khác người tầm cỡ Triệu Bân thế này thì cảnh giới thiên võ bình thường vốn không thể nào hạ được hắn, mặc dù tu vi của ân minh cũng đã tiến bộ không ít, đồng thời cũng lột xác rất nhiều lần nhưng vẫn không phải là đối thủ của Triệu Bân. Phái thêm hai ngụy bí giả cảnh giới thiên võ hỗ trợ thì nhất định có thể hạ được hắn, ân minh hầm hầm nói. Thể đơn hồn bị phản phệ cần có thời gian để điều dưỡng, không thích hợp điều khiển ngụy bí giả.
Đại tế Ti Ân chú nói. Lão ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tế đàn ở gần đó. Trên tế đàn có đặt một cỗ quan tài ngọc màu đen, bên trong có một ân chú khác đang nằm, mặt mày trắng bệch, trạng thái bệnh tật hiện rõ giữa hai chân mày. Mặc dù đó là một cơ thể bằng xương bằng thịt nhưng khóe miệng chốc chốc lại có máu chảy ra. Trong thời gian ngắn Triệu Bân không thể ra ngoài được, ân chú không nhìn về tế đàn nữa, mà nói với giọng già nua lạnh lùng, đầy vẻ uy nghiêm, suy giảm tuổi thọ sẽ khiến hắn vô cùng đau đớn, cứ chờ là được. Trong lúc họ đang nói chuyện, một bóng người xinh đẹp từ trong địa cung bước ra, mái tóc đỏ như máu xõa ra, người này di chuyển kéo theo gió mạnh và khí vận nổi lên, thổi bay mái tóc, mặc dù đôi mắt trong veo như nước nhưng tràn đầy hung dữ và tàn bạo, cộng thêm vẻ ngoài động lòng người, trông cứ như một nữ ma đầu. Chẳng phải cô ta là nữ soái Xích Diễm sao? Hay nói chính xác hơn là nữ soái là Mai là tàn niệm của Hồng Tước khống chế cơ thể của nữ soái. Cảnh giới thiên vệ, Ân Minh nhìn thấy, hai mắt híp lại. Cuối cùng thì cũng đột phá rồi, ân chú nhìn thấy thì lại cười nham hiểm. Nữ soái tà ma thăng cấp lên thiên võ đều có công của lão ta. Còn cả Tử Y Hầu nữa, mấy ngày trước người này cũng đã đột phá lên cảnh giới thiên võ rồi. Chỉ có điều, huyết mạch của Tử Y Hầu đặc biệt nên lúc này vẫn còn đang bế quan. Ta ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc, nữ soái tà ma nở nụ cười ma mị. Hắn đã đến rồi, ân chú khẽ nhếch mép. Tốt lắm. Nữ soái tà ma liếm môi, phóng về hướng đó. E là cô ta bế quan lâu quá nên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nếu như cô ta biết chiến tích của Triệu Bân, nếu như biết Triệu Bân lúc này đáng sợ đến mức nào thì chắc cô ta cũng không dám một mình chạy đi tìm cảm giác mạnh đâu, nhất định sẽ tìm thêm trợ thủ. Ân chú biết nhưng lại không nói cho đối phương. Mặc dù nữ soái tà ma đánh không lại Triệu Bân nhưng lại chạy rất nhanh. Rảnh rỗi cũng chẳng làm gì. Ở đây xem kịch cũng khá thú vị. Nữ soái tà ma và Tử Y Hầu có biết chuyện của Hồng Tước và ánh sáng vô lượng không? Ân Minh hỏi. Ông nội ngu đến nỗi nói cho bọn họ biết tại sao Hồng Tước chết và có ai đã ăn cắp ánh sáng vô lượng sao? Ân chú cười ngạo nghễ, cháu phải biết rằng, hai người bọn họ đều là con cờ trong tay chúng ta. Lão ta nói xong thì quay đầu đi vào rừng sâu. Trong rừng sâu có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều mặc áo đen, vẻ mặt đờ đẫn. Hai mắt trống rỗng, rõ ràng là người bằng xương bằng thịt nhưng lại giống như những con rối hơn, không hề có cảm xúc của con người. Không sai, bọn họ đều là ngụy bí giả, từ cảnh giới địa tạng đến cảnh giới thiên võ đều có đủ. Chủ yếu nhất là số lượng cực kỳ nhiều, Triệu Bân đoán không sai, đúng thật là một đội quân lớn được hình thành từ ngụy bí giả, và những người đứng ở đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Bên ngoài rừng rậm huyết u. Không biết Triệu Bân đã dừng lại bao nhiêu lần, nhìn quanh bốn phía. Hắn đi đến chỗ này thì tốc độ suy giảm tuổi thọ đã giảm đi rất nhiều. Cách ngu ngốc này thật sự rất hữu dụng, đi theo cảm giác thì không thể sai được. Hắn uống hết gần nửa vò rượu rồi tiếp tục lên đường. Nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn thật sự có thể ra khỏi được cấm địa. Hả? Lúc hắn đang đi thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Liếc mắt nhìn có thể thấy một đám sương mù máu đang kéo tới, ẩn trong đám sương mù mờ ảo có thể thấy một bóng hình xinh đẹp bộc phát sát khí thiên võ đang lướt tới, trên đường đi làm chóc gốc rất nhiều cây cổ thụ, ánh mắt càng lúc càng đục ngầu lộ ra sát ý cuồng bạo hung tàn. Ầm, ầm, ầm. Mỗi bước chân của cô ta đều rất nặng nề khiến cho thiên địa phải ông ông chấn động. Sát khí của cô ta cũng lạnh như băng. Bất cứ nơi nào cô ta đi qua thì cỏ cây, hoa lá đều bị đóng băng. Nữ soái tà ma đã đến, tìm được chính xác vị trí của Triệu Bân, ngay lập tức nở một nụ cười âm trầm đáng sợ. Tiền bối, lâu rồi không gặp. Triệu Bân thản nhiên nói, dường như đã nhận ra đối phương là ai. Hắn không hề ngạc nhiên khi gặp nữ soái tà ma ở đây. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên chính là sau một thời gian không gặp thì nữ soái tà ma đã thăng lên cảnh giới thiên võ. Triệu Bân, lâu rồi không gặp. Nữ soái tà ma âm u cười. Từ trong sương mù bước ra ngoài. Thiên địa dường như đã biến hóa vì sự xuất hiện của cô ta, trọng lực trở nên vô cùng nặng nề. Triệu Bân đứng sừng sững, ánh mắt không hề lộ ra vẻ lo lắng, thủ đoạn của nữ soái tà ma hắn đã từng được kinh qua, đây là một loại bí pháp biến hóa kỳ dị khiến cho trọng lực của đại địa tăng lên để áp chế đối thủ. Đêm đó nếu như không có môn chủ La Sinh Môn đuổi tới thì hắn đã bị tiêu diệt rồi. Nay gặp lại thủ đoạn này, hắn vẫn cảm thấy khá áp lực.
nhưng hắn đã không còn là tiểu võ tu yếu đuối của ngày xưa. Nữ soái tà ma nếu như muốn dùng cách này bắt hắn thì vẫn chưa đủ đạo hạnh. Ầm, nữ soái tà ma chậm rãi bước lên, lại khiến cho thiên địa chấn động. Đám sương mù máu vẫn đỏ bừng mông lung bao phủ xung quanh cơ thể của cô ta, diễn hóa ra ý cảnh ảo mộng. Tinh thần của Triệu Bân trong chớp mắt trở nên rối loạn. Mỗi khi gặp nữ soái xích diễm thì hắn lại không thể không bất giác nghĩ đến Sở Vô Xương. Thần phục bản tôn thì ngươi sẽ có thể bớt được chút khổ đau, nữ soái tà ma cười nói. Ngươi biết Hồng Tước đã chết như thế nào không? Triệu Bân nhẹ giọng nói. Vừa nhắc đến Hồng Tước thì nụ cười của nữ soái tà ma đã biến mất ngay lập tức. Trong toàn thiên hạ này, người hận Hồng Tước nhất chính là cô ta, bởi vì bất luận đi đến đâu, bất luận biến thành hình thái nào thì cô ta cũng chỉ có thể là cái bóng của Hồng Tước, cũng chỉ xứng sống ở trong bóng tối. Cô ta vô cùng chán ghét cảm giác đó. Từ khi sinh ra linh trí thì cô ta đã vô cùng chán ghét nó. Là do ân chú đã giết, Triệu Bân lại lên tiếng. Vậy thì sao, nữ soái tà ma lạnh lùng nói, cô ta không thể chịu được khi nghe thấy tên của Hồng Tước cho nên đã bị kích thích, khơi dậy oán hận ẩn sâu trong linh hồn, sát khí càng thêm lớn, cô ta ngay lập tức tung ra một trường. Triệu Bân ngừng nói, ngay lập tức tung ra hám thiên quyền đối kháng. Quyền trường va chạm khiến cho lôi quang cùng huyết quang hiện ra, sau đó lại có tầng tầng ánh sáng màu đen lan tràn ra tứ phương khiến cho rất nhiều cổ thụ bị chặt đứt ngang thân. Xem tình hình của hai bên, Triệu Bân vẫn đứng sừng sững như một tượng đài. Ngược lại, nữ soái tà ma đã phải lui lại mấy bước, cánh tay còn vương vết máu. Tinh thần của cô ta rất kích động, khó có thể tin được. Cô ta chính là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật, nay lại bị một võ tu cảnh giới chuẩn thiên đánh lui chỉ bằng một quyền. Là do cô ta đã bế quan quá lâu rồi hay sao? Triệu Bân đã mạnh đến mức kinh thiên động địa như vậy từ lúc nào? Trong lúc cô ta còn đang khiếp sợ thì Triệu Bân đã khai triển thiên cương hộ thể. Trọng lực kỳ lạ của khu vực này đã bị thiên cương hộ thể của hắn phá. Hự, nữ soái tà ma kêu rên một tiếng, cô ta đã gặp phản phệ dữ dội. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Triệu Bân lại phóng tới. Nữ soái tà ma biến sắc, ngay lập tức phi thân ra sau bỏ chạy, trong đôi mắt đỏ ngầu còn phóng ra hai tia máu. Triệu Bân đã sớm đoán được chuyện này. Hắn dùng hồn ngự thiên lôi hóa thành kiếm quang, sau đó còn dùng hồn ngự huyền hoàng khí cô đọng thành kiếm khí, huyền hoàng kiếm khí phá hai tia máu, thiên lôi kiếm quang lại phóng thẳng vào nữ soái tà ma. Lại có thêm huyết quang hiện ra. Nữ soái tà ma bị kiếm quang chém lui. Phong! Triệu Bân lại tung ra một trường, trên trường ấn có ký hiệu cùng bí văn lưu truyền. Phong ấn ta! Nữ soái tà ma cười lạnh, ngay lập tức kết ấn. Khi kết ấn hoàn chỉnh thì phía trước cô ta đã huyễn hóa ra một màn nước. Bị màn nước ngăn cản, trường uy của Triệu Bân liền bị hóa diệt. Thủy mạc thiên hoa, Triệu Bân thì thào nói nhỏ. Đây là bí pháp thiên phú của Sở Vô Xương, không ngờ nữ soái tà ma lại thông hiểu nó. Đòn công phạt của hắn đã bị màn nước hóa diệt, bản thân hắn lại bị một trường của nữ soái tà ma đánh bay. Phá! Trong khi bay ngược, Triệu Bân đã kịp thi triển Chu Tiên Quyết. Thủy mạc thiên hoa bị chém thành hai nửa, hóa thành một màn xương. Chuyện này dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến nữ soái tà ma. Chỉ thấy cánh tay của cô ta khẽ nâng lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Bân, ký hiệu xích sắt từ trong lòng bàn tay phóng ra như tia chớp. Triệu Bân vừa tiếp đất thì đã bị xích sắt đánh trúng. Xích sắt này rất quỷ dị, không khóa thân thể mà khóa chặt võ hồn của hắn, còn có thể cắn nuốt hồn lực của hắn. Ngoài ra, nó còn phát ra lực phong ấn cực mạnh. Bí pháp này đã đủ với ngươi chưa? Nữ soái tà ma cười gian ác nói, dường như cô ta đang đắc ý cắn nuốt hồn lực của Triệu Bân thông qua xích sắt kia. Hồn lực của Triệu Bân còn tinh thuần hơn cả hồn lực của cường giả thiên võ. Triệu Bân lười nói nhảm, một tay nắm lấy xích sắt giật mạnh. Nữ soái tà ma phút trước còn đang cười đắc ý thì phút sau đã bị kéo lại. Sao có thể như vậy được? Nữ soái tà ma kinh ngạc. Đây là bí pháp phong ấn của cường giả thiên võ, tại sao Triệu Bân lại không bị áp chế? Triệu công tử rất bá đạo, ngay lập tức vung xích sắt kéo nữ soái tà ma lên. Ngay lập tức lại có một tiếng ầm vang lên, nữ soái tà ma đã bị nện xuống đất một cách hung hăng. Đã bắt được cường giả thiên võ thì sao hắn chỉ đập một lần được? Khí huyết của Triệu Bân dâng lên,
ngay lập tức tóm nữ soái tà ma lên lần nữa rồi đập xuống đất. Có đau hay không thì chỉ một mình nữ soái tà ma mới biết. Triệu Bân dùng hết sức liên tiếp đập cô ta xuống đất 3 lần. Ngươi đáng chết. Nữ soái tà ma nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ chặt đứt xích sắt. Vì thế nên cô ta cũng gặp phản phệ dữ dội, võ hồn bị trọng thương. Cô ta vô cùng tức giận, bắt đầu động đến cấm pháp, giữ ấn đường khắc ra một cổ tự. Được cấm pháp thêm vào sức mạnh, sát khí của cô ta càng thêm cuồng bạo, quanh thân còn có dị tượng diễn hóa. Triệu Bân không hề biến sắc, việc nữ soái tà ma có động đến cấm pháp hay không cũng không có gì khác biệt đối với hắn. Cường giả thiên và cùng có chia mạnh yếu, nữ soái là ma này vẫn còn kém xa Thượng Dương chân nhân. Ngay cả Thượng Dương còn không phải là đối thủ của hắn thì hắn lại càng không sợ một cường giả thiên võ sơ cấp. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nữ soái tà ma lộ ra vẻ dữ tợn, lại mang theo sát khí ngập trời xông tới. Triệu Bân không chút sợ hãi, huyết khí màu vàng dâng lên như biển rộng, chống đỡ trước sức mạnh huyết sắc quỷ dị. Ầm, ầm, ầm. Đại chiến lại tiếp tục, những tiếng gầm rú vang lên không dứt. Thiên địa hỗn loạn, có rất nhiều cây cổ thụ bị chóc gốc đứt đoạn. Chiến cục không khó để tưởng tượng, nữ soái tà ma đã rơi xuống thế hạ phong. Lần này, Triệu Bân còn chưa dùng toàn lực. Mục đích của hắn lần này không phải là đánh bại nữ soái tà ma. Mục đích của hắn là đem nữ soái xích diễm ra ngoài một cách an toàn. Ta không tin. Mặc dù nữ soái tà ma không nói nhưng thái độ của cô ta đã thể hiện rất rõ 3 chữ này. Cô ta là cường giả thiên võ. Cô ta thậm chí còn động đến cấm pháp mà vẫn không thể đánh lại một võ tu chuẩn thiên. Đại chiến kịch liệt sao có thể không có khán giả được. Ân Minh đang ẩn thân trong chỗ sâu chính là một trong số các khán giả. Trước mặt hắn ta có một màn nước, bên trong màn nước hiện ra cảnh tượng của đại chiến. Càng xem thì hắn ta lại càng cảm thấy kinh hoàng. Không chỉ nữ soái tà ma không thể tin được mà hắn ta cũng không thể tin được. Chỉ mới trải qua một thời gian ngắn mà Triệu Bân đã mạnh đến mức này, ngay cả cường giả thiên võ cũng không phải là đối thủ của hắn, khó trách ông nội không cho hắn đi giết Triệu Bân. Với chiến lực của hắn ta lúc này đúng là không thể nào đánh lại đối phương. Nhắc tới ân chú, lão ta cũng đang nhàn nhã xem náo nhiệt. Lão ta không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nữ soái tà ma không đánh lại Triệu Bân. Ngược lại, Triệu Bân càng mạnh thì lão ta lại càng vui, bởi vì tất cả mọi thứ Triệu Bân có được trong nay mai đều sẽ trở thành của lão ta, kể cả căn nguyên huyết mạch cùng thánh thú kỳ lân đều sẽ trở thành tạo hóa nghịch thiên của lão ta. Phụt! Trong lúc hai người đang xem đại chiến thì nữ soái tà ma lại hộc máu. Triệu Bân đã cố tình nương tay, nếu như hắn dốc toàn lực thì nữ soái tà ma không chết cũng sẽ mất nữa cái mạng. Xem đi, ta cho ngươi xem. Trong chớp mắt, Triệu Bân đã rút kiếm Long Uyên ra chém tới. Hắn không chém vào nữ soái tà ma mà đang chém vào cấm chế ở khu vực này. Không thể không nói, hắn nhắm rất chính xác. Cấm chế nhìn lén đã bị phá hỏng. Mà nước trước mặt Ân Minh cũng sụp đổ. Sắc mặt của Ân Minh lúc này trông vô cùng khó coi, hắn ta đang xem đại chiến mà lại bị quấy rầy. Cũng chẳng sao. Ân chú nở nụ cười rồi phất tay. Trong ống tay áo của lão ta có ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Vòm trời ông ông chấn động, ngay lập tức diễn hóa ra một con mắt khổng lồ, nhìn thoáng qua trông y hệt một vòng thái dương tỏa ra hào quang khắp núi rừng. Đây là bí pháp nhìn lén cùng loại với Đại Nhật Thiên Nhãn. Kết quả là màn nước băng diệt trước đó đã được tái tạo trở lại. Tuy nhiên cảnh tượng trong màn nước lại khiến cho hai ông cháu không thể tưởng tượng nổi. Nữ soái tà ma đã bị đánh bại, chẳng những bị đánh bại mà còn bị Triệu Bân bắt sống. Chuyện này thật đáng sợ. Đừng nói là ân chú cùng Ân Minh, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc. Đánh bại và bắt sống là hai khái niệm khác nhau, độ khó cũng không giống nhau. Tiền bối, đắc tội rồi. Triệu Bân rất tự giác trói gô nữ soái tà ma lại. Sau đó hắn còn lấy ra rất nhiều bùa chú phong ấn, một hơi dán lên người cô ta mấy chục lá bùa. Triệu Bân, đôi mắt của nữ soái tà ma đục ngầu, cô ta rất muốn phá vỡ phong ấn. Nhưng cô ta có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích, cô ta đã bị Triệu Bân phong ấn hết sức gắt gao. Nguyệt Thần vừa nhìn thấy đã muốn bật cười, làm ra vẻ oai phong lẫm liệt xông tới, cuối cùng lại tự dâng đầu cho người chém. Triệu Bân không phản ứng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên không trung có một con mắt lớn như vậy,
muốn không thấy cũng khó. Hắn biết ý nghĩa của con mắt lớn đó, tất nhiên đó chính là bí pháp nhìn lén. Thả ta đi được chưa? Triệu Bân thản nhiên nói, hắn tin chắc rằng ân chú có thể nghe thấy. Vừa nói hắn vừa kê kiếm lên cổ nữ soái tà ma, ngụ ý rất rõ ràng, nếu như không thả hắn ra khỏi khu rừng này thì hắn sẽ ngay lập tức giết chết cô ta. Ngươi giết được cô ta sao? Ân chú nhếch miệng cười gian xảo. Triệu Bân nghe xong lời này thì không khỏi hít sâu một hơi. Quả thật hắn không thể xuống tay được, hắn không nhẫn tâm giết chết nữ soái là ma, chuyện này còn liên lụy đến nữ soái. Nữ soái là ma chết thì Sở Lam cũng không sống được. Ân chú đúng là một làn hồ ly, chính và nhận ra chuyện này cho nên lão ta mới không hề sợ hãi. Vấn đề là lão ta cũng không quan tâm. Chỉ là một quân cờ, có chết cũng chẳng sao. Chậm rãi xem. Triệu Bân nhắm mắt lại, kéo dây thừng lôi nữ soái tà ma đi. Từ xa nhìn cũng có thể thấy nữ soái tà ma đã biến thành một tù nhân. Đây cũng là một bảo bối. Bắt nữ soái tà ma làm con tin cũng là một lựa chọn không tồi. Sắc mặt Ân Minh trở nên vô cùng dữ tợn, không thể áp chế được sát khí đối với Triệu Bân. Gừng càng già càng cay. So với Ân Minh thì Ân chú ổn định hơn nhiều. Không sao, lão ta không vội, dù sao Triệu Bân cũng không thể ra khỏi cấm địa. Lão ta chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi thể đơn hồn khôi phục. Chờ đợi tuổi thọ của Triệu Bân bị rút cạn. Triệu Bân dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ. Đi một vòng lớn, cuối cùng hắn vẫn lạc đường. Hắn đứng trong khu vực này nhưng vẫn không bị mất đi tuổi thọ. Đây là một tin tốt. Nhưng đây cũng là một tin xấu. Trên đường đi hắn đều dựa vào việc tuổi thọ bị hút mà tìm phương hướng. Tuổi thọ của hắn không còn biến hóa cho nên hắn cũng không tìm được phương hướng nữa. Thêm vào việc mê tung trận cấp tiên đã phát sinh sai lệch khiến cho hắn không khỏi đi lòng vòng. Ngươi không thể thoát được đâu, nữ soái tà ma cười gian ác nói. Không phải còn có ngươi ở đây sao? Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi nói, ngươi sẽ mang ta ra ngoài. Đừng có mà nằm mơ, nữ soái tà ma càng nói càng dữ tợn. Nếu như vậy thì đừng trách vãn bối tàn nhẫn, Triệu Bân nói xong liền đặt một tay lên đỉnh đầu của cô ta, thi triển thuật soát hồn nữ soái tà ma để tìm đường ra ngoài. Hự, nữ soái tà ma đau đớn kêu rên. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới dừng tay, thuật soát hồn không có hiệu quả với nữ nhân này. Ngẫm lại cũng không có gì sai, đây chính là tà ma của Hồng Tước, trí nhớ của cô ta đâu phải là thứ mà ai muốn xem cũng được. Đã không thể soát hồn được thì phải thay đổi phương pháp. Hồng Tước đang ở chỗ ta đây. Triệu Bân mở phong ấn của chiếc nhẫn ma, sau đó để lộ ra cảnh ở bên trong. Nữ soái tà ma vừa nhìn thấy thì hai mắt đã lóe sáng, không ai nhận biết rõ Hồng Tước hơn cô ta. Cô ta thật sự không ngờ Hồng Tước lại còn đầy đủ thân thể. Hơn nữa lại còn trở thành một thi thể cấp tiên. Nói cách khác, năm xưa Hồng Tước đã vượt qua thiên kiếp để thành tiên. Rốt cuộc thì cô ta cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Đúng là cô ta xuất phát từ Hồng Tước nhưng cũng không có nghĩa cô ta là có toàn bộ trí nhớ của Hồng Tước. Chính ân chú đã giết chết Hồng Tước. Triệu Bân nhắc lại câu đó. Nữ soái tà ma không hề quan tâm. Là kẻ nào giết Hồng Tước thì cũng không quan trọng với cô ta. Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì cô ta còn muốn chính tay mình giết chết Hồng Tước. Người đưa cho ta thi thể cấp tiên này thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, nữ soái tà ma gian xảo cười nói. Người đưa ta ra ngoài trước thì ta sẽ đưa thi thể cho ngươi, Triệu Bân ném bầu rượu đi rồi nói. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Nếu như ta đưa thi thể cấp tiên cho ngươi thì ngươi còn mang ta ra ngoài sao? Triệu Bân chế nhạo nói. Nữ soái tà ma không phải kẻ ngốc thì hắn cũng không phải kẻ ngốc. Vậy thì để xem ai cứng đầu hơn, nữ soái tà ma âm trầm cười nói. Ngươi không sợ ta hủy đi thi thể của Hồng Tước hay sao? Triệu Bân thản nhiên nói. Muốn hủy thì cứ hủy đi, thân thể của Sở Lam cũng không tệ, nữ soái tà ma lạnh lùng nói. Triệu Bân nghe vậy thì rất khó chịu. Trước giờ hắn vẫn rất chuyên nghiệp trong việc thẩm vấn người khác. Nhưng bây giờ, nữ soái tà ma cùng nữ soái là một thể. Bọn họ là một thể cho nên hắn không thể làm sằng bậy, hắn không thể tùy tiện dùng sức mạnh để ép cung. Hắn phải tách hai người ra trước. Nếu như nữ soái cùng nữ soái tà ma tách ra thì hắn mới không còn gì cố kỵ nữa. Nghĩ vậy, hắn liền khoanh tay nhìn chằm chằm vào người nữ soái tà ma từ trên xuống dưới.
thần sắc của nữ soái tà ma lại trở nên vô cùng dữ tợn. Bởi vì ánh mắt của Triệu Bân nhìn cô ta lúc này rất kỳ lạ, cứ như đang nhìn một con khỉ vậy. Nhân lúc nhàn rỗi, để vãn bối chơi một khúc nhạc cho tiền bối nghe, Triệu Bân lấy cây đàn đá ra đặt trên phiến đá nhẵn nhụi rồi ngồi khoanh chân phất tay áo gảy đàn. Tiếng đàn du dương vang lên ngay sau đó. Khúc vô xương của Triệu công tử vẫn mang hàm ý vô cùng đau thương. Hắn đàn khúc nhạc này vì muốn đánh thức tâm trí của nữ soái. Nếu như ý thức của nữ soái chiếm thế thượng phong thì liền có thể đuổi tà ma ra khỏi cơ thể. Phương pháp này vô dụng đối với ta. Nữ soái tà ma nanh ác nói, lộ ra nụ cười âm trầm đáng sợ. Cô ta đã thăng lên cảnh giới thiên võ, đã có thể phong ấn hoàn toàn ý thức của Sở Lam vào nơi sâu nhất trong linh hồn. Hắn chỉ dựa vào một khúc nhạc mà muốn đánh thức Sở Lam thì chẳng khác nào kẻ ngốc nói mơ, cho dù ý thức có thể tỉnh nhưng cũng phá không được phong ấn. Không hiệu quả sao? Triệu Bân thấy nữ soái tà ma không có gì khác thường thì nhíu mày thật chặt. Tiếng đàn chưa dừng. Trong lúc đàn khúc vô xương, hắn lại đàn thêm khúc tỉnh thế. Lúc này, trong mắt nữ soái tà ma mới thoáng hiện một tia đau lòng. Tất nhiên nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Triệu Bân đã thấy rõ một sức mạnh thần bí đã kéo ý thức của nữ soái trở lại. Hiển nhiên là ý thức của nữ soái đã bị phong ấn, bị đặt một loại cấm chế chống chú tỉnh thế. Nếu như hắn đoán không nhầm thì đây là kiệt tác của ân chú. Thứ đại tế ti hoàng tộc thông hiểu nhất chính là bàn môn tà đạo. Vẫn không có tác dụng. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, không tiếp tục gảy đàn nữa. Ân chú đúng là một lão hồ ly. Dường như có thể đoán được tất cả phương pháp mà hắn định sử dụng. Ngươi còn có thể làm gì nữa? Nhìn thấy Triệu Bân bất lực, nữ soái tà ma liền bật cười. Triệu Bân không đáp, hắn thu lại cây đàn đá rồi đem thi thể của Hồng Tước ra ngoài. Không có gì lạ khi vừa nhìn thấy thi thể cấp tiên của Hồng Tước thì ánh mắt của nữ soái tà ma đã lóe sáng. So với thân thể của Sở Lam thì thân thể của Hồng Tước lại càng hoàn mỹ hơn. Hôm qua, Hồng Tước đã báo mộng cho ta. Hồng Tước nói nếu như có thể sống lại thì liền gả cho ta. Vãn bối thực sự thụ sủng nhược kinh. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại không đứng đắn thì thầm. Hắn tất nhiên là có mục đích riêng, dùng Hồng Tước kích thích tà ma. Cách này của hắn thật sự có hiệu quả. Nữ soái tà ma đang nghiến răng nghiến lợi. Cô ta hận Hồng Tước nhưng lúc này còn hận Triệu Bân hơn. Tên nhóc này đúng là có mềm mép sư bản. Nghe nói ở thời đại của các người thì Hồng Tước còn được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Triệu Bân vẫn vừa nói vừa lướt mắt nhìn thân thể của Hồng Tước, thỉnh thoảng hắn còn giữ tay vén tác ra để nhìn Hồng Tước rõ ràng hơn, hắn nói, dung mạo này quả thật xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người mau bỏ tay ra, nữ soái tà ma khẽ quát lên một tiếng. Người lo lắng cái gì chứ, ta cũng đâu có chạm vào ngươi, Triệu Bân liếc mắt nhìn sang. Ngươi! Ta đã tìm được cách luyện đan trường sinh bất lão, đợi sau khi ta luyện chế ra nó thì có thể khiến cho Hồng Tước sống lại. Triệu Bân bắt đầu bật chế độ diễn xuất, tuy rằng hai người hơn kém nhau cả một thế hệ nhưng nếu kết thành phu thê thì chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại. Có chí khí. Nguyệt Thần vừa nghe xong câu này thì ánh mắt liền lộ ra chút tà đạo. Lúc này, cô ta thật sự muốn nói một câu, có đầu nhi như thế này. Ngược lại. Sắc mặt của nữ soái tà ma đang trở nên vô cùng dữ tợn. Rõ ràng là tên nhóc này đang muốn chọc tức cô ta. Nếu như hai chúng ta có một đứa con thì nên đặt tên là gì nhỉ? Triệu Bân liếc mắt nhìn nữ soái tà ma, ra vẻ nghiêm túc hỏi, người giúp ta nghĩ thử xem, có khi bọn ta sẽ để ngươi là mẹ đỡ đầu cho nó. Cái tên này đúng là thần diễn xuất, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Kỳ thật trong lòng hắn không biết đã tạ tội với Hồng Tước bao nhiêu lần. Tiền bối, đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, xin tiền bối đừng trách tội. Đây là những lời trong lòng mà Triệu Bân muốn nói với Hồng Tước. Hắn không có nhiều thời gian, muốn ra khỏi cấm địa này thì phải nắm được nữ soái tà ma. Trùng hợp thay nữ soái tà ma lại rất hứng thú với thân thể của Hồng Tước, cho nên hắn liền tương kế tựu kế dùng thân thể của Hồng Tước để kích động cô ta. Triệu Bân, nữ soái tà ma quả nhiên đã bị kích động, liền bộc phát sát khí lạnh như băng. Nguyệt Thần thấy tà ma này đã phát điên muốn đánh chết tên nhóc không biết xấu hổ kia rồi. Ngươi tức giận cái gì, Triệu Bân liếc mắt nhìn nữ soái tà ma. Đợi ta giải được phong ấn ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi, nữ soái tà ma nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng thích ta? Ngươi đang ghen sao? Triệu Bân sờ sờ cằm nói. Đúng vậy, chắc chắn là ngươi cũng thích ta rồi cho nên ngươi mới không thể chịu nổi khi nhìn thấy ta thành đôi với người khác. Á! Nữ soái tà ma lại rít lên, không chỉ tức giận mà còn phát điên lên. Triệu Bân nhanh chóng híp mắt lại. Cách này có hiệu quả. Hành động mặt dày không biết xấu hổ của hắn quả nhiên có hiệu quả. Linh hồn của nữ soái tà ma đã dao động, dường như đã bắt đầu có dấu vết của kẽ hở. Đó đúng là một kẽ hở. Hắn phải tiếp tục kích động nữ soái tà ma. Trên tiền đề không vi phạm luân thường đạo lý, hắn đã diễn ra bộ dạng vô liêm sỉ đến tột cùng. Nếu như không dạy cho nữ nhân này một bài học thì cô ta sẽ không bao giờ vào khuôn khổ. Vô liêm sỉ đến tột cùng. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là vô liêm sỉ đến tột cùng. Đầu óc của Triệu công tử nhảy số rất nhanh. Vì muốn thoát được ra ngoài, hắn nghiễm nhiên đã trở thành một tên vô lại. Triệu Bân, ngươi đáng chết. Tiếng gầm giống của nữ soái tà ma vang vọng khắp khu rừng. Bởi vì là tà ma cho nên cô ta rất dễ sinh ra những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ đó khiến cho sát khí bộc phát ra càng thêm bạo ngược. Chỉ có điều sự kích động này rất hữu ích. Sợ là ngay cả nữ soái tà ma cũng không biết linh hồn của mình đã xuất hiện kẽ hở. Với Triệu Bân mà nói thì đó là một tin tốt. Linh hồn xuất hiện kẽ hở cũng có nghĩa là phong ấn có sơ hở. Như vậy thì ý thức của Sở Lam liền có khả năng sống lại. Chỉ cần ý thức của Sở Lam trở về làm chủ thân thể thì tử cục liền có thể phá được, nữ soái tà ma có thể dẫn hắn ra ngoài thì nữ soái xích diễm cũng có thể bởi vì hai người là cùng một thể. Nói cách khác, hai người chia sẻ cùng một trí nhớ với nhau. Nếu như không phải nhận ra được điểm này thì hắn cũng không cần kích động nữ soái tà ma. Mở ra. Trong lòng Triệu Bân âm thầm lẩm bẩm, hắn xoa xoa tay tiến lại gần nữ soái tà ma. Khi hắn chậm rãi đến gần nữ soái tà ma đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi bởi vì nụ cười của hắn rất không bình thường. Nói thực ra, dung mạo của ngươi trông cũng rất đẹp. Triệu Bân nâng cằm nữ soái tà ma lên, ánh mắt như đang thưởng thức một bức tranh hoàn mỹ. Hắn đúng là không biết xấu hổ. Nụ cười của hắn lúc này trông vô cùng khả ố. Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Đây là một kỹ thuật sống mà không phải ai cũng có thể làm được. Những người như Đạo Vệ Ngân hay Dương Huyền Tông chắc chắn không thể diễn ra được tư thái này. Bộ tay của người ra, nữ soái là ma nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lại trở nên đậu ngầu. Triệu Bân không hề quan tâm, hắn vẫn đang thưởng thức tuyệt thế dung nhan, càng cười càng khả ố. Nữ soái tà ma lại bị kích động, kẽ hở linh hồn lại càng rộng hơn. Triệu Bân đã nhìn thấy rõ ràng. Chính vì hắn nhìn thấy rõ cho nên hắn mới càng tỏ ra dâm tà hơn. Hắn khẽ phất tay biến ra một cái giỏ, bên trong giỏ có đầy những chiếc túi nhỏ được xếp ngay ngắn, trên mỗi chiếc túi đều có ghi ba chữ rõ ràng, cực lạc tán. Ngươi đã từng dùng qua thứ này chưa? Đây là cực lạc tán, ăn vặt rất dễ chịu, ăn vào là bay bổng như thần tiên. Dùng một túi không? Triệu Bân rất giỏi hiểu tâm tư của mọi người, hắn còn sợ nữ soái tà ma không biết đây là gì cho nên liền giải thích. Chủ yếu là thần thái của hắn trông vô cùng nghiêm túc. Cực kỳ giống một tiểu thương đang chào hàng vật phẩm. Ngươi, ngươi dám, nữ soái tà ma dữ tợn giống lên. Sư phụ từng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Triệu Bân nói ra một câu đạo lý sau đó cầm lên một túi cực lạc tán cẩn thận mở ra, lại nở nụ cười khả ố nói, vãn bối sắp phải chết rồi, muốn một đêm phong lưu cũng không quá đáng đâu nhỉ. Ngươi, ta, nữ soái tà ma còn chưa dứt lời thì đã bị Triệu Bân mở miệng ra. Sau đó hắn lại đổ hết một túi cực lạc tán vào miệng của cô ta. Đúng là, quá vô liêm sỉ. Trong lòng Triệu Bân đã hung hăng tự tát mình hai bạt tai. Vì muốn toàn mạng thoát ra cho nên chuyện vô liêm sỉ gì hắn cũng có thể làm được. Thỉnh thoảng hắn còn liếc mắt nhìn lên bầu trời, cầu nguyện vô xương trên trời có linh tha thứ cho hắn. Đây là nữ soái tà ma nhưng cũng là cô của nàng, hắn bất đắc dĩ mới phải cho cô ta dùng cực lạc tán. Có đầu nhi như thế này. Lão nương cũng cảm thấy an ủi. Nguyệt thần ngoái đầu nhìn lại, ý vị thâm trường nói. Nếu như hắn biết vô liêm sỉ thế này từ sớm thì bây giờ đã con đàn cháu đống rồi. Ta, giết ngươi. Nữ soái tà ma phẫn nộ, kịch liệt đích dãy giụa. Dược lực của cực lạc tán quá mạnh khiến cho khuôn mặt của cô ta ngay lập tức ửng đỏ, đôi mắt đỏ ngầu đã bớt dữ tợn mà trở nên mê ly mờ mịt,
tiếng giống giận của cô ta cũng dần biến thành tiếng rên rỉ. Ý thức của cô ta cũng rơi vào trầm mê. Lại nứt ra thêm rồi. Đôi mắt Triệu Bân khẽ nheo lại, có thể nhìn thấy rõ ràng linh hồn của nữ soái tà ma. Hắn lấy ra cây đàn đá một lần nữa, bắt đầu chơi khúc vô xương. Hự, nữ soái tà ma lại rên rỉ. Không biết là do cực lạc tán ảnh hưởng hay là do khúc vô xương ảnh hưởng mà trông cô ta càng lúc càng đau đớn. Theo Triệu Bân thì cô ta bị ảnh hưởng bởi cả hai thứ. Bất luận là cực lạc tán hay là khúc vô xương thì đều đang quấy rầy tâm tình của cô ta. Linh hồn nứt ra, phòng ấn có sơ hở, ý thức ngủ say của Sở Lam đã dần sống lại. Triệu Bân, người giỏi lắm. Sâu trong rừng rậm huyết u, ân chú đã nhìn thấy tất cả. Lão ta lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ hắn có thể nghĩ ra cách này để phá bỏ cấm chế. Ông nội, ân minh muốn nói lại thôi. Hắn không thể thoát được đâu, ân chú chỉ cười nhạt nói. Hự, trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở bên kia nữ soái tà ma lại càng thêm khốn khổ. Cực lạc tán quấy nhiễu tinh thần của cô ta, khúc vô xương lại đang đánh thức ý thức của Sở Lam. Có thể nói cô ta đang bị hai tầng công phạt. Nếu như không bị Triệu Bân phong ấn thì cô ta vẫn có thể phản kháng. Nhưng lúc này cô ta còn không thể dùng đến một phần chân nguyên. Sở Lam, tỉnh lại. Triệu Bân vừa gảy đàn vừa dùng võ hồn giống lên. Tiếng đàn cùng tiếng kêu gọi của hắn quả thật rất có ích, đã gọi được ý thức của Sở Lam lên. Như thế thì hắn đã thành công bước đầu tiên. Tiếp theo bọn họ chỉ cần nội ứng ngoại hợp là được. Triệu Bân ở bên ngoài phá rối. Sở Lam thì ở trong cật lực phản công. A! À, theo tiếng gào thét của nữ soái tà ma, bốn bề cũng đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ. Sau đó, huyết tinh khí bùng nổ, những con vật khổng lồ nối đuôi nhau kéo đến. Triệu Bân vừa liếc sang mới thấy đó là gì, quái vật hình người. Hay nói chính xác hơn là tà linh, toàn thân đen thui, hình thể cực kỳ to lớn, con thì một miệng hai mắt, con lại ba đầu sáu tay, hình dáng dị hợm quái lạ. Hung hãn và khát máu, chúng đua nhau kéo đến từ bốn phía. Rõ ràng đây là kiệt tác của ân chú. Lão ta không điều khiển được ngụy bí giả mà lại xui khiến tà linh làm loạn. Tinh! Tiếng đàn của Triệu Bân vẫn không dừng lại, hắn dùng hồn ngự kiếm. Long uyên như một tia kim quang, kiếm uy lẫn kiếm ý đều vô cùng bá đạo. Thêm vào sấm sét và khí huyền hoàng, tất cả đều đồng loạt tấn công. Tiếng kêu thê lương vang lên. Những tà linh đó đều bị đánh tan tác. Nhưng vẫn chưa đủ đâu. Trời mới biết ân chú đã nuôi dưỡng bao nhiêu tà linh, số lượng phải cực kỳ khổng lồ. Tiểu Kỳ Lân gào lên, chạy vào trong đan hải của Triệu Bân, nó như thần giữ cửa, cố thủ một phương. Kỳ Lân là thánh thú, cũng là thủy thú, chuyên khắc tà ma, không có một con tà linh nào dám xông lên. Vèo. Diệu ngữ chui ra khỏi nhẫn ma, sức mạnh minh hôn xen lẫn vần quanh. Trên tay cô ta cầm một thanh huyết kiếm, cố gắng ngăn chặn kẻ thù ở một hướng. Sở Lam, tỉnh lại đi. Triệu Bân vẫn còn đang tiếp tục gọi, khúc tỉnh thế đã được thêm vào trong đàn khúc. Nữ soái tà ma hét lên đau đớn, xích diễm đang cố hết sức để phản công. Bọn họ không có nhiều thời gian. Vì nữ soái tà ma uống phải cực lạc tán, còn là loại có cấp bậc khá cao nữa. Thứ này không thể uống bậy. Nếu như vượt quá thời gian nhất định mà không giao hợp thì gân mạch sẽ đứt gãy mà chết, hai người họ bắt buộc phải liên thủ đè ép tà niệm xuống trong thời gian đó. Trời không phụ người có lòng. Hai người họ kết hợp ăn ý thức của Sở Lam dần dần quay lại. Còn về tà niệm đã bị nữ soái khống chế, đẩy vào tận sâu trong linh hồn. Đến lúc này, tiếng đàn ngừng. Ngay giây phút ấy, nữ soái xích diễm hé mở đôi mắt xinh đẹp đã trở nên tỉnh táo. Và đúng khi ấy chân nguyên tiên lực của Triệu Bân dâng trào, bao trùm cả cơ thể của nữ soái. Mặc dù tà niệm đã bị khống chế nhưng dược lực của cực lạc tán đã lan ra khắp cơ thể của cô ta, cần phải luyện hóa chúng, bằng không kết cục bị tạo thành tiếp theo sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Người cũng đa tài đa nghệ thật. Sở Lam hạ giọng nói, có vẻ như cô ta đã biết chuyện gì xảy ra. Chính vì biết nên mặt của cô ta mới đỏ ửng lên. Ở cùng với tên này thì không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn thôi. Loại thuốc như cực lạc tán, cô ta từng gặp không ít, nhưng đây là lần đầu ăn. Triệu Bân tằng hắng. Làm việc thất đức nhiều quá, hắn cũng biết đỏ mặt xấu hổ thôi. Trong tình huống đặc thù, thủ đoạn cần phi thường,
dù cách này hơi xấu nhưng nó có tác dụng. Không biết đến lúc nào hắn mới thu tay. May mà cô ta uống ít, hơn nữa thời gian cũng không dài nên dược hiệu của cực lạc tán vẫn còn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Hai người họ hợp lực luyện diệt được dược lực kích tình của cực lạc tán, nhưng mặt của nữ soái vẫn còn đỏ, đến bản thân cô ta cũng không biết dục vọng nguyên thủy nhất lại mãnh liệt đến thế. Đã mạo phạm rồi, xin tiền bối tha lỗi. Triệu Bân nghiêm túc nói. Không, không sao. Sở Lam khẽ đáp, cố gắng né tránh đôi mắt của Triệu Bân. Đường đường là nữ soái xích diễm, tung hoành khắp biên cương cũng chưa từng biết sợ, vậy mà giờ lại không khống chế nổi. Vậy, là hết rồi sao? Nguyệt thần tỏ vẻ tiếc nuối, chẳng phải sắp trực tiếp tại hiện trường sao? Hơn nửa đêm rồi mà chẳng có được chút lợi lộc gì cả, làm cô ta cũng không có động lực đánh nhau nữa. Đã mạo phạm rồi, xin tiền bối bỏ qua. Triệu Bân lặp lại. Lần này là hắn nói với Hồng Tước, tiên thể đã bị hắn thu vào trong nhẫn ma. Hắn giải quyết xong việc bên này rồi mới phóng về phía Tà Linh, chém ra một luồng kiếm khí. Sở Lam cũng không đứng yên, những Tà Linh nhào đến đều bị cô ta giết như ngả dạ. Hả? Triệu Bân đột nhiên liếc mắt, nhìn nữ soái với ánh mắt kỳ lạ. Mới đó, Sở Lam còn đang ở cảnh giới thiên võ, sao giờ lại rớt xuống cảnh giới chuẩn thiên rồi? Sau khi quan sát một lúc, hắn mới phát hiện ra vấn đề. Dường như chỉ khi tà niệm làm chủ ý thức, cơ thể cô ta mới là cảnh giới thiên võ. Nếu như Sở Lam khống chế cơ thể thì sẽ là cảnh giới chuẩn thiên, đó mới là tu vi thật sự. So với Triệu Bân, nữ soái bình tĩnh hơn nhiều, cô ta biết rất rõ mình đang ở trong trạng thái gì. Gào. Trong tiếng gào khóc, tà linh rút đi như thủy triều. Ân chú không ngốc, nếu chỉ dựa vào là linh thì không thể hạ Triệu Bản được tiền biết có biết lối ra ở đâu không. Triệu Bân hỏi tiện thể Triệu Hồi Diệu Ngữ và Tiểu Kỳ Lân đương nhiên là biết. Nữ soái không nhiều lời, sải bước đi trước. Triệu Bân đoán không sai, cô ta có cả ký ức của tà niệm. Tà niệm biết làm sao để ra ngoài thì sao cô ta có thể không biết được. Ngoài ra, còn có cả thân phận thật sự của Triệu Bân, cô ta cũng biết rất rõ nhờ tà niệm. Cơ ngân của Thiên Tông là Triệu Bân của Thành Vong Cổ, đây là chuyện mà cô ta không thể nào ngờ tới được. Hóa ra đằng sau khuôn mặt phổ thông đó là một khuôn mặt khôi ngô, nếu như Vô Xương vẫn còn sống thì nhất định sẽ lén nhìn thêm vài giây. Tử Y Hầu cũng ở đây sao? Triệu Bân hỏi với giọng bình thản. Nữ soái khẽ gật đầu, đương nhiên cô ta biết ân oán của Triệu Bân và Tử Y Hầu. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn kích động đến mức muốn quay lại đánh tiếp. Nhưng suy nghĩ đó đã được đè xuống, phải biết rằng, càng đi vào sâu bên trong, tốc độ suy giảm tuổi thọ của hắn sẽ càng nhanh, e rằng chưa đợi được đến lúc tìm thấy Tử Y Hầu thì tuổi thọ của hắn đã cạn kiệt mất rồi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Mối thù giết cha không đội trời chung, sau này nhất định sẽ giết chết Tử Y Hầu. Nhưng tiền đề là hắn phải sống sót ra khỏi đây đã. Rừng rậm huyết u. Triệu Bân và nữ soái người trước người sau bước đi như hai bóng đen len lỏi giữa khu rừng. Nữ soái dẫn đường nên họ đỡ phải đi nhiều đường vòng, có một số việc đến giờ Triệu Bân vẫn chưa rõ, hắn chỉ biết mê tung tiên trận của rừng rậm huyết u lợi hại hơn cả tiên trận ở núi bất tử của hắn, đây là một trận tiên không khiếm khuyết. Còn bao xa nữa, Triệu Bân hỏi. 2-3 ngày gì đó, nữ soái đáp rồi thay đổi phương hướng. Triệu Bân cầm kiếm đi phía sau, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn. Con mắt khổng lồ lớn như mặt trời vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Chiếu xuống ánh sáng lấp lánh, nó có thể nhìn thấy hết cả cấm địa, bất kể bọn họ đi đến đâu, chỉ cần vẫn còn trong cấm địa thì ân chú đều có thể nhìn thấy. Nếu đã trông thấy, tại sao không có động tĩnh gì? Bốn phương tám hướng tĩnh lặng đến đáng sợ. Vẻ tĩnh lặng này khiến hắn cảm thấy rất đè nén, luôn cảm thấy một trận bão giông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sở Lam cũng có chung cảm giác như vậy. So với Triệu Bân thì dường như cô ta hiểu ân chú hơn một chút. Lão ta đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều. Nhất là người ở trong cỗ quan tài bằng hắc ngọc kia, lão ta mạnh đến mức khiến cô ta nghẹt thở. Có được đội hình như vậy, đâu thể để mặc cho họ rời đi. Phía sau chắc chắn vẫn còn một trận chiến sinh tử, có sống được hay không vẫn là ẩn số. Ông nội, thấy Triệu Bân và nữ soái càng đi càng xa, ân minh cũng thấy bồn chồn sốt ruột. Ân chú vẫn vững lòng vững dạ, ngồi trước bàn thong dong uống trà.
nhàn rỗi xem màn nước như đang nhìn hai con kiến hôi giãy giụa tìm đường sống, rõ ràng là có hy vọng, nhưng số kiếp định sẵn là sẽ tuyệt vọng. Muốn đi à? Uống hết nửa chén trà, ân chú tiện tay phất tay áo. Ngay lập tức, phong vân của rừng rậm huyết u thay đổi, đất trời rung lên bần bật, sấm chớp đì đùng, khói sương màu đỏ bao phủ cấm địa cũng mờ ảo hơn, khiến cấm địa này càng thêm tối tăm u ám. Nữ soái đứng khựng lại. Triệu Bân cũng đột ngột dừng chân. Lão ta đang điều khiển đại trận, nữ soái khẽ nhíu mày. Triệu Bân nhìn khắp xung quanh, có thể cảm nhận được càn khôn đang âm thầm biến động. Hắn nghĩ quá đơn giản rồi, cứ tưởng rằng lúc này ân chú không dư hơi thừa sức điều khiển ngụy bí giả, cũng không còn lực điều khiển mê trận hay tiên trận, bây giờ mới thấy hắn đã nhầm to, bản lĩnh của đối phương còn ghê gớm lắm. Có thể tìm được đường ra không? Triệu Bân hỏi. Ân chú vẫn giữ bí mật với tàn niệm của Hồng Tước, nữ soái hít một hơi thật sâu, câu trả lời cũng hàm xúc. Nếu đã là giữ bí mật thì lối ra mà cô ta và tàn niệm biết đã không còn là lối ra nữa, bởi vì ân chú thay đổi trận pháp, cũng thay đổi cả càn khôn. Điều này đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ta và tàn niệm. Thế thì phải dùng đến phương pháp ngu ngốc rồi. Phương pháp ngu ngốc ở đây là đi theo cảm giác. Sau khi đại trận biến động, thọ nguyên lại bắt đầu mất đi. Dựa vào điều này, có thể xác định phương hướng. Tuy rằng rất rắc rối, nhưng vẫn khá hơn là ngồi yên chờ chết. Hai người liếc qua nhìn nhau rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này, họ đi chậm hơn khá nhiều, không chỉ để cảm nhận tốc độ thay đổi của thọ nguyên khi mất đi, mà còn phải đề phòng cấm chế và sát trận trong bóng tối. Đâu đâu cũng là bẫy, chỉ một thoáng không đề phòng là sẽ sập bẫy ngay. Tính như thế, cho dù ra ngoài được cũng rất mất thời gian. Mà ân chú vẫn luôn nhìn trộm cũng không cho họ cơ hội này đâu. Chỗ này có bao nhiêu ngụy bí giả, Triệu Bân lại lên tiếng hỏi. Hoành tráng đến bất thường, nữ soái chỉ nói vài chữ chứ không đưa ra con số cụ thể. Đến cô ta còn nói như vậy, chắc hẳn số lượng ngụy bí giả đã lên đến mức độ kinh khủng rồi. Hay nói cách khác, đó là một đội quân hùng hậu. Họ nên cảm ơn Hồng Tước, cảm ơn Hồng Tước trước khi chết vẫn tặng cho ân chú một đòn tấn công hủy diệt. Để bao nhiêu năm nay, ân chú ở trong cỗ quan tài bằng hắc ngọc vẫn chịu thương tích nặng nề, cộng thêm thể đơn hồn của lão ta có cấp bậc không cân bằng mới gây ra động tĩnh lớn, nếu không Triều Long đại hạ chẳng thể nào trụ nổi. Vài ba ngày lặng lẽ trôi đi. Hai người vẫn như hai con ruồi mất đầu đi đi lại lại trong bóng tối. Lúc này đây, đến cả nữ soái cũng không biết cần bao lâu mới ra ngoài được. Họ chỉ biết rằng, càng kéo dài lâu thì họ càng thêm bất lợi. Rừng. Đi tới một khu rừng sâu, Triệu Bân đột ngột dừng bước. Hắn leo lên một mỏm đá, dồn hết thị lực nhìn lên bầu trời. Qua hồi lâu, hắn không nói gì. Nữ soái cũng ngước nhìn lên, nhưng không biết Triệu Bân đang nhìn gì. Bầu trời tối như hũ nút, bị khói sương màu đỏ che lấp. Có kẽ hở. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, đôi mắt cũng khẽ nheo lại. Ở khu vực này, hắn có thể xuyên qua khói sương. Loáng thoáng trông thấy tinh tượng. Còn nữ soái xích diễm chắc hẳn không thấy gì, bởi vì Sở Lam không có thiên nhãn. Cũng không sao. Chỉ cần hắn trông thấy là đủ rồi. Bởi vì góc trận của cấm địa đối xứng với tinh tượng. Đây là một tin tức tốt lành. Khi thu hồi ánh mắt, khóe mắt của hắn còn rỉ ra máu tươi. Bí pháp che mắt của cấm địa này quá kinh khủng, cưỡng chế nhìn vào tinh tượng sẽ tiêu hao hết động lực. Hắn nhảy xuống khỏi mỏm đá, nữ soái cũng theo xuống. Cô ta không hỏi gì, nhưng cô ta biết chắc chắn Triệu Bân đã phát giác ra điều gì đó, sở dĩ không nói là vì sợ ân chú đang nghe lén nhìn trộm sẽ biết. Ta cho ngươi nhìn. Triệu Bân không rảnh rỗi, hắn dựng một cái lều. Trên túp lều, hắn dùng huyền bào tị thế của mình che phủ. Ngoài ra, hắn còn dán bùa chú ẩn giấu hết lớp này đến lớp khác. Hắn làm những điều này chỉ để ngăn cản lão ta nhìn trộm. Dựng lều xong, hắn mới ngoắc tay với nữ soái. Nữ soái không nói gì, theo Triệu Bân chui vào lều. Trong trí nhớ của tàn niệm có nhìn thấy bầu trời sao trong cấm địa không, Triệu Bân vừa hỏi vừa lấy ra giấy với bút. Họ tiến vào lều đồng nghĩa với việc ngăn cách cùng thế giới bên ngoài, ân chú không thể nghe lén nhìn trộm được. Chỉ khi ở đây, hắn mới dám nói ra cái hở và bí mật. Để tránh ân chú lại âm thầm quấy phá. Thỉnh thoảng có thể trông thấy, nữ soái trả lời thành thật. Nhìn thấy bao nhiêu thì vẽ ra, Triệu Bân đưa bút cho nữ soái.
Tuy hắn có thể loáng thoáng trông thấy bầu trời sao nhưng không thấy toàn bộ, đành nhờ nữ soái giúp đỡ. Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần vẽ ra phương hướng đại khái là đủ, nữ soái không hiểu tinh tượng chứ hắn nghiên cứu kỹ lắm. Nữ soái nhận lấy bút, bắt đầu vẽ theo trí nhớ. Triệu Bân cũng không rảnh rỗi, hắn lấy ra khá nhiều loại linh dược bổ sung đồng lực. Hai người phân công rõ ràng, mỗi người một việc. Túp lều tuy nhỏ, nhưng vô cùng im lặng. Điều này khiến ân chú nhíu mày, vì có túp lều che chắn nên lão ta không thấy gì, cũng không nghe được gì. Đến lão ta còn như thế thì huống hồ là ân minh, thần bí như vậy, hai người này làm gì ở bên trong thế? Khả năng hội họa của nữ soái siêu đỉnh. Chưa đầy một khắc, cô ta đã đưa một bức vẽ cho Triệu Bân. Trong trí nhớ của tàn niệm, bầu trời sao mà nó nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm. Thế nên, nhiều chỗ cô ta cũng vẽ rất mơ hồ. Triệu Bân nhận lấy rồi cắm đầu đọc bí tịch như một anh tú tài hiếu học. Nữ soái chỉ lặng lẽ chờ đợi, anh bạn này chắc hẳn sẽ khiến cô ta bất ngờ lắm. Đúng là như thế thật, Triệu Bân lệ ra một nụ cười, hàng lông mày cũng giãn ra. Góc trận trong cấm địa đúng là tương ứng với tinh tượng, chẳng trách lại có khói xương màu đỏ máu che phủ bầu trời, đến cả thiên nhãn của hắn cũng khó lòng xuyên qua được. Chắc hẳn ân chú là người hiểu tinh tượng, nhìn trộm bầu trời. Người phát hiện ra điều gì rồi, nữ soái không thể kiềm chế được mà hỏi. Tinh tượng, Triệu Bân mỉm cười, lại một lần nữa vùi đầu so sánh phương vị. Người hiểu tinh tượng à? Cũng biết được đôi chút. Quả đúng là đa tài đa nghệ, nữ soái khẽ mỉm cười. Triệu Bân bật cười, hắn chui ra khỏi lều. Vẫn lại là mỏm đá đó, hắn nhảy phát lên, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy hắn như vậy, đôi mắt già nua của ân chú không khỏi nheo lại. Triệu Bân có thể nhìn thấy bầu trời. Hắn cũng hiểu được tinh tượng vài phần. Nếu thực sự là thế thì lĩnh vực mà Triệu Bân dính tới quá đáng sợ rồi. Không lâu sau đó, Triệu Bân lại chui vào trong lều. Linh dược bổ sung đồng lực bị hắn lôi ra cả đống. Nữ soái khoanh chân ngồi trong lều, cưỡng chế chèn ép tàn niệm kia một chút. Sau đó, cô ta cố gắng khôi phục chân nguyên, chuẩn bị nghênh chiến cho một trận huyết chiến bất cứ lúc nào. Khi Triệu Bân tiến vào lần nữa, khóe mắt của hắn không ngừng rỉ máu. Lần này hắn gặp phải phản vệ khá chật vật, ảnh hưởng tới cả căn cơ. Nhưng tất cả mọi thứ rất xứng đáng, hắn đã sử dụng tinh tượng tìm thấy khá nhiều góc trận. Họ ở gần vòng ngoài rồi, góc trận cũng không nhiều lắm, góc trận thực sự khiến người ta mất mạng nằm ở sâu trong cấm địa cơ. Hắn không dám mơ tưởng đến việc phá hủy những góc trận ấy. Phá hủy những góc trận ở vòng ngoài là được, lao ra ngoài đã rồi tính tiếp. Đi thôi. Đợi khi khôi phục được động lực, hắn lập tức vọt ra ngoài, thu dọn căn lều. Nữ soái cũng không hề chậm trễ, hai người nhanh như cắt, dọc đường đi xuyên qua khu rừng. Vách đá đó kìa. Vừa ra khỏi khu rừng, Triệu Bân đã chỉ về một phía. Nữ soái không hề nhiều lời, cô ta chạy thẳng qua đó, chỉ ít trong vách đá này ẩn giấu góc trận. Còn Triệu Bân thì chạy về phía một khu hồ. Cùng với một tiếng nổ lớn, vách đá kia bị nữ soái vung trường đánh sập. Cùng lúc đó, Triệu Bân vung kiếm Long Uyên, chém khu hồ kia làm hai nửa. Đùng! Trời đất đột ngột rung lên, lại thấy ánh chớp xuất hiện. Nhìn kỹ lại, lớp khói xương màu đỏ trong khu rừng đã mỏng đi một phần. Làm sao có thể chứ? Ân chú không bình tĩnh nổi nữa, đột ngột đứng phắt dậy. Điều mà lão ta đoán trước kia không hề sai, Triệu Bân quả thực có thể trông thấy bầu trời, cũng thực sự hiểu được tinh tượng. Có thể tìm thấy góc trận một cách chuẩn xác như vậy thì không chỉ đơn giản là hiểu nữa rồi, chắc chắn trình độ cũng khá cao. Tính toán sơ suất rồi. Sơ suất nghiêm trọng rồi. Đến cả lão ta còn thấy cuống quýt, huống hồ là ân minh. Đó là trận pháp cấp tiên đấy, vậy mà Triệu Bân có thể tìm ra được góc trận. Đùng, binh. Khi hai người nhìn lại, hai tiếng nổ lớn lại vang lên. Có thể trông thấy một khoảnh đất bị lật tung, một ngọn núi bị san bằng. Hai vị trí đó đều ẩn giấu một góc trận, bây giờ đã bị phá hủy hết. Trời đất lại rung lên bần bật. Màn khói xương đỏ rực lại mỏng hơn một phần. Nhìn mảnh đất khô cằn kia kìa. Phía tay trái, phá hủy tảng đá hình con sói kia đi. Chém nứt dòng chảy của con sông đó. Triệu Bân lao nhanh trên đường, tiếng hô hào không ngớt. Hắn giống như một tướng quân, nữ soái giống như một binh sĩ, chỉ đâu đánh đó.
hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, đi đến đâu đánh đến đó, không biết phá hủy bao nhiêu góc trận. Mở đường. Triệu Bân lôi Bảo Liên đăng ra, dùng tiên lực đốt nó cháy rực. Liên hỏa hừng hực, ánh sáng rực rỡ tỏa ra không ngừng quét về phía xa. Các ngươi, không đi nổi đâu. Ân chú hầm hừ một tiếng, hất văng cỗ quan tài bằng hắc ngọc. Lão ta đổi thân xác sang ân chú trong quan tài, uy lực của chuẩn thiên chấn nhiếp trời đất. Tiếc rằng trạng thái của lão ta chẳng ra sao, vừa mới đổi thân xác đã lảo đảo, suýt cắm đầu xuống, sau đó còn ho ra một búng máu, gương mặt già nua trắng bệch. Cứ với đà này, lão ta còn cần một thời gian tĩnh dưỡng nữa. Nhưng lúc này dường như không còn thời gian nữa rồi. Cứ để Triệu Bân và Sở Lam đi như thế thì chỉ mất nửa ngày là có thể ra khỏi cấm địa. Thế nên, phải cưỡng chế dùng đến ngụy bí giả. Đùng! Lão ta đứng vững, hai bàn tay chắp lại. Hướng mà Triệu Bân và Sở Lam trốn đi đột nhiên vang lên tiếng đi đùng. Có thể trông thấy trong rừng rậm u ám, từng cỗ quan tài bằng đá đen trồi lên khỏi mặt đất, xếp thành hàng ngay ngắn, số lượng vô cùng khổng lồ. Từ trên trời nhìn xuống, nó giống như một cái thảm, che phủ nền đất rộng lớn. Thuật trầm quan, ánh mắt Triệu Bân như sâu thêm. Đó là bí pháp địa thiên táng, nữ soái lập tức nói, ân chú dùng nó để cất giấu ngụy bí giả. Không sao, chỉ có thể cắn răng lao vào thôi. Triệu Bân siết chặt kiếm Long Uyên, chân nguyên và tiên lực cuồn cuộn. Mi tâm của nữ soái xuất hiện hoa văn bí ẩn, cố gắng bổ trợ cho sức chiến đấu của bản thân. Có thể sống sót trở ra được không? Phải xem bản lĩnh của họ đến đâu. Đùng, binh, đùng. Từng cỗ quan tài bằng đá đen nổ tung, từng ngụy bí giả bước ra. Họ là những con rối sống có máu có thịt, thần thái đờ đẫn, đôi mắt cũng trống giống như người chết. Quanh năm bị chôn dưới lòng đất, khi nào cần đến mới được gọi ra, đó là bí pháp địa thiên táng. Triệu Bân trông thấy mà giật mình kinh hãi. Ân chú thật là đỉnh, hóa ra lão ta hạ bùa chú ám hắc cho ngần ấy người. Chẳng trách ân chú không gánh nổi phản phệ, phải điều khiển số lượng ngụy bí giả lớn như thế, nghĩ thôi cũng đủ hiểu áp lực cỡ nào. Bất chấp sống chết, giết. Sâu trong rừng rậm huyết u truyền ra âm thanh lạnh lẽo mà khô khốc này. Ân chú hạ lệnh giết chóc, bất kể thế nào cũng không được để Triệu Bân ra ngoài. Đung huynh huynh. Ngụy bí giả như cơn sóng thủy triều tràn tới từ bốn phương tám hướng. So với họ thì bóng dáng của Triệu Bân và nữ soái có vẻ đơn độc lắm. Mở! Triệu Bân hét lên đanh thép, mái tóc dài thoát biến thành màu vàng. Sau đó là một tiếng gầm của kỳ lân hóa mở ra, đến cả nữ soái cũng được kéo vào trong. Triệu Bân phất tay, đưa cung bá vương cho nữ soái. Kiếm Long Uyên trong tay hắn lập tức kéo dài thành kiếm quang mấy chục trượng. Lao ra ngoài, ngay lập tức đôi mắt Triệu Bân lóe sáng. Thể sức mạnh kỳ lân to lớn chạy thẳng ra ngoài, dậm chân khiến nền đất rung chuyển, cây cổ thụ cao chọc trời bị nghiền thành mảnh về vách đá bị hất văng thành cho bụi, cơn sóng ngụy bé giả không nói năng gì hành động đại diện cho tất cả. Họ không có thần trí tỉnh táo, bây giờ cũng chỉ như những con rối giết người. Chỉ cần mệnh lệnh vẫn còn đó, người trước ngã đã có người sau. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân chỉ kiếm ra xa, vô số kiếm quang không sao đếm xuể nở rộ. Ngụy bí giả xung phong ở phía trước, hoặc là bị chém chết, hoặc là bị đâm xuyên qua, ầm ầm đổ xuống. Bùm, uỳnh. Nữ soái cũng không rảnh rỗi, không ngừng kéo cung tên. Diệu Ngữ lại lần nữa ra khỏi chiếc nhẫn ma, đêm nay dường như cô ta có thần trí tỉnh táo, dùng sức mạnh của Minh Hôn làm cung tên, phối hợp cùng nữ soái, một trái một phải điểm danh từng người một. Cả hai chỉ là người hỗ trợ. Chủ lực thực sự vẫn đến từ Triệu Bân. So với Diệu Ngữ và Sở Lam thì hắn mới thực sự đáng sợ, kiếm quang của ngự kiếm phi tiên mở đường, cưỡng chế đánh ra một con đường máu, trải đầy máu xương của ngụy bí giả. Họ là người vô tội, chúng phải ma chú ám hắc, bị biến thành công cụ giết người của kẻ hạ chú, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay đã không thể dùng tốt xấu để phân chia nữa. Muốn sống, hắn phải đạp lên xương máu của họ để lao ra ngoài. Màn nước ở sâu trong rừng rậm huyết u có thể thấy rõ được trận chiến ở bên này. Ân Minh không thể ngồi im được nữa, cứ với đà này thì sớm muộn gì Triệu Bân cũng xông ra ngoài. Ngươi không đi được đâu. Ân chú trong quan tài bằng hắc ngọc đồng tử đỏ ngầu, bàn tay thay đổi ấn quyết. Ấn quyết định hình, bầu trời u ám có trận pháp thần bí được vận hành. Triệu Bân và nữ soái nhíu mày,
bởi vì thọ nguyên của họ đang mất đi, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Diệu ngữ là xác sống nên không chịu ảnh hưởng, nhưng sức mạnh minh hồn của cô ta đang dần dần tiêu vong. Vẫn chưa hết đâu. Ân chú trong quan tài hắc ngọc tỏ ra dữ tợn, lại lần nữa thay đổi ấn quyết. Chỉ thấy hư không rung lên, từng luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, dọi vào cơ thể của ngụy bí giả, khiến mỗi một vị ngụy bí giả được tăng cường thêm sức mạnh thần bí, khả năng chiến đấu tăng cao. Lại là thứ ánh sáng trắng này, Triệu Bân khẽ nheo mắt. Đó là ánh sáng vô lượng, có thể phân ly mà cũng có thể dung hợp, nữ soái giải thích. Chẳng trách, Triệu Bân lầm bầm. Uy lực của ánh sáng vô lượng, hắn từng được chứng kiến. Phàm là vết thương do ánh sáng vô lượng tạo ra, vạn pháp trường sinh quyết không thể chữa lành được. Ngươi cũng không dễ chịu gì nhỉ. Triệu Bân quay đầu nhìn lại, dường như có thể nhìn thấy nơi sâu nhất của bóng tối. Đúng vậy, ân chú trong cỗ quan tài hắc ngọc rất khó chịu. Lão ta vốn bị thương nặng, bây giờ lại điều khiển đội quân ngụy bí giả, lại vận hành đại trận cắn nuốt thọ nguyên, còn mù quáng dùng tới ánh sáng vô lượng, nghĩ thôi cũng đủ biết phản vệ lớn tới cỡ nào. Lão ta đúng là điên rồi. Để tiêu diệt cơ ngân, quả nhiên lão ta không tiếc mọi giá. Nếu sớm biết như vậy, hà tất phải bắt đầu. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mắng ông nội của mình. Lời của hắn ta không sai. Nếu không phải vì ân chú quá tự tin rằng Triệu Bân là một con thú bị nhốt trong lồng thì cũng không gặp phải cục diện như ngày hôm nay. Nếu lão ta đoán được từ sớm e rằng đã ra tay rồi, cho dù phải tiêu hao căn cơ của tiên nhân cũng không tiếc hận. Suy cho cùng, lão ta đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi. Đây vốn là cục diện chết ngắt, thế mà tên tiểu tử biến thành sống rồi. Tiềm lực lớn đến thế, càng không thể để hắn sống sót ra khỏi đây. Hắn phải chết. Ân chú bên trong quan tài hắc ngọc lại nổi điên, mi tâm xuất hiện hoa văn cổ xưa. Lúc này đây toàn thân lão ta rớm máu, chẳng khác nào một cơ thể được đắp bằng máu. Quỳnh, quỳnh. Mặt đất lại rung lên bần bật, bốn cỗ quan tài bằng đá đen trồi lên. Lần này là ngụy bí giả cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật rồi. Giết hắn cho ta. Ân chú giận dữ gào lên, hộc ra từng búng máu. Bốn vị cao thủ thiên võ đồng loạt ra tay, lao tới từ đông tây nam bắc. Phá! Triệu Bân khí huyết trào dâng, một nhát kiếm hất văng cao thủ thiên võ ở phía bắc. Diệu ngữ và nữ soái cùng lúc kéo cung, đẩy lùi hai vị cao thủ ở đông tây. Đùng! Cao thủ phía nam lao tới, vung nắm đấm đấm ra một cái lỗ lớn cho thể sức mạnh của kỳ lân. Triệu Bân gặp phản phệ, khẽ rên một tiếng, nữ soái xích diễm còn thê thảm hơn, hộc máu ngay tại chỗ. Cút! Triệu Bân cưỡng chế mở rồng thần vẫy đuôi, hất bay thiên võ ở phía nam. Trong thời khắc ngắn ngủi, cao thủ ở hai bên đông tây đồng loạt lao tới. Thể sức mạnh kỳ lân bị thương nặng, bị đánh cho rung bần bật, có xu hướng bùng nổ và nứt vỡ. Cao thủ thiên võ tấn công, các ngụy bí giả cũng không nhàn rỗi. Nhìn đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, ngợp trời bay đến. Á á! Tiểu kỳ lân trong đan điền bốc cháy hừng hực. Triệu Bân giết đến đỏ mắt, nó cũng điên cuồng không kém gì. Nó đốt cháy tinh túy, cống hiến thêm nhiều sức mạnh kỳ lân dồi dào. Hết cách rồi, ngụy bí giả quá nhiều. Và lại, cảnh giới của ngụy bí giả cũng không thấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhóm người của Triệu Bân phải đối đầu với cả đội quân chứ không phải một vài người. Ta muốn xem thử, ngươi còn chịu được đến bao giờ? Ân chú mỉm cười dữ tợn và hung tàn, ghê rợn hơn cả lệ quỷ. Lão ta phải trả giá đắt, chỉ để trải sẵn một ngôi mộ cho Triệu Bân. Quả thực lão ta có bản lĩnh này. Vì thọ nguyên mất đi quá nhiều, mái tóc của nữ soái xích diễm đã có thêm nhiều sợi bạc. Diệu ngữ là xác sống, không có thọ nguyên, nhưng sức mạnh minh hồn của cô ta đang tiêu tán. Còn Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Ân chú dồn hết sức, định đo mức độ tiêu hao với họ. Cứ với đà này, e rằng không đợi họ lao ra ngoài thì thọ nguyên đã cạn hết rồi. Đùng! Trong lúc này, cao thủ thiên võ phương Bắc lại lao tới. Triệu Bân không nhận ra được người này, nữ soái cũng không nhận ra, càng không biết là lão tổ nhà nào, chỉ biết rằng vị cao thủ ấy rất khủng khiếp, cuốn theo sát khí ngút trời, nhấn chìm khu vực đó vào u ám. Đây là một vật cản. Không tiêu diệt người này thì không lao ra ngoài được. Phá!
Triệu Bân chém ra một kiếm cách tầng không, chém tung biển sát khí. Cao thủ thiên võ ở phương Bắc rung bần bật, vì gặp dư chấn nên liên tục lùi về sau. Không đợi người này đứng vững, Triệu Bân đã tung đòn thuấn thân tuyệt sát, phần đầu bị chém rơi ngay tại chỗ, cơ thể không đầu cũng khó lòng thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt, bị Triệu Bân dẫm thành bùn máu, tránh cho ông ta sống lại rồi làm loạn. Đùng, binh, bùm. Tiêu diệt một vị ngụy bí giả thiên võ, Triệu Bân cũng bị trọng thương. Ba vị cao thủ thiên võ khác từ ba phía lao tới, suýt chút nữa đã khiến Kỳ Lân hóa biến mất. Thể sức mạnh Kỳ Lân hùng vĩ đã chi chít vết thương. Không phải nhóm người Triệu Bân không giỏi chịu đòn, là do số lượng ngụy bí giả quá lớn. Đà vậy đây còn không phải là địa bàn của họ, đi đến đâu cũng bị kim hàm, còn phải chịu đựng cảm giác thị mệnh mất đi Triệu Bàn hộ lên đây đanh thép, vùng nắm đấm bay cao thủ thiên võ ở phía đông. Nữ soái Xích Diễm đột ngột xoay người, kéo cung tên, bắn xuyên qua đầu của kẻ đó. Đôi mắt đẹp của Diệu Ngữ lóe sáng, bồi thêm cho kẻ đó một mũi tên, đâm xuyên qua lồng ngực. Thế mà cao thủ phía đông vẫn chưa gục ngã. Công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như đồ sát thiên võ vẫn cần đến Triệu Bân. Hắn tung bá đao phách thiên trảm, cưỡng chế chém chết cao thủ phía đông. Phụt! Ân chú hộc máu, lại gặp phải phản vệ của ma chú ám hắc. Triệu Bân và nữ soái Xích Diễm cũng hộc máu, tuy họ hợp sức tiêu diệt cao thủ thiên võ ở phía đông nhưng bị trúng đòn của cao thủ thiên võ ở phía nam và phía tây, một nửa thể sức mạnh Kỳ Lân bị hai cao thủ đánh vỡ. Sức lực phản chấn đáng sợ khiến nội tạng của cả hai đều bị tổn thương, nữ soái còn suýt chút nữa là tan xác. Đến hai người còn như vậy, huống hồ là Diệu Ngữ. Cô ta là xác sống, bây giờ cũng đầm đìa máu tươi. Quay về đây. Triệu Bân phất tay, đưa Diệu Ngữ quay về bên trong chiếc nhẫn ma. Sau đó, hắn còn tăng cường cấm chế, tránh cho Diệu Ngữ lại chạy ra ngoài. Trong thời khắc ngắn ngủi. Đòn tấn công từ cao thủ phía tây ập đến, một nắm đấm xuyên qua thể sức mạnh Kỳ Lân. Triệu Bân cắn chặt khớp răng, một võ hồn điều khiển hai thanh kiếm, một bên là kiếm mang thiên lôi hóa, một bên là kiếm khí huyền hoàng hóa. Hai tia máu lập tức xuất hiện. Cánh tay trái phải của cao thủ phía tây bị hắn chém rụng. Quỳnh, nữ soái kéo cung tên, cố gắng phối hợp cùng hắn. Lại là một vệt máu khác, mi tâm của cao thủ phía tây bị bắn thủng. Cũng giống như ban nãy, mỗi khi tiêu diệt một ngụy bí giả cấp thiên võ, họ sẽ phải trả giá rất thê thảm. Lần này cũng không ngoại lệ, nhát kiếm của cao thủ phía nam suýt nữa chém bay luôn thể sức mạnh Kỳ Lân còn sót lại. Tiểu Kỳ Lân hộc máu, ngả nghiêng trong đan điền. Nữ soái cũng chao đảo, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Nếu thêm một đòn tấn công nữa, thể sức mạnh Kỳ Lân đang bao bọc họ sẽ tiêu tán hoàn toàn. Nếu không có sự bảo vệ từ nó. Hai người không thể nào lao ra ngoài được. Đùng! Một trường từ trên trời ập xuống của cao thủ phía nam mang theo khí thế hùng hậu. Đôi mắt của Triệu Bân lóe sáng, tiêu hao tất cả động lực để sử dụng di thiên hoán địa. Bàn tay to lớn kia ập xuống, mặt đất hằn lên dấu vết của năm ngón tay, cả đống ngụy bí giả bị đánh thành cho bụi. Triệu Bân tránh được trường này, vung kiếm hất văng cao thủ ở phía nam. Lần này, nữ soái Xích Diễm không thể trợ giúp. Bởi vì chân nguyên đã cạn kiệt rồi. Cũng không cần cô ta trợ giúp thêm. Ngay thời khắc hất văng cao thủ thiên võ ở phía nam, hắn đã dùng tới thiên lôi và khí huyền hoàng. Vẫn là kiếm mang thiên lôi và kiếm khí huyền hoàng, thế mà chém cho cao thủ thiên võ rơi rụng lả tả. Phụt! Triệu Bân từ trên trời hạ xuống, giơ chân giẫm kẻ đó thành xương khói đỏ rực. Đến lúc này, bốn ngụy bí giả cấp thiên võ mà ân chú điều khiển đều bị tiêu diệt. Nhưng cái giá mà hắn phải trả cũng quá thê thảm, thể sức mạnh Kỳ Lân to lớn chỉ còn lại mỗi cái đầu, mặt mũi Triệu Bân trắng bệch vì bị thương quá nặng. Nữ soái thì gục trong vũng máu, căn cơ cũng đối mặt với nguy cơ vỡ tan tác. Tiếng nổ đi đùng tạm thời im bặt. Ngụy bí giả nhiều như thủy triều vây hai người vào giữa. Ngươi còn trốn đi đâu được nữa? Ân chú trong quan tài bằng hắc ngọc mỉm cười dữ tợn, lộ ra vẻ hung tàn nhất. Ân Minh còn cười dữ dằn hơn ông nội nhiều, hắn ta không hóng chuyện nữa mà chạy thẳng tới khu vực đó. Kỳ Lân hóa của Triệu Bân sắp tan rồi, cũng chỉ còn nửa cái mạng, hắn ta không ngại đi tiễn Triệu Bân đoạn đường sau cùng. Ân chú không ngăn cản. Cục diện này chết hẳn rồi. Dù Triệu Bân muốn lên trời hay chui vào lòng đất, hắn không thể nào sống sót ra khỏi cấm địa được. Triệu Bân cõng theo nữ soái,
nén thể sức mạnh kỳ lân, dùng sức mạnh kỳ lân còn lưu trữ để mở thể kỳ lân, hoa văn thánh thú được vẽ ra từng nét một, khắc họa trên ngực và lưng của hắn. Thả ta xuống đi. Nữ soái lầm bầm, giọng nói khàn đặc. Ánh sáng hy vọng quá yếu ớt, cô ta không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Bân. Vãn bối sẽ đưa người về nhà. Triệu Bân lấy ra một dải lụa trắng, buộc hắn và nữ soái với nhau. Trong màn đêm tăm tối, ánh sáng trong đôi mắt của hắn kiên định vô cùng, trước nay chưa từng có. Hắn mắc nợ Sở gia, dù chết cũng phải đưa Sở Lam Lao ra ngoài. Tiêu diệt hắn cho ta. Tiếng hầm hừ của ân chú nghe như một thánh chỉ uy nghiêm. Vì có mệnh lệnh này nên đội quân ngụy bí giả đen ngòm lại nhào về phía Triệu Bân như cơn sóng biển. Đánh! Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, quét ngang nền đất đỏ lòm như một con thoi. Trong lúc xung phong, hắn dùng thiên cháo hộ thể, duy trì thiên cháo không tan, liên tục đâm vào đám đông. Phụt, phụt! Không có tiếng kêu la, chỉ có máu me bắn tung tóe. Thiên cháo hộ thể của Thánh tử Thiên Tông vừa bá đạo vừa hung mãnh, ngụy bí giả chưa đạt tới chuẩn thiên không thể nào chịu nổi, cho dù là ngụy bí giả chuẩn thiên cũng bị hút bay lên trời. Ai mà căn cơ yếu thì chưa kịp tiếp đất đã nổ tung thành một đống thịt nhão, cảnh tượng hết sức đẫm máu. Trong đoàn người đen đặc, hắn tự mở ra một con đường máu. Nhưng đối với Triệu Bân, con đường máu này cũng khiến hắn phải trả giá đắt. Hắn không thiếu sức chiến đấu, chỉ thiếu sức mạnh, giống như việc duy trì thiên cháo hộ thể tiêu tốn chân nguyên và tiên lực vô cùng khủng khiếp. Cho dù hắn dùng đại địa linh chú để mượn nhờ sức mạnh của mặt đất cũng không trụ nổi mức độ tiêu hao này, có lẽ chưa kịp ra khỏi cấm địa đã chết vì tiêu hao sức mạnh rồi. Thả ta xuống đi. Cùng một câu nói, nữ soái nói thêm lần nữa. Cô ta bị thương rất thê thảm, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Vẫn như lúc trước, cô ta không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Bân. Vãn bối sẽ đưa người về nhà. Cùng một lời hồi đáp, Triệu Bân nhắc lại lần thứ hai. Hắn bốc một phốc đan dược, điên cuồng nhét vào miệng mình, trong thoáng chốc đã luyện hóa chúng thành chân nguyên tiên lực. May mà tài nguyên tu luyện của hắn rất nhiều. Bên trong chiếc nhẫn ma chứa một lượng lớn linh dược bổ sung sức mạnh. Tiếc là không có đan giả chết, cũng không có quan tài băng ngọc. Hắn có một cỗ quan tài bằng tử ngọc đấy, nhưng đã đặt tiên thi của Hồng Tước rồi. Tiếc rằng trên quan tài băng ngọc có vết nứt, nên dù đặt nữ soái vào bên trong, hơi thở của người sống cũng sẽ tiêu tán. Thế nên nữ soái không thể vào bên trong chiếc nhẫn ma được. Gặp lúc tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể dùng thiên cháo để cầm cự. Hắn như một kẻ điên, không ngừng nuốt đan dược, bất chấp mọi giá để duy trì thiên cháo vận hành. Đây là một lớp phòng hộ, không chỉ bảo vệ được hắn mà còn bảo vệ được nữ soái khi tính mạng của cô ta đang bị đe dọa. Binh! Vẫn không có tiếng rên la, nhưng tiếng nổ thì chưa từng ngớt. Ngụy bí giả như cơn sóng dữ không ngừng ùa đến, chẳng khác nào đứng trên bờ biển. Trước mặt đám đông này, Triệu Bân nhỏ bé như con kiến giữa dòng, nhưng chính bóng dáng nhỏ bé ấy đã mở ra một con đường nhuốm máu. Sao có thể chứ? Ân chú vẫn luôn quan sát trận đấu không khỏi bệ ra vẻ khó tin. Một thánh tử Thiên Tông hèn mọn mà mang theo bên mình số lượng đạn dược nhiều đến đáng sợ, hắn không ăn từng viên một mà nuốt từng việc luôn đấy. Chẳng lẽ lão ta bế quan lâu quá rồi sao? Triệu Bân lại gây ra vài chuyện lớn kinh thiên. Đáp án chắc chắn là thế rồi. Không nhắc đến chuyện khác, chỉ nhắc tới hang ổ của Đại Nguyên thôi. Chỉ riêng vụ đó thôi, vật tư mà Triệu Bân kiếm được đã không thể đong đếm nổi. Nếu không có khối tài sản này, hắn cũng không dám bất chấp. Để lao ra ngoài, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh đổi cả đống tài sản này. Giết! Giết hắn cho ta! Ân chú gào thét, có lẽ vì dùng lực quá độ nên lão ta lại hộc ra một đống máu. Nói thật lòng, trạng thái của lão ta hiện giờ còn tồi tệ hơn cả nữ soái Xích Diễm. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hứng chịu bao nhiêu phản phệ, lão ta thấy dễ chịu mới là lạ. Chỉ cần lão ta còn dư chút sức lực, chắc chắn sẽ không trốn ở nơi này mà gào thét. Phụt! Triệu Bân cũng ho ra máu, từ đầu đến chân toàn là máu. Thiên cháo là bí thuật rất bá đạo, theo đuổi nguyên lý bộc phát sức mạnh trong một thời gian ngắn nên cực kỳ bá đạo, vừa đả thương kẻ địch vừa gây tổn thương cho chính mình, huống hồ là duy trì nó liên tục. Thân thể của Triệu Bân tuy bá đạo, nhưng cũng không chịu nổi hình thức rèn luyện này. Mỗi tấc da thịt gân mạch từ trên xuống dưới đều đau nhức vô cùng. May mà ý chí của hắn đủ mạnh. Cũng may mà vạn pháp trường sinh quyết đủ hữu dụng,
đắp nặn lại thể phách cho hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng bất kể khôi phục thế nào, hắn cũng không lấy lại được số thọ nguyên đã mất, đợi khi trạng thái tóc vàng rút đi chắc chắn sẽ là mái tóc bạc trắng. Nữ soái chính là một ví dụ điển hình. Triệu Bân mất đi bao nhiêu thọ mệnh, cô ta cũng mất đi bấy nhiêu thọ mệnh, mái tóc đã bạc trắng cả rồi. Cô ta rất mệt mỏi, trước giờ chưa từng thấy mệt như vậy, đành áp gò má vào vai Triệu Bân, lặng lẽ thiếp đi. Màn đêm vừa u ám vừa lạnh lẽo, nhưng sau lưng hắn lại ấm áp vô cùng. Nếu có thể sống sót trở ra, nếu vẫn còn quãng đời còn lại, người tên Triệu Bân đó chắc chắn sẽ sống mãi trong trí nhớ của cô ta. Triệu Bân, cùng với tiếng thét gào, một nhân vật lớn ầm ầm chạy tới. Đó là Ân Minh, nói cho đúng hơn là Ân Minh trong trạng thái cửu vĩ hóa. Cuối cùng hắn ta cũng lao ra, vung trưởng từ trên trời xuống, che phủ cả khu vực đó, bàn tay to lớn như cả ngọn núi đổ xuống, trời long đất lở. Thứ chuột bỏ, Triệu Bân dùng di thiên quyền đấm xuyên qua bàn tay che trời đó. Ân Minh rên rỉ một tiếng, bị hất văng ra ngoài, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Hắn ta không chấp nhận nổi hiện thực khi bản thân dùng cửu vĩ hóa toàn vẹn mà không địch nổi một Triệu Bân bê bết máu. Trên thực tế, dù Triệu Bân thương tích đầy người, nhưng sức chiến đấu vẫn còn đó. Cao thủ thiên võ còn không hạ gục được hắn, nói gì tới võ tu chuẩn thiên như Ân Minh. Cái gọi là cửu vĩ hóa đứng trước mặt hắn cũng chỉ như vật trang trí. Nếu nơi này không phải là rừng rậm huyết u, không phải sân nhà khiến hắn kiêng dè quá nhiều, nếu không, hắn có thể đánh Ân Minh thành cho bụi. Giết! Ân Minh gào thét rồi nhào tới lần nữa. Triệu Bân không cố chấp đối đầu cùng hắn ta mà vừa đánh vừa lùi, âm thầm chuẩn bị một chiêu tuyệt sát. Đùng, binh, đùng. Hai người một đuổi một trốn, đánh đến mức đất trời rung lắc. Ngụy bí giả đông đảo ở xung quanh liên tục chịu ảnh hưởng. Dù không bị chôn sống dưới mũi kiếm của Triệu Bân nhưng bị dư chấn chém thành từng đống máu thịt bấy nhầy. Đất trời u ám lại nhuốm thêm một lớp màu đỏ. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn. Cũng có thể vì họ cách lối ra của cấm địa càng lúc càng gần. Đến mức tiếng nổ rung trời truyền ra khỏi rừng rậm huyết u, kinh động bốn phương. Hung danh của cấm địa vang xa. Không ai dám đến gần, chỉ dám ngó nghiêng từ bên ngoài. Bên trong làm sao thế? Nghe động tĩnh, hình như có người đang đại chiến. Ai mà to gan lớn mật thế, chạy tới hẳn cấm địa để đánh trận. Tiếng thảo luận rất nhiều, líu ra líu díu. Nhiều người chạy tới, không thiếu người của hoàng tộc và cường giả thiên tông. Ngoài họ ra thì khá nhiều thám tử của thành thiên thu cũng có mặt. Từ nhiều ngày trước, cấp trên đã dặn rằng phải chú ý quan sát rừng rậm huyết u, nhiều ngày không thấy cấm địa có động tĩnh, chắc hẳn sẽ có vấn đề lớn. Không phải là Triệu Bân đấy chứ. Cường giả thành thiên thu ở gần đó đều chạy tới. Đây là suy đoán của họ, cũng là khẳng định của họ. Đã nhiều ngày họ không trông thấy Triệu Bân, chắc hẳn hắn tới rừng rậm huyết u chơi đùa rồi. Tên đó lá gan to bằng trời, trên thế gian này chẳng có nơi nào mà hắn không dám đi. Phụt! Máu vàng bắn ra tung tóe. Triệu Bân vừa mới hộc máu, hắn bị Ân Minh chém đứt một bên tay. Vì điều này mà Ân Minh cũng phải trả giá gấp trăm lần, hắn ta bị Triệu Bân tung nắm đấm đánh tan cửu vĩ hóa. Phụt! Búng máu mà Ân Minh phun ra mới thực sự là bá đạo. Thể sức mạnh cửu vĩ vỡ rồi, suýt chút nữa hắn ta bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Kẻ nào chắn đường ta phải chết. Triệu Bân không ham đánh đấm, hắn lê thân thể tàn tạ, gắng cầm cự thiên cháo sứt mẻ, giống như một con hùng sư phát điên, liên tục va đụng. Nhiều ngụy bí giả nằm trên đường đi của hắn bị hắn đâm thành vũng máu. Vẫn là con đường máu đó. Bây giờ trải thêm nhiều xương máu. Trong khoảng không u ám, dường như Triệu Bân trông thấy một tia sáng. Đó là ánh sao và ánh trăng của thế giới bên ngoài, không bị khói xương đỏ lòm che phủ, cũng không có bóng tối bao trùm, sáng tỏ mà nhu hòa, được hắn gọi là ánh sáng hy vọng. Ngăn nó lại cho ta. Tiếng gào thét của ân chú là tiếng gầm gào phát ra từ tận linh hồn. Đây phải là một cục diện không thể hóa giải chứ, tại sao lại biến thành thế này? Giết! Tiếng gào của Triệu Bân cũng khiến trời đất lay chuyển. Ánh sáng hy vọng mở ra vì hắn, ở tận cùng chính là ánh sáng. Hình như ta có nghe thấy tiếng la hét chém giết. Sao giọng đó lại quen đến thế nhỉ? Hình như đã từng nghe ở đâu rồi? Rốt cuộc là anh hùng phương nào mà lại dám chạy đến rừng rậm huyết u đánh nhau? Bên ngoài cấm địa,
người đông như mắc cửi, tiếng xì xầm bàn tán lúc trầm lúc bổng, ai tinh mắt đều híp hai mắt lại nhìn, ngặt nỗi cấm địa bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy được gì. Nếu vểnh tai lên chú ý thì nghe thấy được vài tiếng hét, ngoài ra còn có tiếng nổ ầm ầm, có thể đoán được bên trong đang rất hỗn loạn. Nhất định là hắn. Hai ông già đứng nghiêm nghị một góc. Nhìn kỹ mới biết là hai lão đạo Hắc Huyền và Bạch Huyền. Đi cùng hai người còn có rất nhiều cao thủ hoàng tộc, tất cả đang âm thầm điều tra chuyện ngụy bí giả chứ không phải cố tình đến đây, chẳng qua là tình cờ ở gần đó, nghe thấy cấm địa có động tĩnh nên mới chạy đến xem thử thôi. Gừng càng già càng cay, tai mấy người đúng là không phụ sự mong chờ mọi người, từ tiếng hét đòi giết, bọn họ nhận ra đấy là Cơ Ngân, biết hắn đang ở trong rừng rậm huyết u. Vậy không có gì bất hợp lý cả. Thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. E rằng chỉ mỗi mình hắn mới có gan chạy đến cấm địa đánh nhau. Vậy thì có chuyện để nói rồi đây. Cơ Ngân đang đánh nhau với ai cơ? Nhưng bất luận đối phương là ai thì bọn họ cũng phải tới tiếp viện cổ vũ sĩ khí cho thánh tử. Gọi hết Ngự Lâm quân có mặt ở gần qua đây. Hắc Huyền lập tức hạ lệnh, ông ta đã ra khỏi đám đông. Bạch Huyền và các cao thủ hoàng tộc cũng lập tức theo sát. Ngoài ra còn có cả người của Thành Thiên Thu, mặc dù số lượng không nhiều nhưng hầu như ai cũng có hàng trong tay. Nếu nhìn thấy Triệu Bân, họ sẽ đến ứng cứu ngay lập tức trong tình huống này, họ cũng không ngại hợp tác với hoàng tộc. Không bao lâu, tiếng với ngựa rầm rập trên nền đất. Trên không trung còn có rất nhiều tòa kỵ phi hành, tất cả tập trung lại động như mây đen kéo về. Là Ngự Lâm quân trong lời của Hắc Huyền, vừa hay bọn họ cũng ở gần đó, số lượng có hơn cả vạn người. Ngự Lâm quân đại hạ sao? Những người xung quanh nhìn thấy họ thì đều tỏ ra kinh ngạc. Tốc độ của Ngự Lâm quân cực kỳ nhanh, toàn bộ tập trung về trước cấm địa rồi bắt đầu bày binh bố trận. Sau đó lần lượt từng cỗ xe nỏ được lấy ra sắp xếp gọn gàng, người nào nhìn thấy thế trận đó cũng phải nhướng mày, không ngờ người đánh nhau bên trong cấm địa là hoàng tộc hoặc thuộc thiên tông, mà bây giờ Ngự Lâm quân của đại hạ đang chạy đến đây là để tiếp viện, chỉ không biết được là nhân vật nào thôi. Chính vì tò mò nên mới không ai bỏ đi, phần lớn đều tập trung trên đỉnh núi, cầm kính viễn vọng quan sát. Biết đâu chừng một giây sau lại có người xuất hiện thì sao? Theo sau tiếng nổ lớn là một vùng sương mù đỏ tràn ra từ trong cấm địa, nhìn từ xa giống như một biển máu, có thể thấy bóng dáng một người thấp thoáng ở sâu bên trong màn sương. Có lẽ vì say rượu, hoặc có thể là bị thương quá nặng nên bóng người lảo đảo, nghiêng nghiêng ngả ngả. Đương nhiên đây là Triệu Bân rồi. Hắn thật sự đã mở đường máu ra ngoài, vết thương trên thân không thể dùng từ thảm thiết để hình dung nữa, cả người toàn là máu, lộ cả gân cốt ra ngoài, cộng thêm đầu tóc rối bời nữa. Nhìn sao cũng thấy giống ma quỷ từ dưới địa ngục lên. Nhắc đến mái tóc, hắn đã không còn trong trạng thái tóc vàng nữa mà trắng toát như tóc của nữ soái. Trời mới biết hắn đã mất bao nhiêu tuổi thọ, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân máu, giống như một chiến thần ngày tận thế, sắp sửa rời khỏi thế giới này. Là ai? Mọi người đều cố hết sức nhìn. Ngặt nỗi mây mù quá dày, khoảng cách lại quá xa, không thể nào nhìn rõ được. Bọn họ không nhìn thấy nhưng mắt của Hắc Huyền, Bạch Huyền và người của hoàng tộc đang chặn trước cấm địa lại sáng rực, mặc dù bọn họ cũng không nhìn thấy rõ nhưng xương máu không thể nào che lấp được sự uy phong của ai đó, nhất định là Thánh tử Thiên Tông. Tiếng nổ vẫn chưa dừng lại. Theo sau Triệu Bân là một đám đông đen nghịt. Ngụy bí giả đã đuổi theo ra, khuôn mặt hung dữ của Ân Minh cũng có trong số đó. Mau, cứu người đi. Hắc Huyền và Bạch Huyền đều hành động, xông vào trong sương mù. Đến khi nhìn thấy Cơ Ngân, họ mới biết là hắn còn cõng theo một người, chẳng phải là nữ soái Xích Diễm sao? Cô ta đã mất tích nhiều ngày, không ngờ lại ở trong rừng rậm huyết u, tình trạng hiện tại cũng giống y như Triệu Bân, tóc bạc trắng như tuyết. Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người đều thắc mắc. Bọn họ không kịp hỏi, vội đưa hai người họ ra khỏi biển máu. Giết! Đằng sau là tiếng hét vang trời. Đấy là Ân Minh và đại quân Ngụy Bí Giả. Bọn họ truy sát theo như nước thủy triều. Đánh cho ta. Thống soái Ngự Lâm quân hét lớn, vung kiếm chỉ về phía rừng huyết u. Ngự Lâm quân của đại hạ đã bày binh sẵn, đồng loạt mở cấm chế của xe nỏ. Hàng vạn mũi tên cùng lúc được bắn ra. Lúc tên đáp đất thì phát nổ điên cuồng. Ngụy bí giả truy sát ra ngoài rừng huyết u bị nổ tan tác. Ân Minh ở trong tốp đó cũng không hơn là mấy, suýt chút bị nổ đến banh xác. Rút,
mệnh lệnh của ân chú truyền ra từ sâu trong rừng rậm huyết u. Chỉ có ân minh và những ngụy bí giả nghe thấy được lời của lão ta, ngự lâm quân của đại hạ đang thừa thắng xông lên, lôi ra thêm vũ khí chiến tranh. Nếu giờ còn đánh nữa thì phe ân chú sẽ thương vong nghiêm trọng, quan trọng nhất là bây giờ trạng thái của lão ta rất tồi tệ, nếu còn cố điều khiển ngụy bí giả thì sẽ bị phản vệ đến căn cơ suy sụp. Ân minh hộc máu, loạng choạng chạy vào lại cấm địa. Tất cả ngụy bí giả đều không tỉnh táo về tinh thần nên đương nhiên sẽ nghe theo lệnh vô điều kiện. Trong màn mây máu, cả đội quân rút vào trong rừng rậm huyết u như thủy triều rút, từng người nối đuôi nhau chạy vào trong lòng đất rồi không còn thấy đâu nữa. Phụt! Nhưng lần hộc máu sau đó thì lại xuất hiện rất rõ ràng. Là ân chú hộc máu, lão ta bị phản vệ quá nặng, đứng không vững nên gục xuống. Đáng chết! Tiếng gào thét của ông ta đầy sự căm phẫn. Lão ta là tiên, rừng rậm huyết u lại là sân nhà. Lão ta nắm ưu thế tuyệt đối như thế mà lại để Triệu Bân chạy mất, không chỉ tổn thất binh tướng mà bản thân còn bị thương nặng hơn cả trước đó. Hối hận. Lão ta vô cùng hối hận. Lão ta nên ra tay tiêu diệt Triệu Bân từ sớm mới đúng. Nếu như đây là một cuộc chiến, lão ta thảm bại rồi. Đánh cho ta. Ngự lâm quân không ngừng hét lên, vẫn còn đang tiếp tục tấn công. Sự đáng sợ của vũ khí chiến tranh khiến ai nghe thấy cũng phải thót tim. Cố lên! Mấy người Hắc Huyền thì dùng chân nguyên trị thương cho Triệu Bân và nữ soái. Nữ soái còn đỡ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ ngân lại trọng thương dữ dội, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều có vết thương, trời mới biết hắn đã gặp phải kiếp nạn gì trong cấm địa. Cũng may là Thánh Tử Thiên Tông có nội công thâm hậu. Sau khi được bọn họ bảo vệ tâm mạch, tạm thời hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Xương máu tan dần. Đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy và được mọi thứ. Cha, đúng là cơ ngân thật là đúng là thiên tài hiếm có, không ngờ dám đến đại náo cấm địa người bên cạnh hắn là thống soái quân xích diễm của đại hạ phải không? Tiếng bàn tán vang lên ồn ào không ngớt. Những tiếng kinh ngạc, thổn thức, khiếp sợ, vang lên khắp nơi. Không có ai biết tại sao cơ ngân lại đến cấm địa, lại càng không biết hắn đang đại chiến với ai, tên nhóc này thật sự rất can đảm, từ xưa đến nay. Kẻ dám đại náo cấm địa chỉ có duy nhất một mình hắn là người đầu tiên. Cuồng oanh loạn tạc cuối cùng cũng dừng lại. Ngự lâm quân tiến lên, bắt đầu thu dọn chiến trường. Khi thi thể của ngụy bí giả được đưa tới, Hắc Huyền Bạch Huyền cùng các cường giả hoàng tộc khác đều híp mắt lại xem xét rừng rậm huyết u, ánh mắt của ai cũng vô cùng thâm thúy, không ngờ bọn họ đi ngàn dặm tìm không thấy, cuối cùng lại ẩn giấu ở đâu. Ông! Trong khi bọn họ đang quan sát thì ở bên kia lại bắt đầu ông ông chấn động. Sương mù màu máu quay cuồng, biến thành một đại dương màu máu bao phủ cấm địa, bọn họ có căng mắt ra nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mông lung sương mù, không biết bên trong cấm địa đang xảy ra biến cố gì. Một cảnh tượng quỷ dị rất nhanh đã xuất hiện. Rừng rậm huyết u khổng lồ không ngờ lại biến mất trong làn sương mù máu mờ ảo. Không sai, cả khu rừng đã biến mất, không chỉ có quần chúng. Ngay cả Hắc Huyền Bạch Huyền cũng vô cùng sửng sốt, một cấm địa hung danh hiển hách nói biến mất liền biến mất, có căng mắt ra nhìn cũng không tìm được chút tung tích nào. Thật ra thì cấm địa không hề biến mất. Chỉ có điều rừng rậm huyết u đã di động đi nơi khác. Chuyện này tất nhiên là do thủ đoạn của ân chú trong quan tài Hắc Ngọc, sau khi thi triển thuật che mắt cấp tiên thì lão ta đã di chuyển cấm địa đến một nơi khác ngay trước mắt mọi người. Lúc này phải tìm một nơi an toàn ẩn thân chờ thời cơ mới là chính đạo. Đi đâu mất rồi? Lão phu hoa mắt rồi sao? Rừng rậm huyết u đâu? Không hổ là cấm địa, thật sự biến hóa khó lường. Những tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên, trong nháy mắt ai cũng bắt đầu bối rối. Không gian đại thế giới. Hắc Huyền trầm ngâm một tiếng, hai mắt híp lại. Lời này của lão ta vẫn còn nửa câu sau, tất cả các cường giả ở đây đều có thể hiểu được. Rừng rậm huyết u không chỉ là không gian đại thế giới mà còn là một không gian đại thế giới di động, không phải nó biến mất mà nó đã bị di chuyển, có kẻ đã dùng thuật che mắt khiến cho nó trông như bị biến mất. Đi! Các cường giả mang theo Triệu Bân cùng nữ soái đồng loạt lùi lại. Quần chúng đến xem náo nhiệt vẫn còn đang đứng vò đầu bứt tai. Các cường giả Thành Thiên Thu cũng đã rời đi, bọn họ chia làm hai hướng, một hướng đuổi theo mấy người Hắc Huyền Bạch Huyền, một hướng chạy về núi Bất Tử. Bọn họ phải mau chóng bẩm báo lại việc này bởi vì Triệu Bân suýt chút nữa đã bỏ mạng ở rừng rậm huyết u. Thật quá lộn xộn. Nghe xong,
Thương Khung không khỏi nhíu mày. Cấm địa không phải chuyện đùa, Triệu Bân thật sự dám xông vào trong náo loạn. Cũng may mà hắn còn sống. Triệu Bân cùng nữ soái trở về Thiên Tông. Trời vẫn còn tối. Hai người ngâm trong thiên trì để bồi dưỡng khí lực. Có rất nhiều người đứng tụ tập bên thiên trì, có trưởng giáo Thiên Tông, có tứ đại pháp sư hộ quốc, có đầu nhi Hồng Uyên. Sắc mặt của ai cũng vô cùng khó coi, một thánh tử Thiên Tông một nữ soái xích diễm bây giờ tóc đều đã bạc, sống lâu nhất cũng không qua 2-3 năm, cho dù vẫn còn bộ dáng tuổi trẻ nhưng đều đã đến tuổi xế chiều. Cấm địa, sao hắn có thể ra ngoài? Các trưởng lão đều vô cùng bất an, cho tới nay đều không thể tin được. Một làn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh xinh đẹp bước vào. Đó chính là Hoàng Phi Vũ Linh, dung nhan vô cùng tiều tụy. Đây là lần đầu tiên bà ấy gặp lại nữ soái xích diễm từ sau đêm hôm đó. Bà ấy cảm thấy vô cùng áy náy với Sở Lam, chuyện xảy ra năm đó có rất nhiều uẩn khúc, cuối cùng bà ấy lại đưa tàn niệm của Hồng Tước phong ấn vào trong cơ thể của nữ soái, Sở Lam thành ra thế này đều là do bà ấy. Đối với Triệu Bân, tâm trạng của bà ấy rất phức tạp. Người mà con gái bà ấy yêu thương sắp mất mạng. Nếu như Long Phi còn sống mà nhìn thấy cảnh này thì không biết còn đau lòng đến mức nào. Cũng may là đến sớm, Hắc Huyền thở dài một tiếng. Không ngờ lại trốn trong rừng rậm huyết u, Linh Lung lạnh lùng nói, có thể tìm ra nó không? Không gian đại thế giới di động, muốn tìm như mò kim đáy bể, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi nói. Lời này khiến cho sắc mặt của người nghe đều trở nên rất khó coi. Cấm địa cũng không đáng sợ, nó di động được mới đáng sợ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Chỉ có quỷ mới biết được khi nào thì ân chú sẽ tác loạn. Sắc mặt của Hoàng Phi là lo lắng nhất bởi vì bà ấy biết được nhiều bí mật, đáng sợ nhất không phải ân chú đại tế ti mà chính là ân chú trong quan tài Hắc Ngọc, đó là một vị tiên hàng thật giá thật, bây giờ ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, nay lại mai danh ẩn tích tìm không được bóng dáng, nếu như chờ lão ta đủ thời gian khôi phục thì không ai có thể địch nổi, đại hạ nhất định sẽ gặp kiếp nạn. Phải tìm ra rừng rậm huyết u bằng mọi giá. Trong đêm tối, cả Thiên Tông và Hoàng tộc đều hạ lệnh. Cũng trong đêm này Trấn Ma Ti đã rút khỏi đất ma, trấn thủ bên ngoài đế đô đại hạ cảnh giác tứ phương, còn có các tòa thành cổ khác cũng đều đề cao cảnh giác, không biết đã phái ra bao nhiêu cường giả âm thầm đi tìm, một khi tìm được cấm địa thì cho dù phải dốc hết binh lực cũng phải đánh diệt. Thành Thiên Thu cũng đang hành động tương tự. Rừng rậm huyết u chính là một đống thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Còn có ân chú đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, chỉ e rằng ý đồ của lão ta không chỉ nhắm vào một mình đại hạ. Một kẻ thù chung. Vì vậy cho nên bọn họ phải liên minh với đại hạ. Tới ngày thứ hai thì nữ soái mới tỉnh. Gương mặt của cô ta vẫn tái nhợt, khóe miệng chảy máu, thời gian ở trong cấm địa đã khiến cho cô ta gần như mất hết tuổi thọ, cộng thêm bên trong thân thể còn có ám thương đã lan đến căn nguyên nội tình. Chỉ sợ rằng quãng đời còn lại không còn cơ hội nào thăng lên cảnh giới thiên võ. Triệu Bân vẫn đang ngâm mình trong linh trì. Hắn bị thương vô cùng trầm trọng, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nữ soái đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn Triệu Bân. Đây không phải là thần thái mà một trưởng bối dùng để nhìn tiểu bối đâu. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Linh Lung chậm rãi bước vào. Sở Lam bất giác thu tầm mắt lại, tỏ ra hơi bối rối. Đừng nói là ngươi động tình với hắn rồi đó nhé, Linh Lung cười nói. Nữ soái nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm để tìm kiếm ngôi sao sáng nhất. Cô ta có thể động tình với bất kỳ người nào, chỉ không thể động tình với duy nhất một mình Triệu Bân, bởi vì cô ta là cô của Sở Vô Xương. Không chỉ có Linh Lung đến mà còn có cả mấy người Dương Huyền Tông. Nữ soái kể lại tất cả mọi chuyện, ngoại trừ chuyện thân phận thật của Triệu Bân thì những chuyện có liên quan đến bí mật của ân chú. Ngụy bí giả, thể đơn hồn cùng cái chết của Hồng Tước đều đã được kể, khiến cho nhiều người sợ xanh cả mặt. Đêm nay có rất nhiều người không ngủ được. Những chuyện bí mật mà nữ soái đã kể ra khiến cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Triệu Bân lần này ngủ đến nửa tháng cũng chưa tỉnh lại. Trong nửa tháng này, Thiên Tông không hề bình yên, trên không trung liên tục xuất hiện dị tượng huyết mạch. Bởi vì Triệu Bân đã lột xác trong giấc ngủ. Một hồi sinh tử lại tạo nên một hồi niết bàn. Mấy trường lão thấy vậy thì đều thần thức tặc lưỡi, hắn gần như đã mất hết tuổi thọ nhưng vẫn có thể niết bàn lột xác, khó trách bọn họ sống tới từng tuổi này mà vẫn thua kém cơ ngân về mọi mặt. Tu vi tinh tía bần đêm,
Các vị trưởng lão đều vậy xem Triệu Bân thật lâu. Căn nguyên huyết mạch của hắn cũng đã dung hợp thêm với khí lực rất nhiều. Không biết bao nhiêu ngày sau thì Triệu Bân mới mở mắt. Năng lực hồi phục của hắn quả thật bá đạo, toàn thân đã không còn chút vết thương nào. Nhưng về phần nội thương thì vẫn cần rất nhiều thời gian an dưỡng. Tỉnh rồi. Triệu Bân vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng cười hiền hòa truyền đến. Hắn nhìn sang thì mới thấy Hồng Uyên đang ngồi ở bên bàn lật xem sách cổ. Đêm đó, đa tạ tiền bối đã cứu. Triệu Bân bước ra khỏi thiên trì, chắp tay hành lễ. Trong khoảnh khắc hắn còn nhìn lén Hồng Uyên, ám thương trong cơ thể của ông ta đã thay đổi. Hoàng Phi đã từng nói với hắn Hồng Uyên cũng đã từng bước vào cảnh giới tiên, sau đó vì ám thương cho nên mới ngã xuống cảnh giới thiên võ. Ám thương bên trong cơ thể của ông ta đã khắc sâu vào linh hồn rất khó phục hồi, nếu như không bắt được tạo hóa nghịch thiên thì cả đời này cũng không thể bước vào cảnh giới tiên, con đường phía trước mặt nhân vật thiên hạ đệ nhất của thời đại này vô cùng ảm đạm. Không cần đa lễ. Hồng Uyên ôn hòa cười, vô cùng vui mừng. Hậu sinh khảo ý. Thiên hạ đệ nhất như ông ta sợ rằng cũng đã thật sự già rồi. Ông, Triệu Bân lúc này mới lấy ra quan tài tử ngọc. Thi thể của Hồng Tước đang nằm yên ở bên trong. Phản ứng của Hồng Uyên bình tĩnh hơn hắn nghĩ rất nhiều nhưng thật ra bàn tay nhăn nheo của ông ta đang run rẩy giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ông ta không ngờ mình còn có thể gặp lại Hồng Tước, càng không ngờ lại phải gặp lại Hồng Tước trong bộ dạng này, cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng không nén được bi thương rơi lệ. Ông ta càng bi thương thì lại càng phẫn nộ. Ông ta phẫn nộ ân chú, kẻ đã gây nên huyết kiếp này. Triệu Bân chỉ có thể im lặng. Tâm tình của Hồng Uyên khiến cho hắn cũng phải cảm động. Cũng là người thân ruột thịt, cha hắn bây giờ cũng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo. Hắn lại nội thị Đan Hải. Tiểu Kỳ Lân đang ngủ rất an tường. Trong trận chiến ở rừng rậm huyết u, tên nhóc này đã cống hiến rất nhiều năng lượng. Triệu Bân huy động tiên lực bồi dưỡng khi lực, cây thần tạo hóa cũng không nhàn rỗi sinh linh khi dâng lên mênh mông mãnh liệt. Tiểu Kỳ Lân không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần một khoảng thời gian tĩnh tâm an dưỡng. Triệu Bân gọi Diệu Ngữ ra. Hắn và nữ soái bị thương nặng, Diệu Ngữ cũng không khá hơn là bao. Đắm mình dưới ánh trăng, huyết quang trên người tiểu nha đầu trông vô cùng chói mắt, lực minh hôn bao phủ quanh thân cũng mai một. Triệu Bân phóng ra tiên lực bao phủ lấy Diệu Ngữ. Chậm rãi chữa trị vết thương cho cô ta. Nguyệt thần liếc nhìn, cũng chỉ có thể thở dài. Sau khi thở dài cô ta còn không quên liếc mắt nhìn chúc phúc của thần. Chúc phúc của thần đang run rẩy, không biết có ngụ ý gì. Xác sống minh hôn. Triệu Bân đang rất tập trung cho nên không nhận ra Hồng Uyên đã bước đến bên cạnh mình. Triệu Bân thu tay lại, hắn nhìn Hồng Uyên với ánh mắt đầy mong chờ, hy vọng Hồng Uyên có thể cứu được Diệu Ngữ. Hồng Uyên đặt hai ngón tay của mình lên giữa ấn đường của Diệu Ngữ. Ông ta phóng ra một tia hồn lực chảy vào trong tâm trí của Diệu Ngữ. Sau khi truy xét thì ông ta không khỏi nhíu mày, ánh mắt càng ngày càng sâu. Tiểu nha đầu này rõ ràng là xác sống tại sao vẫn còn có linh hồn. Thậm chí linh hồn còn đang chậm rãi thức tỉnh, chẳng lẽ lại sắp quay trở lại dương gian. Khế ước minh hôn trong truyền thuyết quả nhiên mơ hồ quỷ dị. Không đúng. Sau khi quan sát hồi lâu thì đôi mắt của ông ta lại càng nhíu chặt. Tiểu nha đầu xác sống này không phải có linh hồn sắp trở về dương gian mà chỉ là hồi quang phản chiếu, bởi vì khế ước minh hôn vẫn chưa hoàn chỉnh cho nên đã bị một nguồn năng lượng thần bí phá hỏng. Tiền bối, Triệu Bân ngập ngừng gọi một tiếng. Đợi lão phu quay về tra bí quyển, Hồng Uyên hít sâu một hơi nói. Triệu Bân cảm thấy rất đáng tiếc, Ma Quân đã bó tay không có biện pháp, Hồng Uyên cũng không thể làm gì hay sao? Hãy chữa thương trước đi đã. Hồng Uyên ôn hòa cười, xoay người rời khỏi thiên trì. Ông ta không mang Hồng Tước đi, vẫn để cho Triệu Bân giữ. Trước khi đi ông ta còn để lại một lọ đan dược giúp tăng tuổi thọ. Trước khi đi ông ta còn chắp tay hành lễ với Triệu Bân, không hề quan tâm đến bối phận của mình. Cũng may mà ở nơi này không có người ngoài, nếu như để người ngoài nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất kinh hãi. Hồng Uyên là người như thế nào, chính là lão tổ của cả đại hạ đó. Tính bối phận thì Triệu Bân còn phải gọi ông ta là Thái Sư Tổ, không ngờ ông ta lại hành lễ với một tiểu bối, chưa nói đến chuyện tổn thọ, đây nhất định là một vinh hạnh vô song. Sau khi Hồng Uyên rời đi, mấy người Dương Nguyên Tông mới chạy vào vừa bước vào thì bọn họ đã thấy Diệu Ngữ đang cầm lược chải tóc cho Triệu Bân.
Tất cả mọi người đều sừng sờ, kể cả Linh Lung và các pháp sư hệ quốc đều cảm thấy nhức đầu. Tuy bọn họ đều biết cơ ngân có kết minh hiện, nhưng không ngờ tiểu nha đầu được minh hôn này không giống xác sống một chút nào. Cô ta rõ ràng giống hệt một tiểu nương tử dịu dàng tình cảm. Không chỉ có bọn họ cảm thấy kỳ quái mà chính Triệu Bân cũng rất kinh ngạc. Diệu Ngữ thật sự sắp trở về dương gian sao? Cô ta càng ngày càng có nhiều cảm xúc của con người. Như lần này sau khi chải tóc xong, tiểu nha đầu còn rũ mắt xuống, đan hai tay vào nhau như một đứa trẻ mắc lỗi, cẩn thận nói, tướng công, có thể dẫn ta ra ngoài đi dạo không? Thiên Tông dưới ánh trăng vô cùng tĩnh lặng. Bên ngoài núi có không ít người đang quanh quẩn. Cẩn thận xem xét thì đó chính là nhóm sát thủ La Sinh Môn, bọn họ chạy đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy mà là để kiếm người nào đó tâm sự, đòi cho bằng đủ tiền công. Chỉ có điều đây là Thiên Tông đại hạ. Bọn họ không dám đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Triệu Bân xuống núi. Không ngờ hắn lại dám chạy tới cấm địa náo loạn. Nghe nói hắn đi cứu nữ soái Xích Diễm. Đây là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Nếu như lão phu có thực lực thì cũng sẽ chạy tới cấm địa đại náo một lần. Đám đông tụ tập lại cũng không nhàn rỗi chờ đợi, tất cả đều đang bàn tán xôn xao không ngừng. Nói xong bọn họ còn không quên liếc mắt nhìn Diêm La Mặt Quỷ. Ở đây có nhiều sát thủ như vậy nhưng chỉ có một mình Diêm La Mặt Quỷ là chói mắt nhất, cũng không biết hắn ta đã bị ai xử lý mà mặt mũi bầm tím, toàn thân đều là dấu chân, hắn là thương tích quá nặng cho nên giờ phút này còn đang đứng ôm cổ thụ hộc máu. Chính hắn ta cũng không ngờ, hắn ta chỉ chạy tới thành Thiên Thu đòi tiền. Chạy tới nơi rồi nhưng chẳng những không đòi được một xu mà lại còn bị mất hết mặt mũi. Tâm trạng của hắn ta vào lúc này đang rất tồi tệ cho nên hắn ta liền lấy ra cuốn sổ nhỏ viết liền mấy chục trang, tất cả đều viết về Triệu Bân, tên khốn lừa đảo, dám quỵt tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Cũng nên đi ra rồi mới phải. Có không ít người đã mệt rã rời phải ngáp dài. Nhưng bọn họ chắc chắn không đợi được. Triệu Bân đã không còn ở Thiên Tông nữa, hắn đã ra ngoài bằng cửa sau rồi. Bọn họ không đợi được Triệu Bân nhưng lại đợi được cường giả Trấn Ma Ti. Một đám người hơn nửa đêm còn không ngủ lại đi tụ tập đi dạo ở bên ngoài Thiên Tông, ai nhìn thấy chắc chắn cũng không khỏi nghi ngờ. Lần này thì không chỉ có Diêm La Mặt Quỷ bị đánh. Nhóm sát thủ đi đòi nợ đều bị cường giả Trấn Ma Ti đánh. Đến lúc này, ngoại trừ mắng chửi Triệu Bân thì bọn họ cũng không thể làm gì khác. Đêm, dưới ánh trăng sáng tỏ, Triệu Bân cùng Diệu Ngữ vào một tòa thành cổ. Tòa thành này tuy không lớn nhưng lại rất phồn hoa náo nhiệt. Khắp đường phố treo đầy đèn lồng đỏ đẹp như những đóa hoa lửa kiều diễm, trên đường lại có đủ mọi loại giang hồ mãi nghệ thổi lửa múa thương, tiếng cổ vũ khen ngợi cũng liên tiếp vang lên. Tối nay Triệu Bân đã cởi bỏ mặt nạ ra người, y phục trắng mà tóc cũng đã bạc. Mà đêm nay Diệu Ngữ lại càng có thêm nhiều tính người, trên người vẫn mặc bộ giá y màu đỏ tươi. Có không ít người liếc nhìn, cảm thấy hai người bọn họ thật kỳ quặc. Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất xứng với bốn chữ trai tài gái sắc. Đi tới một nơi, Diệu Ngữ đột nhiên đứng lại, kéo Triệu Bân nhìn về một hướng. Triệu Bân nhìn theo mới nhận ra trước mắt là một ông già mập mạp bán kẹo hồ lô. Triệu Bân mỉm cười bước về hướng đó. Khi quay lại, trên tay hắn còn cầm theo hai cây kẹo hồ lô. Khi ta còn nhỏ, mẹ ta cũng thường mua cho ta. Ca ca rất hay trêu đùa ta, thế nên thường bị cha phạt đứng tấn. Trước cửa nhà ta có một cây cổ thụ nở hoa màu tím. Diệu Ngữ cầm cây kẹo hồ lô trong tay rồi kể lại chuyện quá khứ của mình, tiểu nha đầu thích ăn ngọt, mỉm cười rất hồn nhiên, nhìn thế nào cũng không giống một xác sống, đi ở dưới ánh trăng còn tỏa sáng như mộng. Triệu Bân im lặng, chỉ làm người lắng nghe chân thành. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã lén nhìn linh hồn bản mạng của Diệu Ngữ, dường như thấy nó đang dần dần sống lại. Điều này càng khiến cho hắn thêm tin tưởng vững chắc rằng Diệu Ngữ đang chậm rãi sống lại, nếu như linh hồn hoàn toàn sống lại thì Diệu Ngữ có thể trở về dương gian. Là do hơi thở hồng trần sao, hắn thầm lẩm bẩm trong lòng. Trần thế phồn hoa, xác sống lại có thể hấp thụ hơi thở hồng trần rồi chậm rãi hoàn dương. Trong khi hắn đang suy nghĩ thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Ma Quân cùng Ma Hậu cũng đang ở đây. Ma Quân vẫn không có gì thay đổi. Thần thái vẫn vĩ đại như vậy. Còn Ma Hậu sau nhiều ngày không gặp lại tái tạo được thân thể, trong tay cô ta cũng cầm hai cây kẹo hồ lô, cũng đang mỉm cười hồn nhiên như Diệu Ngữ vậy, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy bối rối.
nếu như có người quen ở đây thì chắc chắn phải thở dài tặc lưỡi. Thánh tử Thiên Tông cùng Bất Diệt Ma Quân đều là anh hùng cái thế, đều có tư cách đại diện cho cả một thời đại, ngay cả thê tử của bọn họ cũng không bình thường giống nhau, Diệu Ngữ là xác sống, Ma Hậu đến nay vẫn còn ngốc nghếch. Còn bao lâu nữa, Triệu Bân cầm một bầu rượu lên. Nếu như tiếp tục dùng hơi thở hồng trần thức tỉnh linh trí thì mất nhiều nhất là vài tháng, Ma Quân mỉm cười nói, trong nháy mắt tiếp lấy bầu rượu, cũng không quên nhìn thoáng qua Diệu Ngữ bên cạnh Triệu Bân. Hai mắt ông ta nheo lại, tiểu nha đầu này sau khi kết minh hôn thì lại có thể chậm rãi hoàn dương sao? Linh hồn so với lúc trước đã khôi phục lại rất nhiều. Nhân vật thiên hạ đệ nhất của hai thời đại đúng là việc gì cũng am hiểu. Những gì Hồng Uyên có thể nhìn ra thì Bất Diệt Ma Quân cũng có thể nhìn ra. Nhưng có rất nhiều việc mà bọn họ đều không thể nhìn thấu, trong mắt Nguyệt Thần thì bọn họ không có gì khác nhau. Chuyện ở cấm địa đúng là ngươi quá sằng bậy. Ma Quân không nhìn Diệu Ngữ nữa, ông ta bóp nát một viên đan dược rồi dung nhập vào trong cơ thể Triệu Bân. Đây là linh dược bổ sung tuổi thọ, tóc Triệu Bân đã bạc trắng, dường như không còn sống được bao nhiêu năm nữa, rừng rậm huyết u không phải là nơi tốt đẹp gì. Ngay giây phút hắn bước vào thì cũng đã không có quá nhiều hy vọng còn sống trở ra. Triệu Bân ho khan một tiếng. Đêm đó cũng không phải là hắn muốn vào mà là bị lôi vào. Giờ phút này nghĩ lại hắn vẫn còn cảm thấy sợ, suýt chút nữa thì hắn đã bỏ mạng ở bên trong. Đường phố vô cùng náo nhiệt. Bốn người gặp thoáng qua. Bọn họ giống như những du khách hồng trần tạm dừng bước ở nhân gian nghỉ ngơi, treo đeo lội suối, màn trời chiếu đất. Không cần điểm đến cũng không quan tâm đến phương hướng, nhân thế phồn hoa nơi nào cũng lưu lại dấu chân của bọn họ. Đang giải cẩu lương à? Người của Ma gia âm thầm đi theo liền ý vị thâm trường nói. Ma Quân cùng Ma Hậu tình ý sâu đậm, Triệu Bân cũng đang nắm tay thê tử đi khắp thế gian. Chờ đi, chờ Ma Hậu khôi phục thần trí. Muốn tìm được đất Phật trong thời gian ngắn, sợ rằng cũng chỉ có một mình Ma Hậu làm được. Mọi người trong thành Thiên Thu lúc này vô cùng bận rộn, bọn họ sắp đại náo đất Phật cho nên cần phải chuẩn bị thật tốt, vũ khí chiến tranh như xe nỏ được lắp ráp ra càng lúc càng nhiều, nhất định không cày nát đất Phật thì không ngừng lại. Màn đêm lại buông xuống. Trong một tiểu viện vô cùng yên tĩnh, Triệu Bân tĩnh tọa dưới gốc cây cổ thụ, dường như hắn đang gặp ác mộng hoặc là nhớ đến chuyện gì đó đau khổ cùng cực mà hai hàng lông mày của hắn đang cau lại thật chặt, thỉnh thoảng lại kêu rên, ý thức trở nên mơ hồ. Tâm ma. Nguyệt Thần chỉ cần liếc nhìn liền biết Triệu Bân đang xảy ra chuyện gì. Cô ta hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này, đó là kiếp số mà một mạch truyền thừa này phải trải qua, chỉ là không sớm thì muộn thôi, mà hiện tại Triệu Bân lại thuộc đối tượng gặp sớm hơn. Trong ký ức của cô ta, người có kiếp tâm ma đến sớm nhất cũng là cảnh giới cấp tiên, lẽ nào huyết mạch truyền thừa hậu thiên lại sớm hơn nữa sao? Nhưng cũng không sao. Đến sớm hay muộn thì cũng không trốn tránh được. Với tâm cảnh như của Triệu Bân, kiếp tâm ma không thể làm khó được hắn. Triệu Bân nên sự khó chịu, mặt trắng nhợt đắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cử có cảm giác như một loại ý chí hung bạo đang quấy rối tâm trí hắn, nó như thể đang muốn sai sử hãy tạo ra một hồi huyết án, ý chí kia hung mãnh, hắn liên tục mặc niệm tinh tâm quyết nhưng cũng không thể đè ép được ý chí khát máu kia, nó có xu thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn may là ý chí của hắn đủ kiên định. Mặc cho sự điên cuồng bạo ngược ập đến, nó cũng không làm lay động được linh hồn hắn. Kiếp tâm ma. Kiếp rèn luyện tâm cảnh. Triệu Bân vượt qua một đêm khá nhẹ nhàng. Nhưng đấy chỉ là khởi đầu thôi. Khi tu vi được nâng cao, đằng sau còn có thứ đáng sợ hơn. Đến khi ánh mặt trời chan hòa rải khắp mặt đất, Triệu Bân mới từ từ mở mắt ra. Giây phút mắt mở, có ánh sáng sắc bén bắn ra, vô cùng có sức sát thương, đôi mắt hắn càng thâm thúy hơn. Cảm giác ma mị không sao diễn tả được. Diệu Ngữ đảm đang đã làm xong bữa sáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nấu cơm cho chồng. Triệu công tử không kén ăn, hắn thuộc về loại dễ ăn dễ nuôi. Theo Nguyệt Thần thấy, hắn đúng là một con heo vô tâm vô phổi, cái gì làm cũng tốt, nhưng chỉ việc ủi cải trắng cua gái là ngu đần thôi. Tướng công, ta muốn về thăm nhà, Diệu Ngữ khẽ nói. Được thôi. Triệu Bân cười đáp rồi lại cắm đầu ăn cơm, trong lòng hắn luôn cảm thấy hôm nay Diệu Ngữ khá lạ. Hắn dùng sức mạnh võ hồn lén cảm nhận linh hồn Diệu Ngữ, chậm nhất là tối nay, linh hồn sẽ khôi phục hoàn toàn, còn về phần nhà mà Diệu Ngữ nói,
đương nhiên là đang chỉ ngôi mộ chôn anh trai và mẹ của cô ta. Sau bữa sáng, hai người họ tiếp tục lên đường. Đến khi màn đêm buông xuống lại họ mới đến được chỗ đó. Ngôi mộ cổ vẫn còn đó, nhưng vì trước đây nó đã bị Triệu Bân san bằng nên giờ chỉ còn lại tấm bia khắc Mụ Dạ Xoa và anh trai của Diệu Ngữ, hắn và Diệu Ngữ đã kết minh hôn trong ngôi mộ này. Mẫu thân, ca ca, ta về thăm mọi người đây. Diệu Ngữ lấy ra một lư hương nhỏ và ba nén hương. Khi hương được thắp lên, ánh trăng tan dần, linh hồn của cô ta cũng hoàn toàn khôi phục. Triệu Bân tận mắt chứng kiến mọi thứ. Kể từ giây phút đó, Diệu Ngữ không còn là xác sống nữa. Cô ta cũng biết buồn biết đau, quỳ xuống trước bia mộ, khóc sướt mướt. Một lúc lâu sau Diệu Ngữ mới đứng dậy. Ánh trăng lại chút xuống, bao trùm toàn thân cô gái. Chuyện kỳ lạ cũng xảy ra ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé từ từ biến thành tro bụi, đến cả những giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng biến thành màn sương rồi bay đi theo gió. Chuyện này, Triệu Bân ngây dại, tướng công, ta phải đi đây. Diệu Ngữ mỉm cười rơi nước mắt. Sao lại như thế? Triệu Bân dùng liên lực, hắn muốn giúp Diệu Ngữ khôi phục lại thể phách. Nhưng dù tiên lực có nhiều đến mức nào thì cũng không tác dụng gì. Lúc này, Diệu Ngữ giống như một đóa hoa đang khô héo với tốc độ chóng mặt. Hầy! Nguyệt Thần thở dài. Lại là một cuộc chia ly. Cô nhóc đó đã đến giới hạn rồi. Mệnh cách thiên sát cô tinh đã phá vỡ khế ước minh hôn. Kể từ giây phút mệnh cách thay đổi là đã định sẵn sẽ có kiếp nạn ngày hôm nay, dù có động phòng hay không thì cũng chẳng thay đổi được kết cục diệt vong như thế. Nguyệt Thần thở dài, liếc mắt nhìn sang lời chúc phúc của thần. Lời chúc phúc của thần không nói gì, chỉ hơi run rẩy. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, cố nhịn cảm giác kích động muốn chửi thề. Cô ta suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được việc tại sao mệnh cách của Triệu Bân lại trở thành thiên sát cô tinh, không phải là không có lý do. Lời chúc phúc của thần là kẻ gây ra chuyện này, nếu chúc phúc vô tình gây ra thì cũng thôi, nhưng nếu như cố tình thì đúng là khiến người ta phát điên, thậm chí cô ta còn nghi ngờ là nguyền rủa đuổi theo chúc phúc tới đây, còn cô ta và Triệu Bân lại mơ màng bị cuốn vào. Bù! Lời chúc phúc của thần lại rung lên, có lẽ là đang muốn nói lời xin lỗi. Nguyệt Thần đoán không sai, sự thay đổi mệnh cách của Triệu Bân thật sự là do chúc phúc mà ra, nguyền rủa đến đây cũng bởi chúc phúc. Là cô ta đã đánh giá thấp đối phương, do cô ta chọn sai bên, e là lời chúc phúc sẽ mang đến cho Triệu Bân những nguy nan không thể lường trước được, một người có mệnh cách thiên sát cô tinh là đã được định sẵn rằng sẽ quấy loạn lịch sử tăm tối. Dừng lại cho ta! Tiếng hét của Triệu Bân vang vọng khắp thâm sơn cùng cốc, khắp ngôi mộ cổ. Bên tai Nguyệt Thần, đó là tiếng hét phát ra từ sâu trong linh hồn, ẩn chứa sự bất lực. Dù tiên lực của Triệu Bân dồi dào, dù căn nguyên của hắn quay cuồng dữ dội, tất cả đều không thể cản được sự tan biến thể phách của Diệu Ngữ. Là do Triệu Bân quá vô dụng sao? Không, là bởi hắn gặp một chuyện bất khả thi vào sai thời điểm. Khế ước minh hôn đã bị hủy, trừ phi có thần cấp đế vương ở đây, bằng không chẳng ai có thể cứu được mạng Diệu Ngữ. Hay! Nguyệt Thần lại thở dài, không nỡ nhìn thêm nữa. Đồ đệ của cô ta đúng là mệnh khổ, đi đến đâu cũng gặp cảnh sinh ly tử biệt. Dừng lại cho ta mau. Mắt Triệu Bân đỏ ngầu, nổi đầy gân máu. Diệu Ngư âm lấy Triệu Bân, nhẹ nhàng áp mà lên ngực chắn, lặng lẽ lắng nghe tiếng nhịp tim của hắn. Cô ta muốn ghi nhớ cảm giác ấm áp đó trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ta sẽ sầm đó như là một dấu ấn, khắc sâu vào linh hồn mình, nó sẽ nhắc nhở cô ta rằng đời này mình đã từng yêu Triệu Bân. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ gả cho chàng. Giọng nói thỏ thẻ của cô ta vẫn dịu dàng như thế. Vốn dĩ cô ta đã là một người chết, chẳng qua hiện tại lại chết thêm lần nữa mà thôi. Ánh sao lấp lánh, ánh trăng trong vắt, cô ta như rơi vào cõi mộng, dần dần biến thành hư vô rồi không còn thấy đâu nữa. Quanh đi quẩn lại, duyên đến rồi lại đi. Nơi dừng chân cuối cùng của cô ta vẫn là ngôi mộ cổ. Khế ước minh hôn, mối tình vượt qua âm dương, chỉ còn lại chiếc áo cưới đỏ. Dưới bầu trời tăm tối. Sương máu bao trùm. Tận sâu trong màn sương là một khu rừng. Không sai, là rừng rậm huyết u, nó đã di chuyển đến vùng đất mênh mông này. Trong bóng đêm có một kẻ mặc áo đỏ bước ra đứng ở phía trước cấm địa, nhìn kỹ thì đúng là huyết tôn. Người vẫn còn sống, từ trong rừng rậm huyết u truyền ra tiếng của ân chú.
Ngay cả ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn thì bản tôn sao có thể chết được, Huyết Tôn âm trầm cười nói. Hãy kết liên minh. Rất hợp ý ta. Cơn gió đêm nay phảng phất chút u buồn, làm tung bay mái tóc bạc trắng của Triệu Bân. Diệu ngữ đã tan thành mây khói, chỉ còn một mình hắn ngồi đó ôm bộ giá y, thẫn thờ trước ngôi mộ cũ. Hai. Có tiếng thở dài trong bóng tối. Nhóm do thám ma gia đã âm thầm đi theo Triệu Bân cùng Diệu ngữ suốt chặng đường. Bọn họ đã là người chứng kiến toàn bộ chuyện ngày hôm nay nhưng đến tận lúc này bọn họ cũng không biết tại sao Diệu ngữ lại tan thành mây khói, chỉ biết giờ phút này Triệu Bân đang vô cùng đau lòng, ngồi yên không nhúc nhích giống hệt một bức tượng. Người đi khuyên nhủ hắn đi. Đừng, để cho hắn yên tĩnh đi. Nhóm do thám thì thầm to như trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì chợt thấy toàn thân của Triệu Bân tỏa sáng, thậm chí khi nhìn về phía đó, có một số người còn bị lửa cả mắt. Mặc dù hắn không thi triển thể ánh sáng nhưng ánh sáng mà hắn đang tỏa ra cũng vàng rực chơ y chang không kém gì thể ánh sáng, hắn lúc nãy trông giống như một vòng thái dương đang treo ở đó chiếu sáng đêm tối. Khi ánh sáng tan đi, Triệu Bân vẫn ngồi ở đó. Ánh mắt của mọi người trở nên vô cùng kỳ quái. Tất cả chỉ vì tu vi cảnh giới của Triệu Bân. Mới khắc trước, Triệu Bân còn là cảnh giới chuẩn thiên sơ cấp. Chỉ trong nháy mắt Triệu Bân đã thăng lên cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong. Sao hắn lại có thể thăng cấp nhanh đến như vậy? Đúng là khiến cho mấy lão già ở đây không chịu nổi. Ngay cả Nguyệt Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cô ta là thần cho nên có thể nhìn thấu bên trong cơ thể của Triệu Bân lại có thêm một nguồn năng lượng khác. Năng lượng gì? Chính là năng lượng tình yêu. Nói cách khác đó là lực minh hôn. Tu vi cảnh giới của Triệu Bân thăng lên chính là nhờ lực minh hôn. Nhưng chuyện này làm sao có thể, Diệu ngữ rõ ràng đã chết, đáng lý ra lực minh hôn cũng sẽ biến mất, sao có thể chạy vào trong cơ thể Triệu Bân, chẳng lẽ thời điểm Diệu ngữ chết đi thì khế ước minh hôn đã phát sinh biến hóa khác thường. Triệu Bân ngồi đó suốt 3 ngày 3 đêm. Nhóm do thám ma gia vẫn không tiến lên quấy rầy. Con đường mà yêu nghiệt nghịch thiên phải đi quả nhiên không tầm thường, hắn không được bao nhiêu tuổi nhưng đã phải trải qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, nếu như không có ý chí cực mạnh thì chỉ sợ là hắn đã sớm gục ngã rồi. Tới đêm ngày thứ tư thì mới thấy hắn nhúc nhích. Triệu Bân đang khắc lên bia mộ tên của Diệu Ngữ, ngôi mộ cũ này chôn một nhà 3 người của cô ta, vì minh hôn cho nên cô ta mới trở về dương gian, hiện tại đã trở về điểm bắt đầu. Trong đêm tối, hắn lặng lẽ xoay người rời đi. Lực minh hôn như có linh, cũng lượn lờ bên cạnh hắn. Không ai có thể giải thích tất cả những chuyện này cho hắn biết, hắn vẫn đang mò mẫm một mình trong bóng tối. Mấy ngày sau hắn mới trở về thành Thiên Thu. Cũng giống như lần trước, có không ít người đã tụ tập chờ ở cổng thành. Nhưng lần này không có ai chọc cười, tất cả đều biết tiểu nha đầu Diệu Ngữ đã tan biến. Xót xa nhất là Phù Dung. Bà ấy có 2 người con dâu nhưng một người bạt vô âm tín còn một người lại tan thành mây khói, con trai của bà ấy đầu tóc đã bạc phơ, phu quân của bà ấy chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, gia đình của bà ấy rốt cuộc còn phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn thử thách nữa. Triệu Bân một mình trở về đỉnh núi, ngủ một giấc suốt nửa tháng. Trong nửa tháng này, bên ngoài không hề bình yên, có một thế lực thần bí hoành hành giết hại sinh linh, có rất nhiều cường giả đã chạy đến xem xét. Bất luận là trấn nhỏ hay thôn trang đều không còn một ai sống sót, hiện trường chỉ còn lại máu chảy thành sông. Là huyết ma. Thương khung đi một chuyến thì đã có thể xác định hung thủ là ai. Ông ta hiểu rất rõ thủ đoạn của huyết ma, tạo ra cuộc thảm sát lớn như vậy chắc chắn là để thu thập huyết tinh. Con rối huyết tôn quả thực rất quỷ dị, sinh ra từ biển máu, nơi nào có máu thì nơi đó lão ta có thể xuất hiện, vô cùng khó giết. Đêm yên tĩnh, ma quân đã trở về. Đi cùng ông ta còn có ma hậu. Ma hậu đã thanh tỉnh trở lại, sau khi dạo chơi hồng trần một chuyến, linh trí đã được đánh thức. Tất nhiên, chuyện này cũng không thể thành công nếu như không có bí pháp của ma quân, chuyện không được hoàn mỹ chính là tu vi của ma hậu đã hao tổn, ngã xuống cảnh giới thiên võ. Quả là phong hoa tuyệt đại. Thấy ma hậu, không ít nữ trưởng lão thì thào tự nói. Khí tức của ma hậu mang theo tiên uẩn khiến cho cô ta giống như một nàng tiên tử bước ra từ trong giấc mộng, tự mang ý cảnh mộng ảo cùng với dấu vết tang thương đã bước qua biết bao nhiêu thay đổi của thời gian. Ở trước mặt ma hậu, bất kỳ nữ nhân nào cũng bị lu mờ. Thê tử của bất diệt ma quân quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc có 102. Tẩu tẩu còn nhớ bọn ta không?
Thương Khung mỉm cười nói, bên cạnh còn có tiểu tinh hồn. Ma hậu không nói nhưng trong mắt đã hiện lên một tầng hơi nước. Đặc biệt khi nhìn thấy tinh hồn thì trong lòng của cô ta còn cảm thấy đau nhói. Đây là con trai của ma tướng thứ nhất, Thương Khung và Ma Quân có thể nhận ra thì ma hậu tất nhiên cũng có thể nhận ra. Hôm nay Triệu Bân đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ma Quân không khỏi thở dài, ông ta đã biết chuyện của Diệu Ngữ. Do nhãn giới của ông ta thấp cho nên lúc trước không nhìn ra trạng thái của Diệu Ngữ, đó không phải là trạng thái hồn hoàn dương gian mà chỉ là hồi quang phản chiếu, nếu như ông ta sớm nhìn thấu thì có lẽ đã tìm ra được giải pháp. Ta sẽ không bao giờ quên đại ân của tiểu hữu. Ma hậu hành lễ, thể hiện sự cảm kích từ tận sâu trong linh hồn. Nếu không có Triệu Bân, Ma Quân sẽ không thể sống lại và cô ta lại càng không thể trở về. Tiền bối, đất Phật ở đâu? Triệu Bân khàn khàn nói, tràn đầy hy vọng. Tất cả những người có mặt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Ma Hậu. Chờ đến đêm trăng tròn. Ma Hậu lẩm bẩm, cô ta thật sự có thể tìm được đất Phật nhưng chỉ có thể tìm được trong một khoảng thời gian nhất định. Mọi người hít sâu một hơi nhìn lên bầu trời, còn mấy ngày nữa là đến ngày trăng tròn. Vào ngày đó, Ma Hậu đã lên một đỉnh núi. Cô ta đang tạo một tế đàn, chính xác mà nói thì đó là một trận pháp cổ xưa. Cô ta sẽ giúp Triệu Bân tìm được đất Phật. Tất nhiên, chính cô ta cũng muốn tìm được đất Phật. Ân oán kéo dài 8.000 năm cũng nên kết thúc rồi, cô ta không hận Phật vứt bỏ mình, cô ta chỉ hận Phật khoác áo từ bi nhưng khiến cho phu quân của cô ta chịu dày vò suốt 8.000 năm. Còn có ma vực, không biết có bao nhiêu người đã vì cô ta mà chết. Cô ta nhất định phải thanh toán món nợ máu này với đất Phật. Mau mau mau, thành thiên thu vào đêm vẫn hết sức náo nhiệt. Từ trên xuống nhiều bóng người đi đi lại lại, còn có các lão bối đứng đó hô hào, ai nấy đang chuẩn bị cho trận chiến, thu gom vũ khí chiến tranh, những thứ như xe nỏ không thể nào thiếu được. Họ chỉ đợi đếm trăng tròn tới tìm đất Phật để tính sổ, không chỉ cần cứu Liễu Tâm Như, còn phải cho đám hòa thượng kia bài học nhớ đời. Ma hậu đứng thẳng trên đỉnh núi. Tế đàn đã dựng xong, cô ta đang phác thảo hoa văn trận pháp. Không ai làm phiền. Không ai chất vấn năng lực của cô ta. Đến cả cô ta cũng không tìm được đất Phật thì cả thiên hạ này không có người thứ hai có thể tìm được. Lão tử đợi trận chiến này suốt 8.000 năm rồi. Thương Khung siết chặt huyết kiếm, lau cho nó sáng loáng. Dòng thừa kế của ma vực cũng đang làm y như ông ta, Ma Quân và Ma Hậu đã quay về, còn có cả Triệu Bân không hề yếu hơn hai người họ, cộng thêm nhiều thế lực lớn, bây giờ có thể nói rằng thành thiên thu binh lực dồi dào. Tràn đầy tự tin có đủ tư cách để đối đầu trực tiếp với đất Phật. Hy vọng là kịp. Ma tử ngồi dưới gốc cây mà lầm bầm. Sắc mặt của hắn ta không được bình thường lắm, giống như nín tiểu lâu ngày vậy, nhịn đến mức khó chịu. Chẳng phải vì thiên kiếp đó sao, dù đã có bí pháp phong ấn, nhưng cũng không thể đè nén quá lâu, hắn ta cần nhanh chóng độ thiên kiếp. Trong rừng trúc, Ma Quân lặng lẽ pha trà. Tiểu Hung Hổ cũng ở đây, đang tung tăng nhảy tới nhảy lui. Tham kiến tiền bối. Triệu Bân tới, từ khoảng cách xa vài ba bước đã chắp tay cúi người. Ma Quân khẽ mỉm cười, giơ tay làm động tác mời. Chắc hẳn vị chúa tể một thời của ma vực rất coi trọng thánh tử Thiên Tông, thậm chí còn tự tay châm trà cho hắn. Nếu có dòng truyền thừa nào ở đây, chắc họ sẽ chấn động lắm, bởi đây là một vinh hạnh không gì kể hết, nhưng thánh tử Thiên Tông đủ tư cách nhận. Nghe nói tiền bối từng luyện ra được đan bất lão, Triệu Bân hỏi. Thứ đan bất lão này ta từng nghe nói, nhưng chưa từng luyện, Ma Quân thong dong đáp. Năm đó, tiền bối đã làm ma tướng thứ 9 sống lại như thế nào? Đó là một viên đan hoàn hồn, chẳng qua lúc xuất đan có dị tượng của bất lão thôi. Liệu tiền bối có thể luyện ra viên đan thứ 2 không? Triệu Bân vội vàng hỏi, ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong. Ma Quân nhấc ấm trà, châm đầy thêm một chén cho Triệu Bân, muốn dùng đan hoàn hồn để cứu cha ngươi à? Triệu Bân gật đầu. Nhưng Ma Quân khẽ gật đầu, e là không làm được. Tại sao? Cha ngươi phải còn chút hơi thở mới được. Điều này. Triệu Bân nhíu mày, hắn không biết đan hoàn hồn còn đòi hỏi tiền đề này. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, Ma Quân nói thêm, đan hoàn hồn cũng được chia làm nhiều cấp bậc, nếu là cấp tiên, có lẽ còn có thể thử. Vấn đề nằm ở chỗ, phàm giới không thể luyện ra được đan dược cấp tiên. Nói cho đúng hơn là cần một vị tiên thực thụ mới có thể luyện ra được đan hoàn hồn cấp tiên. Vậy tiền bối,
khi ở thời điểm đỉnh cao nhất, ta cũng chỉ mới tới chuẩn tiên thôi. Hóa ra là thế. Triệu Bân lầm bầm, đôi mắt lúc sáng lúc tối không thể đoán định. Xem ra ân chú trong cỗ quan tài hắc ngọc không lừa hắn. Con đường thành tiên đã bị hủy hoại, e rằng không ai có thể thành tiên được nữa. Đùng. Khi đang nói chuyện thì họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Một luồng hào quang lao thẳng lên trời từ đỉnh núi sau lưng Ma Hậu. Khi đám đông nhìn sang, Ma Hậu đã khoanh chân ngồi trên tế đàn, chỉ đợi đêm trăng tròn. Triệu Bân tạm thời thu hồi suy nghĩ, lặng lẽ ra khỏi rừng trúc. Vài ngày nữa sẽ có một trận đại chiến, hắn phải khôi phục trạng thái đỉnh cao đã. Hắn đánh thức Tiểu Kỳ Lân, thả nó vào tiên trì, cố gắng hấp thu tinh hoa của tiên trì. Ngày hôm đó, Tiểu Kỳ Lân thoát biến, vóc dáng cũng cao hơn khá nhiều. Ngày hôm đó, Cửu Vĩ Hồ cũng niết bàn, khôi phục hình thể nguy nga như ngọn núi. Nó lại chọn thêm một túc chủ mới. Hay nói cách khác, nó tìm một người để hợp tác. Tìm ai thế? Tìm Phượng Vũ. Trước khi đi, Long Phi đã nói, nó phải cố hết sức để giúp Triệu Bân. Trong trận chiến lớn sắp tới, nó đâu thể vắng mặt được. Thế nên, tìm một người để hợp tác là điều rất cần thiết. Phượng Vũ cũng tự biết thân biết phận. Cô ta hiểu rằng Cửu Vĩ chỉ nhận một túc chủ là Long Phi. Thế nhưng quá trình hợp tác của cô ta và Cửu Vĩ vẫn rất thuận lợi. Qua nhiều ngày làm quen, hai người đã đạt tới mức tâm ý tương thông, sử dụng Cửu Vĩ hóa không thành vấn đề, có thể tiếp chiêu cùng cao thủ thiên võ. Trên đỉnh núi của Triệu gia, Triệu Bân khoanh chân ngồi đó. Sức mạnh minh hôn như ẩn như hiện vẫn đang quấn quýt bên cạnh hắn đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu nổi, rõ ràng Diệu Ngữ đã chết rồi, tại sao sức mạnh minh hôn vẫn còn tàn dư sót lại, đã vậy còn tiến vào trong cơ thể hắn, thúc đẩy quá trình dung hợp của huyệt mạch, nâng tu vi của hắn lên đỉnh cao chuẩn thiên. Trong lúc nhắm mắt, dường như hắn trông thấy một cánh cửa khổng lồ. Đó là cửa ải để tiến vào thiên võ, nhưng hắn cũng chỉ thấy loáng thoáng thôi. Cũng như lúc trước, cửa ải của thiên võ không chỉ có một. Tuy rằng chuẩn thiên và thiên võ chỉ cách nhau nửa bước, nhưng vẫn như một con lạch trời vậy. Hắn biết rõ điều này từ trước, trên thế gian có nhiều cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên, nhưng cao thủ thiên võ rất hiếm. Đối với võ tu mà nói, đây là một cửa ải lớn. Nhưng bất luận phải trải qua núi đao hay biển lửa, hắn cũng phải vượt qua. Hắn không chỉ cần vấn đỉnh thiên võ, ngày sau còn phải thành tiên, còn phải nghịch thiên phong thần. Chẳng vì điều gì khác, để phục sinh những người mà hắn muốn phục sinh, hắn cần sức mạnh chí tôn vô thượng. Nửa đêm, một mình Ma Quân ra khỏi núi Bất Tử. Ông ta đi suốt mấy ngày trời. Tới ngày thứ sáu ông ta mới quay về, thể phách nhuốm máu. Thương Khung và những người khác trông thấy mà giật mình, ở thời đại này, người có thể khiến Ma Quân hộc máu chẳng có mấy người. Ông ta ra ngoài 5 ngày liền là đi tìm ai đánh nhau thế, Hồng Uyên đại hạ à? Huyết Tôn. Ma Quân điềm tĩnh nói, không hề giấu giếm. Mấy ngày trước, ông ta ngửi thấy khí tức của Huyết Tôn mới ra khỏi thành Thiên Thu. Đối thủ một mất một còn 8.000 năm rồi chưa gặp lại trùng phùng ở thời đại này, đâu thể không đánh một trận. Ai thắng vậy? Thương Khung Lý Nhí hỏi. Ma Quân không đáp, quay về rừng trúc. Thương Khung sờ cằm, nhìn thái độ của Ma Quân thì chắc hẳn là bất phân thắng bại. Cũng không sao. Ma Quân căn cơ vững vàng, mấy vết thương bé xíu này không quan trọng. Đến cả ông ta cũng bị thương, Huyết Tôn chắc chắn không khá hơn, thể phách cũng nhuốm máu. Lão ta rất hưng phấn vì Ma Quân vẫn còn sống. 8.000 năm trước, do thời cơ chưa đến, lão ta thua Ma Quân. 8.000 năm sau, lão ta phải vớt phát lại thể diện, lần sau gặp lại chắc chắn không chết không thôi. Đêm ngày thứ bảy, vầng trăng tròn treo cao. Triệu Bân tỉnh dậy, Ma Quân cũng ra khỏi rừng trúc. Người của thành Thiên Thu đồng loạt nhìn về phía đỉnh núi. Họ có thể trông thấy toàn thân Ma Hậu tỏa ra ánh sáng, xung quanh cô ta có dị tượng xuất hiện. Ngoài ra còn có một thứ Phật âm uy nghiêm mà xa xôi, dường như lẫn cả ma lực, vang vọng khắp thành Thiên Thu. Trước ánh mắt của đám đông, mi tâm của Ma Hậu xuất hiện hoa văn bí ẩn. Đó là hoa văn của Phật gia, cô ta sở hữu song thế thân, cũng tinh thông Phật Pháp. Liệu có tìm được không? Thương Khung nhấp một ngụm rượu. Được, Ma Quân chỉ nói một chữ. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Ông ta đã không thể đè nén được sát ý nữa, muốn tới đất Phật tìm người đó tính sổ.
việc mình bị phong ấn 8.000 năm, có lẽ ông ta chấp nhận được, nhưng vợ và ma vực là giới hạn của ông ta, món nợ này phải dùng máu tươi để bồi thường. Ánh trăng tan đi, ma hậu đột ngột mở mắt. Đôi mắt của cô ta vẫn trong veo như nước, nhưng có Phật quang nhảy múa bên trong. Nhìn kỹ lại, ở sâu nơi được Phật quang che giấu, ẩn giấu hình bóng của chốn Bồng Lai. Đó, chính là đất Phật. Sau mấy ngày cảm ứng, cuối cùng cô ta cũng tìm thấy. Trong đêm, rất nhiều người mặc áo đen ra khỏi núi Bất Tử. Họ như những con u linh, chạy thẳng về phía tây nam. Người dẫn đầu tất nhiên là Ma Hậu, Ma Quân và Triệu Bân cùng nhau sóng vai. Đội hình của Thành Thiên Thu đúng là binh lực hùng hậu. Phàm là người theo họ ra ngoài, tu vi yếu nhất cũng phải là võ tu địa tạng. Quan trọng nhất, họ chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đấu đến cùng. Nếu cứu được vợ ngươi ra, ngươi phải ghi công cho ta đấy. Tiểu Vũ Linh cũng có mặt, nó đang xoạc chân ngồi lên vai Triệu Bân. Nói nhiều cũng thành phí lời, nó muốn nước của tiên trì, chỉ mong tiên trì để tăng kích cỡ. Triệu Bân không đáp lại, hắn lấy cho nó một bình. Nước hồ này đã được tôi luyện, tinh khiết vô cùng. Thế này thì ngại lắm. Tiểu Vũ Linh cười khà khà, bàn tay nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi dốc hết nửa bình nước, tinh thần của nó lên cao, dù không thấy vóc dáng thay đổi, nhưng hồn lực tinh túy hơn khá nhiều. Ma Quân và Ma Hậu liếc mắt nhìn sang. Biển sương mù có thể nuôi dưỡng được linh trẻ, họ không hề thấy bất ngờ. Điều khiến họ bất ngờ là anh bạn nhỏ này còn khá giống người. Là do lão phu dạy tốt, gặp được tình cảnh này, không thể thiếu công lắc của Thương Khung. Mấy ngày qua, ông ta không ít lần nói chuyện với Tiểu Vũ Linh về lý tưởng. Nói mãi thì bạn nhỏ này cũng tiến bộ lên đó, lanh lợi lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Lão Tổ Bạch Gia vuốt chòm râu, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả. Bầu không khí ở Thành Thiên Thu rất mới mẻ, ở lâu sẽ nhập ra tùy tục. Suốt dọc đường, đám đông cứ đi rồi lại dừng. Mỗi khi dừng lại, mọi người lại hướng mắt về phía Ma Hậu. Cô ta quả thực đã tìm thấy đất Phật, nhưng thế giới không gian đó liên tục di chuyển. May mà cô ta đã dùng Phật pháp phi phàm của mình để truy tìm dấu vết, khóa chặt vào thánh nữ của Phật gia. Tiền bối, ông đã từng nghe đến kẻ trừng phạt chưa? Triệu Bân đột ngột cất tiếng hỏi Bất Diệt Ma Quân. Tất nhiên là nghe rồi, nhưng chưa từng gặp. Ma Quân chậm rãi nói, nghe đồn đó là một vị tiên thực thụ, trừ phi võ tu thiên võ phá vỡ quy tắc, nếu không sẽ không dễ gì lộ diện, chưa một ai được gặp người thật. Triệu Bân không hỏi nhiều, phần còn lại tự mình tưởng tượng ra là được. Kẻ trừng phạt kia chắc hẳn đến từ tiên giới, giúp phàm giới duy trì trật tự. Chắc hẳn Nguyệt Thần biết rõ chuyện này. Nguyệt Thần không phản bác, cô ta là thần linh, tất nhiên sẽ biết rõ. Nhưng kẻ trừng phạt phàm giới kia không phải một vị tiên, mà là một vị thần. Thần cũng được mà tiên cũng được, chỉ cần tiến vào phàm giới thì đều bị chèn ép. Càn khôn của phàm giới bá đạo thế đấy. Soạt, soạt, đám đông nhanh như cắt, lướt qua một dãy núi khác. Khoảng cách quá xa, còn phải chạy đường dài, họ cần tới mấy ngày liền. Giữa chừng, Ma Hậu từng cầm bản đồ ra nhìn, có thể xác định được vị trí của đất Phật trên bản đồ. Cho dù có sai lệch, cũng không vượt quá 100 dặm. Không biết đến ngày thứ mấy, đám đông cường giả tiến vào một vùng biển. Nơi này không thuộc lãnh thổ đại hạ, cũng không phải nam vực. Vùng biển này vô cùng rộng lớn, dưới ánh trăng, nó toát ra một phong vị khác. Điều duy nhất không hoàn hảo là nơi này rất nghèo tài nguyên, ít bóng người rất ít người an cư lạc nghiệp ở đây. Cùng biết chọn chỗ đấy, Thương Khung thử một tiếng khinh thường. Không ngờ đất Phật được giấu ở nơi hẻo lánh này. Triệu Bân đào mắt nhìn môi trường xung quanh, quả thực heo hút, linh khí trong đất trời rất mỏng mạnh. Tóm lại, đây không phải nơi lý tưởng để tu luyện. Có cảm ứng được không? Ma Tử đưa cho Triệu Bân một bầu rượu rồi hỏi hắn. Triệu Bân khẽ gật đầu, cảm ứng mà hắn ta nói tới là cảm ứng đối với Liễu Tâm Như. Cảm ứng này phải dựa vào cảm nhận của tâm hồn, giống như Ma Quân và Ma Hậu vậy. Hắn rất chắc chắn rằng Liễu Tâm Như đang ở vùng biển này. Cũng có nghĩa là đất Phật được giấu ở sâu trong vùng biển này. Ma Quân là người đầu tiên ra tay, ông ta dẫm lên hư không khiến nó rung lên bần bật. Đã tìm tới nơi này rồi, không cần Ma Hậu chỉ hướng, ông ta cũng phát hiện ra.
Đám đông cường giả lục tục theo sau, ai nấy xách theo vũ khí, chuẩn bị đại chiến một trận bất cứ lúc nào. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Khí thế của họ quá mạnh, ai nấy kết nối với nhau. Đến mức hư không không chịu nổi uy lực áp chế, vang lên tiếng nổ đi đùng. Nhìn xuống bên dưới, sóng lớn nối tiếp nhau, sau đó bị đông cứng thành vụn băng. Chưa đến chỗ sâu đã thấy Phật quang rồi. Đó là Phật quang tràn ra từ đất Phật, vọt thẳng tới bầu trời. Không nhìn thấy. Lão đạo áo liệm ho khan, hai mắt sắp giàn giụa nước rồi mà chẳng thấy đất Phật đâu. Không riêng gì lão ta, cứ 10 người ở đây thì có 9 người không thấy được manh mối, cũng không nhìn thấu huyền cơ. Cũng chỉ có Triệu Bân, Ma Quân và Ma Hậu có thể cảm nhận rõ ràng. Ngoài ra còn có Tiểu Hung Hổ, Cửu Vĩ Hồ và Tiểu Kỳ Lân, khả năng cảm ứng của chúng vô cùng đỉnh. Nhân tài còn lại là Thương Khung, ông ta không dùng cảm ứng mà dùng mũi để ngửi. Đùng! Đi tới một hải vực, Ma Quân huỳnh một tiếng, đứng khựng lại. Ma Hậu biểu cảm lãnh đạm, tay cầm ma kiếm, thân kiếm liên tục rung lên. Là chỗ này rồi. Đất Phật ở ngay nơi này. Chẳng qua nó là một thế giới không gian, người ngoài nhìn không thấy. Keng! Người ra tay nhanh gọn nhất vẫn là Triệu Bân. Nhóm cường giả vừa mới kéo đến thì đã thấy hắn vung kiếm về phía hư không. Phách Thiên Trảm Bá Đạo chém vào hư không, kiếm quang xa trăm trượng. Keng! Kiếm quang chém xuống như bổ vào sắt đá. Pháp trận phòng ngự của đất Phật làm nổi lên trận văn lưu chuyển trên bầu trời. Kiếm uy của Phách Thiên Trảm mà Triệu Bân vừa chém ra đã hoàn toàn bị hóa diệt. Ầm! Khí huyết của Triệu Bân dâng lên, hắn lại tiến thêm một bước. Hắn lại chém ra một kiếm mang uy lực cực hạn. Ma Quân đưa tay ra ngăn cản, cho dù có công kích mạnh mẽ hơn cũng không thể phá được phòng ngự của đất Phật. Lui ra phía sau. Ma Hậu khẽ nói, hai tay đã kết ấn. Cô ta từng là một trong song thế thân, tất nhiên cũng biết cách mở ra không gian thế giới. Từ ấn quyết của cô ta phóng ra một luồng Phật quang phóng thẳng lên 9 tầng mây, sau đó biến mất trên không trung. Chỉ trong tích tắc, Phật quang lại hội tụ rồi từ trên không trung phóng thẳng xuống. Bí pháp này thực sự hiệu quả. Sóng biển dâng lên cuồn cuộn, một không gian đại thế giới chậm rãi hiển hóa. Đó chính là cõi niết bàn của Phật gia, uy nghiêm an tường, như tiên cảnh chốn nhân gian. Mấy người Thương Khung đều không ngạc nhiên vì bọn họ đã từng thấy qua nơi này. Nhưng những gia tộc mới gia nhập vào liên minh như Nhan gia đều vô cùng kinh ngạc, đây chính là đất Phật trong truyền thuyết hay sao? Cho dù kinh ngạc nhưng cũng không có ai khiếp sợ. Ngay cả Ma Quân cùng Ma Hậu cũng đều đã sống lại, vậy thì còn có thứ gì có thể khiến cho bọn họ hoảng sợ chứ? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đất Phật đã hiện ra hoàn toàn, ý cảnh tựa như ảo mộng. Phật quang chói lọi tràn ngập khắp thế gian. Phật âm uy nghiêm vang vọng tứ hải bát hoang. Nghe thấy Phật âm, có rất nhiều người cảm thấy tinh thần hoảng hốt, ánh mắt hướng về đất Phật cũng dần trở nên đờ đẫn. Trước đây chính là sự đáng sợ của Phật, Phật âm nhu ma chủ có thể quấy dày tâm thần. Đứng ở bên ngoài nhìn, những thứ nhìn thấy có thể không hoàn toàn là thật. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy một vị Phật hàng thật giả thật đang chấn giữ. Lâu rồi không gặp, từ trong đất Phật truyền ra một giọng nữ. Đó tất nhiên là giọng của Bát Nhã, thanh âm như Bồ Tát đầy lòng từ bi. Lâu rồi không gặp, Ma Quân cùng Ma Hậu đồng loạt lên tiếng, ngữ khí lạnh như băng. So với hai người thì sát ý của Triệu Bân lại càng nồng đậm hơn, sát khí mãnh liệt quay cuồng ngập trời, bởi vì hắn đã nhìn thấy Liễu Tâm Như, nàng đã trở thành một tín đồ vô cùng tiều tụy đứng bên cạnh Bát Nhã, toàn thân nở rộ Phật quang. Nàng đã bị độ hóa cho nên tất nhiên không nhận ra hắn. Không những không nhận ra hắn mà biểu hiện trong mắt nàng lúc này cũng giống hệt Bát Nhã. Đêm, Phật quang chiếu rọi màn đêm tăm tối. Mặc dù đất Phật đã bị Ma Hậu ép hiển hóa nhưng vẫn không ai có thể bước vào bởi vì nó có kết giới hộ thiên bao phủ. Đó không phải là kết giới bình thường mà là kết giới cấp thiên hoàn chỉnh, Triệu Bân muốn di thiên hoán địa cũng không được. Tuy nhiên, kết giới lại càng lúc càng trở nên mỏng đi. Ma Hậu là một trong song thế thân, cô ta đã có thể ép đất Phật lộ diện thì cũng có thể mở kết giới ra. Người vẫn giống như trước đây, lục căn không tịnh. Bát Nhã lại nói ra một câu vang vọng như ma chú kéo dài không tiêu tan. Song thế thân gặp lại nhau sau 8.000 năm, câu này tất nhiên là cô ta đang nói với Ma Hậu. Còn ngươi thì quả là lục căn thanh tịnh, dám dùng ta làm mồi nhử hại phu quân ta,
kẻ như ngươi mà cũng xứng nói ra hai chữ tử bi sao? Ma hậu nhẹ giọng nói, giữa ấn đường của cô ta đã hiện lên một bí văn của Phật gia nhắm thẳng vào kết giới. 2. Tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Sâu trong đất Phật có một lão tăng tay cầm thiền trượng, người mặc áo cà sa vàng đạp lên biển sao Phật quang mà đến, toàn thân được bao phủ bởi Phật tự, sau lưng có vòng hào quang lơ lửng đi theo, toàn thân tỏa sáng như một vị thần. Cảnh giới thiên võ, lão đạo áo liệm trầm ngâm nói. Hắn đó là Phật chủ, Thương Khung phóng ánh mắt lạnh lùng quan sát tứ phương. Thảo nào, các cường giả khác hít sâu một hơi, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Phật trong đất Phật, ngoại trừ Bát Nhã thì chỉ có Phật chủ là chói mắt nhất. Vẫn còn. Tiểu Vũ Linh gào to một tiếng. Không cần nó nói thì các cường giả khác cũng đều đã nhìn thấy. Cùng đi ra với Phật chủ còn có ba vị Phật khác đều có cảnh giới thiên võ. Đội hình này có chút đáng sợ, một Phật chuẩn tiên cộng thêm bốn Phật thiên võ, nội tình của đất Phật thật sự quá hùng hậu. Tuy nhiên, đội hình thành thiên thu cũng không kém. Vì muốn thu thập đất Phật mà thành thiên thu cũng đã dốc hết nội tình. Thí chủ, oan oan tương báo đến khi nào? Phật chủ định thân, nhìn về phía bất diệt ma quân nói. Lời này, đợi sau khi ta tiêu diệt đất Phật xong thì sẽ trả lại cho ngươi, ma quân thản nhiên nói. 2. Phật chủ lại thở dài, phất tay áo biến ra một biển Phật quang. Đất Phật ông ông chấn động, những vị Phật đang ngủ say đều bị Phật quang cùng Phật âm vây quanh. Có Phật đứng trên đám mây, có Phật khoanh chân ngồi giữa không trung, tất cả đều tụng niệm kinh Phật trang nghiêm an tường. Ông, đáp lại động tĩnh trong đất Phật cũng là khí thế chấn động bên ngoài. Các cường giả thành thiên thu cũng đã tự giác chia ra hành động. Ngay lập tức, vũ khí chiến tranh được đưa ra. Mấy chục vạn xe nỏ đã được sắp thành hàng. Các cường giả đều hóa ra phân thân điều khiển xe nỏ. Bọn họ đã bày binh bố trận xong. Lúc nào cũng sẵn sàng oanh tạc đất Phật. Mở. Ma hậu khẽ quát một tiếng, bí văn trên ấn đường nở rộ ánh sáng, mạnh mẽ khai mở kết giới. Tốc độ của Triệu Bân vô cùng nhanh, hắn là người đầu tiên nhảy vào trong rồi đáp đất với một tiếng nổ vang trời khiến cho cả chục ngôi chùa sụp đổ. Hắn không hề chú ý đến chư Phật, lập tức công kích thẳng vào Bát Nhã, tung ra hám thiên quyền bá tuyệt vô song. Bát Nhã phất tay. Niệm lực mãnh liệt quay cuồng nhấn chìm Triệu Bân và hóa diệt quyền uy của hắn. Keng! Ma hậu cũng giết tới, một kiếm chém đôi niệm lực. Ma quân cũng ngay lập tức tung ra một chưởng đánh về phía Bát Nhã. Không hổ là chúa tể ma vực, cho dù chỉ còn cảnh giới thiên võ nhưng vẫn uy chấn bát hoang, một chưởng liền có thể đánh Bát Nhã lui về phía sau, ngay cả Phật quang quanh thân cô ta cũng mai một đi không ít. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Bân đã vượt qua khoảng không. Nắm lấy Liễu Tâm Như. Nhưng tay của hắn chỉ nắm được vào khoảng không bởi vì Liễu Tâm Như đã bị di chuyển ra xa. Chính Phật chủ đã ra tay, lão ta đã thi triển bí pháp Phật môn tác động vào không gian. Nàng hữu duyên với Phật, Phật chủ nói ra một câu vang vọng như hồng trung đại lữ. Ta cũng hữu duyên với Phật, Triệu Bân bỏ qua Bát Nhã, bắt đầu tấn công Phật chủ. Hắn vẫn tung ra một quyền đánh xuyên qua biển niệm lực của Phật chủ. Ánh mắt Phật chủ thoáng lộ ra sự kinh ngạc, tên nhóc cảnh giới chuẩn thiên này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của lão ta. Trong lúc lão ta còn đang kinh ngạc thì Triệu Bân đã lướt ngang qua. Liễu Tâm Như bị di chuyển ra xa cuối cùng cũng được hắn đón lấy. Phật chủ đuổi tới, ngón tay của lão ta đã khoét ra trên ngực hắn một lỗ máu. Triệu Bân không hề có ý định đối chiến, hắn chỉ phi thân bỏ chạy. Sau khi lui lại, hắn liền lấy ra một chiếc quan tài băng ngọc. Chiếc quan tài băng ngọc này hắn đã lấy được từ biển chết, sau đó dùng cất giữ thi thể của Phù Nhàn. Hôm nay vì tới thu thập đất Phật nên hắn mới cố ý đem nó đến đây, đưa Liễu Tâm Như vào chiếc nhẫn mà an toàn hơn nhiều so với để nàng bên cạnh hắn. Phật chủ lướt đi trên bầu trời, biển niệm lực theo lão ta như hình với bóng. Triệu Bân đã phong ấn Liễu Tâm Như vào trong quan tài băng ngọc, còn dán thêm rất nhiều bùa chú phong ấn khí tức người sống trước khi đưa Liễu Tâm Như vào trong chiếc nhẫn ma của mình, sau trận chiến hắn sẽ đánh thức nàng. Bên cạnh không còn gì để lo lắng, mái tóc bạc trắng của hắn ngay lập tức chuyển sang màu vàng. Ngoài ra hắn còn thi triển kỳ lân hóa, mạnh mẽ mở ra thể kỳ lân. Ngay khi Phật chủ giết tới thì đã bị hắn trưởng trở mình. Mạnh như vậy sao? Phật chủ lại kinh hãi, khó có thể tin. Là do lão ta đã ngủ say quá lâu rồi sao?
Thời đại này ngay cả cảnh giới chuẩn thiên cũng mạnh đến đáng sợ như vậy. Thiên thủ đại la. Triệu Bân quát lên một tiếng, tung ra một trưởng từ trên trời giáng xuống. Phật tổ vừa mới đứng vững lại bị trưởng uy làm cho lảo đảo, buộc phải mở ra kim Phật hộ thể mới có thể đẩy lùi được Triệu Bân, biển niệm lực lại một lần nữa nhấn chìm Triệu Bân. Thật không may, điều này cũng vô dụng với Triệu Bân. Chỉ trong tích tắc Triệu Bân đã xông tới như một con dao long. Khuôn mặt Phật chủ trang nghiêm, lão ta thi triển La Hán kim thân, hóa ra một vị Phật khổng lồ nguy nga như núi, vị Phật nâng tay, tung ra một trưởng từ trên trời giáng xuống, trong trưởng ấn có khắc chữ vạn, trên trưởng chỉ còn có Phật văn lưu truyền. Triệu Bân vô cùng bá đạo, tung ra một quyền đánh thẳng lên bầu trời. Đại Phật ông chấn động, Phật chủ cũng kêu rên một tiếng, càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Phá, Triệu Bân lại dùng thân pháp quỷ dị xông tới. Vệ Phật khổng lồ ngay lập tức bị hắn đấm nứt ra. Phật chủ đã mất đi nét uy nghiêm, thay vào đó là sự bạo ngược, ngay lập tức phóng lên cao. Đi đâu? Triệu Bân giống như một tia sáng vàng phóng thẳng lên trời. Sau đó liền có một tiếng nổ vang lên, hai người bắt đầu đại chiến ở trên không. Động tĩnh bên Ma Quân và Ma Hậu thậm chí còn lớn hơn ở đây, phu thê hợp lực thiên hạ vô địch, liên tục áp chế Bát Nhã trên không trung, Phật quang liên tục va chạm với ma sát cuồn cuộn. Bắn! Bắn cho ta! Các cường giả thành thiên thu cũng không hề nhàn rỗi, tất cả đồng loạt mở cấm chế trên xe nỏ. Mấy chục vạn cỗ xe nỏ cuồng oanh loạn tạc xé nát trời đất, mưa nỏ mạnh rơi xuống đất Phật khiến cho các công trình đền đài bên trong lần lượt sụp đổ, bảo tháp liên tiếp bị phá hủy khiến cho chư Phật bên trong cũng phải gánh chịu tai ương, đa số đều bị nỏ mạnh bắn tan xương nát thịt. Cõi niết bàn của Phật bây giờ đã nhuộm đầy máu tươi. Tiếng ầm ầm của nỏ mạnh bắn ra đã chấn áp Phật âm. Thí chủ, sát nghiệt của ngươi quá nặng. Ba vị Phật cảnh giới thiên võ xông tới chỗ hằng hà sa số xe nỏ đang bắn tới, mạnh mẽ ra tay phá hủy vũ khí chiến tranh. Đám lừa già, để mạng lại đó. Thương khung gầm lên một tiếng rồi bay lên trời. Ông ta như một mãnh tướng xông lên đối đầu với vị Phật thiên võ đầu tiên. Mặc dù ông ta chỉ có cảnh giới chuẩn thiên nhưng khi dốc hết chiến lực thì vẫn vô cùng hung mãnh. Cho dù không thể đánh lại thì ông ta cũng có thể chống đỡ, kéo dài thời gian chính là chuyện cần thiết. Giống. Phượng Vũ thi triển cửu vĩ hóa đối đầu với vị Phật thiên võ thứ hai. Thật sự cho dù có thi triển cửu vĩ hóa thì cô ta cũng chỉ có thể so chiêu với cường giả thiên võ. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu thì cô ta chắc chắn sẽ bị đánh thảm, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cô ta chỉ cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Giống. Ma tử thi triển hung hổ hóa đối đầu với vị Phật thiên võ thứ ba. Cũng giống như Phượng Vũ, hắn ta không phải là đối thủ của cường giả thiên võ. Chỉ có điều hắn ta vẫn còn giấu trong tay áo một lá bài tẩy. Đợi đến khi thời cơ đến hắn ta sẽ khai mở thiên kiếp. Cả vị Phật thiên võ thứ ba này cùng với chư Phật trong đất Phật đều sẽ bị thiên kiếp đánh chung với hắn ta. Đánh cho ta. Các cường giả còn lại cũng quát lớn, không ngừng vung kiếm xông vào đất Phật. Lại có thêm một màn cuồng oanh loạn tạc khiến cho cõi cực lạc niết bàn của Phật gia trở thành một đống hỗn độn, không biết có bao nhiêu chùa chiền đã sụp đổ, có bao nhiêu tín đồ Phật gia đã táng thân bên trong, đất Phật dần dần biến thành núi thây biển máu. Giết! Sau một màn cuồng oanh loạn tạc, các trưởng lão ma vực cũng đã tiến vào đất Phật. Tốc độ của ai cũng vô cùng nhanh. Ma vực đánh nhau với đất Phật, khí thế dâng lên ngất trời. Phụt! Sâu trong đất Phật lại có huyết quang hiện ra. Phật chủ đẫm máu, Triệu Bân đã tiêu diệt được vị Phật khổng lồ mà lão ta thỉnh ra. Sao có thể như vậy được? Phật chủ lục căn thanh tịnh mà nay cũng phải kinh hãi không thôi. Sức mạnh của tên nhóc cảnh giới chuẩn thiên này vô cùng khủng khiếp, khiến cho lão ta vô cùng khiếp sợ. Ông! Triệu Bân thi triển Chu Tiên Quyết bổ tới. Phật chủ nghiêm mặt, lại phóng lên cao một lần nữa để kết ấn niệm chú, trên hư không minh mông hiển hóa ra một vòng thái dương cực nóng chiếu sáng bốn phương tám hướng, Phật quang chói mắt mang theo lực hủy diệt khủng bố. Ông! Triệu Bân dương cung cài tên, một kích bắn diệt vòng thái dương. Phật chủ kêu rên, bị phản phệ dữ dội, niệm lực đều tan tác. Lão ta còn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã lướt tới như một bóng ma, hắn chém ra một kiếm dài mấy trăm trượng, thiên lôi. Huyền hoàng khí và lực minh hôn cũng đồng loạt phóng ra, suýt chút nữa đã chém lão ta thành tám khúc. Ngươi, đã làm Phật ta tức giận rồi. Phật chủ tức giận, giơ một tay lên trời cao.
Trong lòng bàn tay của lão ta hiện ra một lốc xoáy hấp phệ niệm lực cùng hương khói tụ ra một thanh Phật kiếm, lão ta lúc này trông y hệt một vị thần cầm Phật kiếm chu diệt loài người đại nghịch bất đạo. Keng! Kiếm quang hóa thành biển sao mang sức mạnh hủy diệt. Triệu Bân không hề lùi bước, hắn đẩy tiên lực vào trong kiếm Long Uyên rồi chém đôi biển sao. Phụt! Phật chủ ngay lập tức hộc máu giàn giụa. Cảnh giới thiên võ đỉnh phong đối chiến với cảnh giới chuẩn thiên, lão ta cứ tưởng đối phương không phải là đối thủ của mình, không ngờ lão ta chọn đối thủ quá chuẩn. Ma Quân, Ma Hậu cùng Triệu Bân là ba người mạnh nhất trong số các cường giả công phạt đất Phật, thế mà lão ta lại chọn đúng ngay một người trong số đó. Triệu Bân tung ra một chưởng đánh Phật chủ rơi khỏi không trung. Một tòa Phật điện bên dưới đã bị Phật chủ ngã vào làm sụp đổ. Cố gắng gượng dậy bên trên phế tích, lão ta loạng choạng không đứng vững, niệm lực đều đã bị hóa diệt, Phật quang hoàn toàn mai một, sau khi ngủ say 8.000 năm chẳng những lão ta không thể đánh lại Ma Quân mà còn bị một võ tu chuẩn thiên xử lý. Triệu Bân rút kiếm xông đến cùng với sát khí cuồn cuộn. Hắn quả thật có duyên với Phật, lần này duyên đến chính là nhân quả báo ứng. Phật chủ loạng choạng một chút mới có thể đứng vững, ngay lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất tụng niệm kinh Phật. Trên người lão ta lại nhanh chóng dâng lên Phật quang, lão ta nói, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Vậy tiền bối thì sao, Triệu Bân lãnh đạm nói. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như ông đã nghĩ như vậy thì hãy xuống địa ngục đi. Triệu Bân ra tay rất nhanh gọn, Phật chủ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn tiễn đi. Nguyệt thần liếc mắt nhìn thấy liền ho khan một tiếng, tiểu hòa thượng này chết thật nghẹn khuất. Đâu chỉ nghẹn khuất, Phật chủ còn phải chết trong sự thất vọng tột cùng. Trải qua 8.000 năm lão ta cứ ngỡ mình đã lắng đọng Phật tâm. Trải qua 8.000 năm lão ta cứ ngỡ mình đã thông hiểu thiền pháp. Kết quả, mọi chuyện đều là công dã tràng. Là do lão ta đã coi thường nhân quả, đó là thứ mà thời gian không thể xóa nhòa. Cuối cùng lão ta vẫn không thể thoát khỏi nghiệp chướng đã gây ra qua bao nhiêu thời đại. Mặt biển tối đen dậy sóng mãnh liệt. Cõi niết bàn của Phật gia nhuộm đầy máu tươi, bị lôi điện thiên kiếp nhấn chìm, chìm trong chiến hỏa mấy ngày liền. Mẹ kiếp, người đánh đi đâu vậy? Có rất nhiều tiếng mắng mỏ vang lên, không ít cường giả thành thiên thu chạy trối chết. Đây là lần đầu tiên độ kiếp cho nên ma tử không thể điều khiển tốt khiến cho người trong nhà cũng bị thiên lôi đánh. Vị Phật thiên võ thứ ba có nội tình hùng hậu, có thể gánh được thiên kiếp. Lão ta đã có thể gánh được cho nên cục diện cũng có thể thay đổi, lão ta liền phóng lên đỉnh thiên kiếp giết ma tử. May mắn thay ma tử còn có hung hổ hóa, mặc dù hắn ta đánh không lại cường giả thiên võ nhưng hắn ta cũng sẽ không dễ dàng bị giết. Nói đến đây thì vẫn là vấn đề cấp bậc thiên kiếp. Ma Quân cùng Ma Hậu liên thủ áp chế Bát Nhã, chiến trường của bọn họ mới thật sự khủng bố, trong phạm vi vạn trượng không có người thứ tư xuất hiện bởi vì ngay cả dư lực của trận chiến cũng mang theo uy lực hủy diệt. Cảnh giới chuẩn tiên cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ khó giết. Ma Quân cùng Ma Hậu mặc dù phối hợp ăn ý nhưng vẫn không thể đánh diệt được Bát Nhã. Ngươi và ta là một thể. Bát Nhã lạnh lùng nói, niệm lực Phật gia mãnh liệt dâng lên ngập trời. Thần thái của cô ta cũng không còn thanh tịnh mà thay vào đó là sự dữ tợn gớm ghiếc. Bởi vì ma hậu cho nên Phật tâm của cô ta mới có khuyết điểm, trải qua 8.000 năm cuối cùng trở thành ma chướng, cô ta oán hận ma hậu quên mất sơ tâm, hận ma hậu quyến luyến phàm trần thế tục, chính oán niệm này cũng đã quấy nhiễu cô ta suốt 8.000 năm. Từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ quên mất sơ tâm, ma hậu lãnh đạm nói. Nhưng ngươi lại cấu kết với ma. Ánh mắt của Bát Nhã hiện lên sự tàn khốc, chắc chắn là tâm trí đã bị ma chướng nhấn chìm cho nên mới bại lộ bản tính, dục vọng tà ác sâu trong linh hồn cũng bị đánh thức, Phật tâm cũng không thanh tịnh. Ngươi rời khỏi hồng trần, hưởng hương khói thế nhân thờ phụng. Những ngươi không bao giờ thật sự hiểu được thế nhân phàm trần. Ma hậu bình thản nói, phất tay áo hóa diệt niệm lực của Bát Nhã. So với kẻ tự xưng là Đức Phật từ bi thì ma hậu lúc này trông càng thanh tịnh hơn. Ngã Phật từ bi, ta không thẹn với lòng. Bát Nhã gầm giống, là tiếng gầm giống phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Phật quang của cô ta dần dần mai một, e rằng chính cô ta cũng không biết mình đã bị ma chướng lấn át. Ngay cả chính mình mà ngươi còn không độ được, còn dám bảo là không thẹn với lòng. Ma hậu phất tay áo hóa diệt niệm lực Phật ra, thần thái thăng hoa.
Ma quân không lên tiếng nhưng cũng đã ra đòn công phạt đánh diệt vị Phật khổng lồ. Ngươi, không diệt được ta đâu. Bát Nhã giống lên một cách đầy điên cuồng. Niệm lực của cô ta càng lúc càng trở nên khát máu và bạo ngược, ma chướng tự hóa thành tà ma, cô ta muốn thành Phật, cô ta biết rõ sau khi vượt qua nghiệp chướng này thì có thể tu thành chính quả, vì lý do này nên cô ta cũng không cần quan tâm đến quá trình. Chiến trường của ba người lại càng thêm khủng bố. Từ xa nhìn tới chỉ có thể thấy biển Phật quang nở rộ, mỗi một lần va chạm đều có tầng tầng ánh sáng lan tràn ra tứ hải bát hoang, liên tục chấn sụp đổ vô số tòa Phật tháp. Phụt! Phượng Vũ bị dư chấn ảnh hưởng, chấn kinh đến mức phải nôn ra máu. Nếu là thiên kiếp của Triệu Bân thì có rất ít người có mặt tại đây dám phản kháng. Cho dù vậy thì thiên kiếp của ma tử cùng đã đủ hung tàn, không biết đã đánh diệt được bao nhiêu vị Phật. Ở một hướng khác trong cõi Niết Bàn đã có Phật quang bắn thẳng lên bầu trời. Vị Phật thiên võ thứ hai đã giết tới, suýt nữa đã có thể đánh diệt thể cửu vĩ. Vèo! Phượng Vũ không tiếp tục đối chiến, ngay lập tức phóng lên trời. Thí chủ, buông bỏ đồ đao, đạp địa thành Phật. Ngay lập tức, vị Phật thiên võ thứ hai cũng phóng lên trời rồi triệu hồi Đại Phật bản mạng. Đại Phật nguy nga như núi, một trường bao phủ bầu trời. Hự! Phượng Vũ kêu rên, bị chấn lảo đảo. Nội tình của cô ta không đủ hùng hậu, chắc chắn không thể chống lại Đại Phật bản mạng của cường giả thiên võ. Thể cửu vĩ khổng lồ cũng bắt đầu rách ra từng chút một. Cứu người! Các trưởng lão ma ra hét lớn, từ tứ phương vây đến. Nhưng sau đó đã có một luồng sáng vàng nhanh hơn tất cả bọn họ đã phóng lên, tung ra một quyền đánh văng Đại Phật. Luồng sáng vàng đó tất nhiên là Triệu Bân đang mang theo sát khi mãnh liệt phóng tới. Phượng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kéo dài được đến khi Triệu Bân trở lại. Sao có thể như thế được? Thần sắc của vị Phật thiên võ thứ hai hoàn toàn không thể tin được. Làm đối thủ của Phật chủ nhưng tên nhóc cảnh giới chuẩn thiên này vẫn có thể sống sót chạy tới đây sao? Phật chủ đâu? Chẳng lẽ đã bị tiêu diệt rồi? Không ai cho lão ta câu trả lời, chỉ có công phạt bá thiên tuyệt địa của Triệu Bân đang tới. Đó vẫn là một quyền mang chiến ý vô song cùng quyền ý vô địch. Vị Phật thiên võ thứ hai biến sắc, vội vàng phóng ra biển niệm lực. Đáng tiếc biển niệm lực của lão ta chỉ là vật trang trí trước mặt Triệu Bân. Tu La Môn, vị Phật thiên võ thứ hai hét lớn, hai tay kết ấn. Sau khi lão ta kết ấn liền có một cánh cổng cực lớn ầm ầm hiện ra. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn thấy bí pháp này, Tu La Môn chính tông của Phật gia. Diệt, ấn quyết của vị Phật thiên võ thứ hai biến hóa, Tu La Môn ngay lập tức mở rộng ra. Ngay sau đó, từ trong Tu La Môn liền phóng ra hai sợi xích sắt khóa chặt Triệu Bân. Triệu Bân vô cùng bá đạo, một tay nắm lấy xích sắt kéo mạnh, Tu La Môn cũng nguy nga cũng bị chấn hàng, hắn bây giờ đã có cảnh giới chuẩn thiên hoàn toàn có thể chống lại bị pháp này. Phút, vị Phật thiên và thứ hai hộc máu, rơi từ trên trời xuống. Triệu Bân bay thẳng lên 9 tầng mây thị triển thiên thủ đại la bao trùm thiên địa. Đường đường là Phật cảnh giới thiên võ mà lại bị hắn tung một trường phải quỳ dạp xuống đất. Đến cả Phật quang khắp người cũng biến mất, dù cho niệm lực của có dồi dào đến mức nào thì cũng không xóa bỏ được uy lực của thiên thủ đại la, thân Phật từ từ rạn nứt. Lên đường bình an. Triệu Bân nói một câu lạnh lùng rồi tăng thêm sức mạnh vào trưởng ấn. Phật thiên võ lập tức bị trưởng cho nát vụn, biến thành một đống bùn sen lẫn máu. Mạnh đến vậy sao? Các trưởng lão của ma vực thấy thế, tim ai cũng đập lên thình thịch. Từ khi Triệu Bân thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hắn ra tay. Đúng là bá đạo, dù sao đối phương cũng là một cao thủ cảnh giới thiên võ, hơn nữa còn là thiên võ của Phật gia, có Phật quang và kim Phật hộ thể, vậy mà vẫn bị hắn đánh bại nhanh gọn, nếu như hắn thăng cấp lên thiên võ thì chẳng lẽ là thiên hạ vô địch sao? Lúc bọn họ đang kinh ngạc, Triệu Bân đã đạp không bay đi, lao về hướng ma tử. Thiên kiếp đã tan, khắp người ma tử đều là máu, một nửa thể sức mạnh hung hổ đã bị đánh tan. Quỳnh! Triệu Bân từ trên trời đáp xuống, dẫm chân lên một tòa Phật điện. Phật thiên võ thứ ba cũng khiếp sợ và hoảng hốt. Sao tên nhóc này vẫn còn sống? Phật chủ đâu, bị cảnh giới chuẩn thiên tiêu diệt rồi sao? Không chịu nổi nữa. Ma tử thấy Triệu Bân đánh đến thì tự giác rút lui. Hắn ta rút lui, Triệu Bân xông tới. Hắn không cầm theo binh khí,
chỉ với hai nắm tay vàng rực là đã đánh cho Phật Thiên Võ phải đứng không vững, nào là La Hán Kim Thân, nào là niệm lực Phật gia, tất cả đều không là gì cả, đối phương bị Triệu Bân đấm liên tiếp, bay từ bầu trời phía đông sang nơi xa xôi nhất ở phía tây. Phật Thiên Võ đánh không lại, Phật Quang nhuốm máu tán loạn khắp trời. Lão ta không kịp kinh hoàng, Triệu Bân cũng không cho đối phương thời gian để thở, quyền sau bá đạo hơn đấm trước, đánh nát kim Phật hộ thể, xóa tan niệm lực từ hương khói, đánh cảnh giới Thiên Võ kia thành cho. Ma tử nhìn thấy, lén nuốt nước bọt. Triệu Bân khi ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao thế này như thể có tăng thêm bắp tăng lực, mạnh đến mức không thể tin nổi. Các cao thủ thành thiên thu cũng có tâm trạng y như vậy. Thời đại này đúng là kỳ dị, sao lại xuất hiện một nhân vật đáng gờm thế này? Tính ra thì số cảnh giới Thiên Võ chết trong tay hắn đã được cả đống luôn rồi. Chỉ với thành tích đó thôi, đừng nói là làm thiên hạ vô địch, đến cả Ma Quân Bất Diệt người mạnh nhất trong lịch sử cũng không thể bì kịp nếu ở cùng thời đại. Tóm lại, hắn mới là vô địch trong những người cùng cấp. Vèo! Triệu Bân tiêu diệt Phật Thiên Võ thứ ba xong lại lao về hướng khác. Đất Phật có bốn Thiên Võ, hắn đã giết được ba rồi, chỉ còn lại Phật Thiên Võ thứ nhất thôi. Không chịu được nữa. Chưa tới nơi là tai đã nghe thấy tiếng gào thét. Là Tiểu Vũ Linh, nó như một tia sáng bay loạn khắp trời đất, nó phóng sương mù thì đứng đầu nhưng khả năng chiến đấu lại yếu đến đáng thương, dù liên thủ với Thương Khung nhưng cũng bị đập đến mức không ngóc đầu lên nổi. Nhắc đến Thương Khung, thảm khỏi phải nói rồi, máu me đầy người, không còn nhận ra hình người nữa. Phật Thiên Võ thứ nhất cũng không tốt hơn là mấy, lão ta bị Tiểu Vũ Linh và Thương Khung đánh tơi tả. Phụt, máu phun ra, Thương Khung lại hộc máu. Phật Thiên Võ thứ nhất vung tay, niệm lực cuồn cuộn bao phủ. Chậc, cái tên đầu chọc này. Tiểu Vũ Linh lớn tiếng mắng rồi quay lại tấn công. Chiến lực của nó khá thấp, chỉ đủ để gãi ngứa cảnh giới Thiên Võ, chiêu bài duy nhất là biển sương mù. Tiểu Hữu, sát niệm quá nặng, khó thành chính quả lắm. Phật Thiên Võ thứ nhất lạnh lùng nói rồi nhẹ nhàng thoát khỏi biển sương mù kia. Sau đó, Tiểu Vũ Linh bị hất bay, suýt bị một chưởng đánh bại. Thương Khung đang bị vây trong niệm lực như một con vịt cạn, không ngừng vung vẫy như đang đạp nước. Ông ta không phải là ma quân, cũng không phải dạng yêu nghiệt như Triệu Bân, dùng tu vi chuẩn thiên để đánh với Thiên Võ, đạo hạnh ông ta còn kém lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ông ta sẽ bị nhốt trong niệm lực khá lâu hoặc bị cưỡng chế độ hóa. Trong thời khắc quan trọng, Triệu Bân đã chạy tới. Hắn thật sự bá đạo, dẫm một dẫm là có thể phá tan biển niệm lực. Phật Thiên Võ số một hừm lên lạnh lùng, liên tục lùi về sau, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. May mà có người đến. Thương Khung ho ra máu, lảo đà lảo đảo. Tiểu Vũ Linh cũng chạy lại, xà lên vai Triệu Bân, nhóc con bụ bẫm này cũng ôm ngực, ho ra máu, vừa ho vừa nói, người phải ghi công lớn cho ta đấy. Triệu Bân không nói gì, lập tức tung ra một đấm với uy lực bá đạo. Tấn công Phật Thiên Võ thứ nhất. Mặt Phật Thiên Võ biến sắc, uy lực của đấm này mạnh đến mức làm tim lão ta phải run lên. Không thể chần chờ, lão ta đứng vững, chắp tay trước ngực, biến ra một cái chuông lớn màu vàng, đánh úp về phía đối thủ. Đó là bí pháp phòng ngự của Phật gia, trên chuông khắc đầy Phật văn, còn có cả kinh Phật bay quanh. Đáng tiếc, nó chưa là gì cả. Một quyền màu vàng của Triệu Bân đã đánh tới, đấm thủng chuông lớn. Phụt! Phật Thiên Võ thứ nhất lập tức hộc máu, bay lộn nhào ra xa như một bao cát. Triệu Bân bám sát như chiếc bóng, Phật Thiên Võ chưa kịp đứng vững, Triệu Bân đã thêm một chiêu, uy lực còn mạnh hơn lúc nãy, đánh nát Phật Quang hộ thể, đến cả thân Phật Thiên Võ cũng bị đánh đến tan nát. Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Phật Thiên Võ thứ nhất lại chắp hai tay lại, Phật âm vang khắp trời đất. Lão ta vừa dứt lời, một mặt trời màu vàng kim từ từ dâng lên. Còn Phật Thiên Võ lại hòa vào với mặt trời, Phật Quang hiền hòa và sáng chói chiếu xuống như có thể thật sự xua tan bóng đêm, Phật Quang cực hạn mang theo uy lực độ hóa. Tiểu Vũ Linh thấy vậy là vội vàng bỏ chạy. Thương Khung lảo đảo, cơ thể suýt chút bị hủy. Triệu Bân vẫn mạnh mẽ như thường, xuất chiêu đấm thủng mặt trời. Ọc! Phật Thiên Võ thứ nhất phun máu, người rơi từ trên trời xuống. Triệu Bân trở tay, trường ấn áp xuống. Uy lực của thiên thủ đại la bàng bạc, mặt biển mênh mông nổi sóng cao cả vạn trượng, Phật Thiên Võ rơi xuống dưới lập tức bị đánh đến thịt nát xương tan. Đỉnh của chóp luôn.
Thương Khung và Tiểu Vũ Linh chậc lưỡi khen ngợi. Hai người họ đánh cả đêm mà không bằng vài ba đấm của Triệu Bân. Chắc tên Phật Thiên Võ thứ nhất đó chết rất ấm ức, lão ta đã ngủ yên trên đất Phật gần 8.000 năm, không biết đã tích lũy được bao nhiêu Phật Pháp và niệm lực, vậy mà lại bị một tên cảnh giới chuẩn thiên giết chết trong thời đại này. Triệu Bân vẫn chưa dừng lại, hắn lại chạy về chiến trường của Thiên Võ và chuẩn tiên. Ngước mắt nhìn nơi xa là có thể thấy bên đó đang được Phật quang bao trùm. Cảnh giới chuẩn tiên không giống với Thiên Võ, mặc dù không là tiên nhưng cũng chẳng phải dạng mà Thiên Võ bình thường có thể bì được. Dù Ma Quân và Ma Hậu có nội lực thâm hậu nhưng vẫn không phải là đối thủ của đối phương, có thể đánh bại nhưng lại không thể tiêu diệt. Lúc Triệu Bân chạy đến thì vừa hay ba người vừa tung đòn. Ma Quân và Ma Hậu đều bị đẩy về sau, không trung bị dẫm vang lên tiếng ầm ầm. Thánh nữ Phật gia cũng không khá hơn là mấy, Phật quang phai nhạt đi khá nhiều. Sư tỷ, ta đến tìm ngươi nói chuyện nhân quả đây. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi nhẹ nhàng dừng lại trên không trung. Đôi mắt Bát Nhã không còn thanh tịnh mà thoáng qua vẻ hung ác và tàn bạo, đúng là nhân quả, nghiệp chướng của cô ta cũng có liên quan đến Triệu Bân, nếu muốn thành Phật, cô ta không chỉ phải độ Ma Quân, Ma Hậu mà còn phải độ cả Cơ Ngân. Không chết thì không dừng. Triệu Bân hừ lạnh rồi vung kiếm, chém ra một dài tinh hà Bát Nhã nhẹ nhàng giữ tay lên đánh tan tinh hà chỉ bằng một chương, sau đó còn có một vùng Phật quang ập đến, mang theo sức mạnh oán hận kỳ lại ngay cả nội lực của Triệu Bân cũng bị đánh bật ra sau, cơ thể lập tức rớm máu. Phá! Ma Quân hét lớn lên, chém toang biển niệm lực chỉ với một kích. Ma Hậu cũng tấn công sát sau đó, tiên mang bắn phá hư không. Phụt! Bát Nhã phun máu, giật lùi ra sau một bước. Tiếng kiếm chói tai lập tức vang lên. Là thuấn thân tuyệt sát với sức mạnh hủy diệt của Triệu Bân. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lanh lảnh, thuấn thân đã bị kim Phật hộ thể chặn lại. Phật thân của Bát Nhã rung nhẹ lên, một luồng Phật quang lao ra từ trong cơ thể cô ta, chém bay Triệu Bân, vết thương trên ngực khó có thể hồi phục như cũ, chân nguyên, tiên lực cũng bị tiêu tan rất nhiều. Keng! Trong lúc văng về phía sau, Triệu Bân đã tung ra Chu Tiên Quyết, chém ngược trở lại. Tiếng răng rắc vang lên, kim Phật hộ thể của Bát Nhã lập tức nứt ra. Ma Quân tung một chưởng cách không, xuyên qua bầu trời, đánh vỡ hoàn toàn kim Phật. Ma Hậu theo sau, quầng sáng màu tím trên tay cô ta biến thành kiếm khí màu tím, bỏ qua thân xác, đánh thẳng vào võ hồn của Bát Nhã. Huyết quang nổ tung, Phật thân của Bát Nhã lại rớm máu. Huyết quang vừa tan, cô ta đã thay đổi hình thái, mái tóc bóng mượt bị nhuộm thành màu máu, niệm lực cuồn cuộn khắp người biến thành sát khí đen ngòm, đến cả mắt Phật cũng trở nên đỏ ngầu. Ma hóa sao? Triệu Bân thầm nghĩ, hai mắt đầy xa xăm. Hắn đã đánh giá thấp thánh nữ Phật gia, cô ta căm hận ma đến thế mà lại dùng đến bí pháp của ma đạo. Không chỉ có hắn, ngay cả Ma Quân và Ma Hậu cũng phải chau mày, đặc biệt là Ma Hậu, cô ta từng là người của hai đời nhưng lại không biết Bát Nhã còn thông thạo bí pháp truyền thừa cấm kỵ của ma tộc, biến Phật thân thành ma thân. Cảnh tượng thật đáng châm chọc. Thánh nữ Phật gia tự nhận từ bi hỷ xả, hận không thể giết hết ma trong thiên hạ. Nhưng lúc này, bản thân cô ta cũng nhập ma, hương hỏa mà cô ta nhận được, niệm lực mà cô ta hấp thụ được, giờ đây đều biến thành ma sát, khí tức điên cuồng cùng sự khát máu đó càng giống ma đầu hơn cả ma tộc. Trời xanh rung chuyển. Một quầng sáng đen lan rộng từ chỗ Bát Nhã ra xung quanh. Triệu Bân, Ma Quân, Ma Hậu đều bị đẩy lùi về sau. Sau khi thành ma, sức mạnh của thánh nữ Phật gia cảnh giới chuẩn tiên bộc phát đến đỉnh điểm, trở thành tiên thật sự và có dấu hiệu sắp bay lên trời. Tất cả các ngươi đều phải chết. Bát Nhã hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ hung tàn. Ma sát cuồn cuộn nhấn chìm cả không gian vào trong bóng tối. Ngươi là Phật hay ma? Ma Hậu nhẹ nhàng đứng vững lại rồi hỏi một cách điềm tĩnh. Ma Quân và Triệu Bân cũng muốn hỏi câu đó. Ta vốn dĩ từ bi, ngặt nỗi bận lòng với chuyện chúng sinh nên đành chọn cách chém giết để độ chúng sinh. Bát Nhã nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc, giống như ấn ma chú, khắc trên bầu trời rộng lớn. Nguyệt Thần nghe thấy mấy lời đó cũng phải bật cười, bỏ Phật thành ma, ra mặt đúng là dày mới có thể nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Có điều, cô ta không hề thấy bất ngờ vì đã gặp quá nhiều người nhà Phật biết nói đạo lý còn hơn cả Bát Nhã. Ma cấm, Phật thế thiên. Bát Nhã khẽ niệm rồi đưa tay bấm ấn quyết.
ba người Triệu Bân chỉ cảm thấy mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại. Triệu Bân không biết nhưng Ma Quân và Ma Hậu thì lại biết rất rõ, khi mọi thứ chìm vào bóng tối, thế giới hiện tại sẽ cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hai người họ chưa từng nghĩ Phật dùng bí pháp cấm kỵ của ma tộc mà tạo ra uy lực đáng sợ đến thế. Vẫn chưa hết. Sau khi bóng tối bao trùm mọi thứ, ở nơi xa xôi phía đông xuất hiện một mặt trời. Tiếp đó, phía tây lại xuất hiện một mặt trăng, còn bầu trời ở giữa lốm đốm những ánh sao. Bất kể là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay của những vì sao cũng đều mang sức mạnh hủy diệt. Ba người họ đều biết Bát Nhã muốn tiêu diệt mình trong bóng tối. Như vậy, khi bóng tối không còn nữa, cô ta vẫn sẽ là Phật, vẫn là hóa thân của chính nghĩa và từ bi, với cô ta mà nói, quá trình không quan trọng, giết cũng được, độ hóa cũng chẳng sao, cô ta chỉ muốn ép cho ra nhân quả. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trong bóng tối không nhìn thấy Bát Nhã đâu, nhưng giọng của cô ta thì lại vang lên lanh lảnh. Khi cô ta vừa dứt lời thì mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều phát ra sức mạnh hủy diệt. Vù! Ma Quân hóa căn nguyên huyết mạch thành cung, dùng chân nguyên tiên lực biến thành tên rồi bắn ngược lên trời. Mặt trời sáng chói bị tên của ông ta bắn thủng, ánh mắt trời đang chiếu rọi cũng vụt tắt ngay. Cùng lúc đó, Ma Hậu ngưng luyện một tia sáng màu tím, chém thẳng lên mặt trăng. Triệu Bân cũng rất bá đạo, hắn chọc kiếm lên trời, thân kiếm ảo biến dài vô tận. Khí huyết cuộn trào, tiên lực dồi dào, hắn cầm Long Uyên khuấy động mây gió một cách mãnh liệt đến mức bầu trời đêm cũng nổi sấm sét, những vì sao nối tiếp nhau biến mất, ánh sao cũng tắt lịm theo. Bát Nhã rên rỉ lên khó chịu, không gian u tối rung chuyển. Ma Hậu bay lên trời rồi chìm vào bóng đêm. Cô ta đang xâm nhập vào cơ thể của Bát Nhã, cưỡng chế để cùng sở hữu cơ thể với cô ta. Triệu Bân và Ma Quân cũng không rảnh rỗi, cả hai thi nhau xuất chiêu, cùng đánh vào một điểm với uy lực mạnh nhất. Thế giới bóng đêm lập tức nổ tung, ánh sáng lại quay trở lại, còn thánh nữ Phật ra cách biệt với bóng đêm thì bị té bật ra, Phật thân tóe máu, cả Phật quang và ma sát đều mất đi sức mạnh vốn có. Ma Hậu lại quay ra trở lại. Còn Bát Nhã thì trở về lại trạng thái ban đầu. Khí uẩn chuẩn tiên của cô ta đang mất dần đi. Ta không sai. Biểu hiện của ma đạo trên người cô ta vẫn chưa mất đi mà ngược lại còn càng lúc càng nặng hơn. Cô ta bây giờ không phải ma mà cũng không phải Phật, càng giống với một kẻ điên hơn. Đúng và sai, thiện và ác, dường như lúc này không thể nào nói rõ được. Ba người Triệu Bân không tiếp tục tấn công, mà cũng không cần phải tấn công nữa rồi. Có lẽ vì nghiệp chướng của Bát Nhã quá nặng nên Phật tâm đã sụp đổ, hương hỏa và niệm lực cũng lập tức biến mất, cảnh giới tu vi, căn cơ nội lực của cô ta đều bị phản phệ, dần dần mất đi. Phật thân bê bết máu của cô ta cũng từ từ biến thành xương mờ dưới ánh trăng nhạt. Ta không sai. Đến lúc này rồi Bát Nhã vẫn còn hét lớn. Cô ta có sai hay không, chẳng ai phán xét hay bình luận, nhưng cô ta thật sự đã làm đảo lộn nhân quả của người khác. Sao trời lấp lánh, trăng trong vắt, thánh nữ Phật ra biến thành mây khói trong tiếng hét tuyệt vọng của chính mình. Thế giới hồng trần tiễn chân cô ta bằng một tràng Phật âm. Hay nói đúng hơn là tiễn đi sơ tâm của cô ta thuở ban đầu. Đến cả Nguyệt Thần cũng không thể phủ nhận xuất phát điểm ban đầu của Phật là tốt. Đây là một đoạn nhân quả không có đúng sai, hoặc cũng có thể nói đây là nghiệp chướng, nghiệt duyên. Bát Nhã chết đi, chúng Phật cùng chết, đất Phật cực lạc trong biển cùng sụp để theo khi tia nắng đầu tiên buông xuống, các cao thủ lại lên đường quay về. Giống như trước đây, Triệu Bân ngủ say suốt chặng đường. Đó là di chứng của trạng thái tóc vàng. Một khi trạng thái đó rút đi, hắn sẽ lập tức mất hết sức lực, nhưng chiến tích của hắn trong trận đánh này lại vô cùng huy hoàng. Hắn đã tiêu diệt sạch bốn thiên võ của đất Phật, đừng nói đến mấy người thương khung, ngay đến cả Ma Quân và Ma Hậu cũng đều thấy vô cùng cảm thán. Triệu Bân ngủ một mạch đến nửa tháng. Lúc xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trên đỉnh núi Triệu Gia ở thành Thiên Thu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.